Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 81. Quyển 18, chương 1. Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa cần phải có tổ chức cơ sở đủ mạnh để cam đoan, đây là công việc rất quan trọng. Bắt đầu từ năm nay miễn thuế nông nghiệp, cũng là giải thoát tổ chức cơ sở khỏi công việc khó khăn khi thu thuế. Đây là một cơ hội, làm như thế nào sáng tạo trong triển khai công việc, vừa cam đoan kinh phí vận hành của tổ chức cơ sở, nâng cao tính tích cực trong công việc của cán bộ cơ sở, lại muốn tăng cường quan hệ mật thiết giữa cán bộ và quần chúng, nâng cao uy tín và sức ảnh hưởng của cán bộ với quần chúng nhân dân, đây là vấn đề quan trọng nhất và khó khăn nhất của tổ chức đảng các cấp. Triệu Quốc Đống dừng lại nói. Bí thư Quốc Phú, cần phải làm tốt nơi thí điểm, tôi hy vọng năm nay có thể thấy điểm sáng ở thị xã Chiêu Đạt, anh có tin không? Trưởng ban Triệu nếu coi trọng Chiêu Đạt như vậy, thị ủy Chiêu Đạt đương nhiên phải cố hết sức mà làm. Trương Quốc Phú cũng là cán bộ từ cơ sở trưởng thành, y làm ở cấp xã huyện hơn 10 năm, từng làm bí thư, chủ tịch xã nhiều năm nên rất quen thuộc công tác nông thôn. Khi điều tra việc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, Triệu Quốc Đống chọn điểm đầu tiên là Chiêu Đạt làm Trương Quốc Phú cảm thấy được Triệu Quốc Đống tín nhiệm vào Chiêu Đạt như thế nào. Chúng tôi cam đoan làm theo ý kiến của trưởng ban Triệu, làm tốt thí điểm sau đó từng bước phổ biến kinh nghiệm. Ừ, tôi muốn nghe lời này của anh. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nói. Vĩnh Thái, ban cần phải xác định nơi thí điểm ở Chiêu Đạt, toàn lực chỉ đạo. Ý của tôi là không cần chọn điều kiện tốt nhất, cũng không phải là có điều kiện kém nhất, chọn một nơi bình thường thì mới có tính đại biểu. Chờ thị xã Chiêu Đạt xác định được nơi thí điểm thì Bùi Đông Thăng Anh cần tự mình đến chỉ đạo, điều tra, tổng kết kinh nghiệm, đưa ra ý kiến. Việc này chủ yếu phải do ban tổ chức cán bộ thị ủy Chiêu Đạt phụ trách. Triệu Quốc Đống nhìn vào trưởng phòng tổ chức của ban, Bùi Đông Thăng cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Chiêu Đạt, Dương Lễ Phú. Lễ Phú anh có tự tin không? Xin trưởng ban Triệu yên tâm, vừa nãy bí thư Quốc Phú cũng đã nói thị ủy Chiêu Đạt nhất định sẽ làm tốt công việc theo ý kiến chỉ đạo của ban. Dương Lễ Phú ưỡn ngực nói. Rất tốt, công việc này tôi nhờ các vị. Sang năm tôi còn muốn xem kế hoạch của các anh. Quốc Phú, Lễ Phú, hai anh đừng làm tôi thất vọng. Triệu Quốc Đống gật đầu, công tác tổ chức Chiêu Đạt làm rất có đặc sắc, đây cũng là nguyên nhân mà Điền Vĩnh Thái đề cử thí điểm ở Chiêu Đạt. Trương Quốc Phú làm kinh tế chưa chắc đã giỏi nhưng lại giỏi khống chế cục diện. Y đến Chiêu Đạt mới vài tháng mà đã bình ổn được Chiêu Đạt. Dương Lễ Phú vốn là trưởng ban thư ký thị ủy, Trương Quốc Phú tìm tới Triệu Quốc Đống và Trử Liễu đề nghị điều chỉnh lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Đều là thường vụ chỉ phụ trách công việc khác mà thôi, đây không phải vấn đề gì lớn. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ Chiêu Đạt điều sang Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Trương Quốc Phú lại đề nghị một bí thư thị ủy tiến vào thị ủy làm trưởng ban thư ký, vì thế thị ủy về cơ bản đã do Trương Quốc Phú khống chế. Cũng vì Trương Quốc Phú có dũng khí điều chỉnh, mà thị xã Chiêu Đạt lại là thị xã có diện tích sản xuất nông nghiệp và nông dân nhiều nhất tỉnh, Triệu Quốc Đống cũng hy vọng Trương Quốc Phú có thể dẫn đầu thí điểm công tác xây dựng nông thôn mới ở Chiêu Đạt. Công tác xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ năm trước được Trung ương đưa ra, đến cuối năm đã hình thành một hệ thống ý kiến tương đối hoàn chỉnh. Triệu Quốc Đống cũng nhạy cảm nhận ra Trung ương đang dần chú trọng vào sản xuất nông nghiệp, đây là tín hiệu mà Trung ương chuyển từ hư sang thật trong công tác tam nông. Trước kia hàng năm Trung ương đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tam nông nhưng áp lực phát triển khiến Trung ương dồn nhiều vào phát triển công nghiệp và đô thị. Bây giờ Trung ương đưa ra ý kiến xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Đưa ra khi phát triển kinh tế công nghiệp và đô thị đến trình độ nhất định thì phải chú trọng phát triển nông nghiệp, miễn thuế nông nghiệp chỉ là bước đi đầu tiên. Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa là đề tài được đưa ra trong thời gian dài, từ trung ương đến địa phương đều coi công tác xây dựng nông thôn mới là công việc trung tâm của chính phủ, nhưng không biết có bao nhiêu đảng ủy, chính quyền các cấp ý thức được tầm quan trọng và khó khăn của công việc này. Không thay đổi phương thức đánh giá từ trung ương đến địa phương thì việc coi trọng công tác nông thôn vĩnh viễn chính là câu nói suông. Triệu Quốc Đống cũng càng lúc càng cảm nhận được khuyết điểm trong đó. Hắn cũng có ý thức thay đổi một ít cách đánh giá trong công tác của tỉnh nhưng việc này không phải do hắn quyết định được. Ở vấn đề này hắn đã nói với Thái Chánh Dương và Tạ Vân Biên, yêu cầu tỉnh ủy khi đưa ra mục tiêu đánh giá thì nên đưa ý kiến này vào, kết hợp tình hình khác nhau của các nơi mà phân loại khác nhau. Như vậy cũng có thể đánh giá một cách khoa học hợp lý về tình hình công tác của 16 thành phố, thị xã. Thái Chánh Dương khá coi trọng ý kiến của Triệu Quốc Đống, nhưng muốn được vậy còn cần thời gian điều chỉnh. Lục Nhị, cô đến từ lúc nào vậy? Vừa về văn phòng,
Triệu Quốc Đống liếc mắt thấy Lục Nhị đang đứng đó cười cười nhìn mình. Ồ, một vị phó bộ trưởng Bộ Văn hóa đến Điền Nam, là Bộ trưởng Cam. Vâng, hôm nay Bộ trưởng Cam cho tôi nghỉ, Chủ tịch La cùng Bộ trưởng đi đến Lý Giang khảo sát. Thấy Triệu Quốc Đống thật lòng vui vì thấy mình, Lục Nhị như uống mật. Đối phương mặc dù lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng thấy mình vẫn rất thân thiết làm cô thấy ấm áp. Ha ha, cô làm thư ký mà không đi cùng lãnh đạo, Bộ trưởng Cam có phải chiều quen không? Lục Nhị, cô cần phải chú ý, không được chiều quá sinh hư. Triệu Quốc Đống vừa mời đối phương vào ngồi vừa nói. Có phải là đến đưa thiếp mời không? Lục Nhị nở nụ cười hạnh phúc. Vâng, cảm ơn trưởng ban Triệu quan tâm. Hôm nay Bộ trưởng Cam chủ động cho tôi lưu lại, điểm này Lục Nhị cũng biết chừng mực mà. Ồ, trưởng ban Triệu, đây là thiếp mời của chúng tôi, thời gian là vào 14 tháng giêng ở khách sạn Côn Lôn. Ừ, yên tâm, tôi nhất định sẽ đến. Triệu Quốc Đống lập tức nhận lời. Tuổi Lục Nhị không còn nhỏ, cô theo Cam Bình nhiều năm, hai người thực tế có tình cảm như mẹ con nhưng Lục Nhị vẫn rất chú ý, tuyệt đối không vì Cam Bình tin tưởng mình mà làm càn. Tôi và Dương Khắc đều chờ mong ngài đến. Ngài cũng coi như nhà ngoại của tôi, làm tôi tự tin hơn, làm tôi có thể ưỡn ngực lên. Lục Nhị cười nói. Tâm lý phụ nữ luôn rất phức tạp. Chồng sắp cưới của Lục Nhị, ZZ là người Bắc Kinh, làm ở cơ quan rất tốt, được coi trọng ở cơ quan. Người Bắc Kinh trời sinh đã kiêu ngạo, có mùi vị ông là con trời. Mặc dù ZZ rất yêu Lục Nhị nhưng nhà ZZ lại không quá để mắt nhà Lục Nhị vì không có quyền thế. Hơn nữa quê Lục Nhị ở tỉnh An Nguyên nên trong mắt nhà ZZ thì không thể nghi ngờ là người nhà quê đến Bắc Kinh. Cam Bình nhất định sẽ đến, nếu Triệu Quốc Đống có thể đến thì ý nghĩa càng không bình thường. Dù sao Cam Bình chỉ là người không vào đảng, mà Triệu Quốc Đống lại là ngôi sao chính trị mới lên của chính trường Trung Quốc. Mọi người ở Bắc Kinh đều thán phục người làm chính trị. Đi đường tùy tiện hỏi một lái xe taxi, người ta có thể ngồi nói chuyện với anh nửa ngày về một vị bộ trưởng hay ủy viên bộ chính trị nào đó. Cô đó, Lục Nhị, tôi còn tưởng cô trưởng thành rồi, sao vẫn có tâm lý này? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi không biết nên nói cô như thế nào nữa. Trưởng ban Triệu, chẳng lẽ ngài nói phụ nữ bất cứ lúc nào cũng vứt bỏ được trái tim hư vinh sao? Lục Nhị cười nói. Tôi cũng không ngoại lệ, vẫn có một chút, cũng chỉ có mời ngài giúp tôi thỏa mãn. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. Lục Nhị, nói chuyện giỏi thật đó. Triệu Quốc Đống rất thích không khí nói chuyện này. Quan hệ giữa hắn và Lục Nhị xen lẫn giữa cấp trên cấp dưới cùng anh em. Lục Nhị có linh tính hơn người, tâm tư nhanh nhạy, cân nhắc vấn đề chu toàn, cũng vì nguyên nhân này mà Triệu Quốc Đống mới hết sức tiến cử cô với Cam Bình. Mà hai năm qua Cam Bình cũng không ít lần khen Lục Nhị với hắn, cảm ơn Triệu Quốc Đống vì giới thiệu một thư ký như vậy cho mình. Tuổi Cam Bình mặc dù không quá lớn nhưng trước đó có lời đồn chị ta sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân không ngờ lại lên Bộ Văn hóa làm phó bộ trưởng, lần này xuống rất có thể sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Vậy hướng đi của Lục Nhị là như thế nào? Cam Bình cũng đã nói với Triệu Quốc Đống việc này, làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ giúp hướng đi sau này cho Lục Nhị. Quyển 18, chương 2. Nếu như Lục Nhị là đàn ông thì quá tốt, đây là câu nói thật lòng của Triệu Quốc Đống. Đoạn Tự Lập mặc dù làm được nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thấy đối phương thiếu linh tính, hoặc là nói do mình đặt yêu cầu quá cao nên cảm thấy vậy. Phan Xảo vào thấy Lục Nhị liền chào, Lục Nhị cũng biết Triệu Quốc Đống còn có công việc, không thể cứ mãi ngồi nói chuyện với mình nên cô rất ngoan ngoãn đứng lên chào Triệu Quốc Đống rồi cùng Phan Xảo đi ra. Phan Xảo cũng là người khôn khéo, đến làm việc ở ban như cá gặp nước, chính xác mà nói là chủ trì công việc của văn phòng ban tốt hơn hẳn Uông Tòng Hỷ. Từ viết văn bản, bố trí công việc, lịch trình hàng ngày đều có thể nắm bắt chính xác tâm tư của Triệu Quốc Đống. Đây là điều khá khó được. Ngay cả Điền Vĩnh Thái không mấy khi khen người cũng khen Phan Xảo mấy lần, y cho rằng Phan Xảo chủ trì công việc văn phòng nên công việc chót lọt hơn, hiệu quả cũng cao hơn. Uông Tòng Hỷ quá câu nệ, cổ hủ, làm việc đúng quy củ nhưng thiếu linh hoạt. Theo Triệu Quốc Đống thấy tốt nhất Uông Tòng Hỷ nên sang sở nội vụ, làm người phối hợp, truyền tin là tốt. Phan Xảo mới đầu lên ban có không ít người không phục nhưng bây giờ lại nhận được nhiều lời khen, đây chính là do cô dùng biểu hiện của mình để chinh phục lòng người. Không nóng không lạnh, tiến lui có chừng mực, đây là yêu cầu của Triệu Quốc Đống với chánh văn phòng. Phan Xảo làm được, lại còn làm Triệu Quốc Đống cảm thấy bất ngờ là đối phương rất biết ý của lãnh đạo, làm được đến bước này chính là một chánh văn phòng xuất sắc. Ví dụ như lúc này Phan Xảo rất tự nhiên nói với Triệu Quốc Đống rằng Hoắc Vân Đạt và Hướng Quân đã đến Côn Châu.
như vậy mấy cán bộ từ Ninh Lăng tới có thể ngồi lại để tăng thêm phần náo nhiệt. Phan Xảo rất nhạy bén, Triệu Quốc Đống đang tiếc không sớm thông báo hai người Hoắc Vân Đạt đến để ngồi. Hồng Sơn quá xa nên bây giờ báo sợ là không kịp. Hắn không nghĩ Phan Xảo đã sớm tính được điểm này mà gọi hai người kia. Cuối năm đủ tin đồn được truyền ra. Đầu tiên là hướng đi của Đào Hòa Khiêm, có lời đồn Đào Hòa Khiêm sẽ đến làm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát An toàn Sản xuất, do Trương Bảo Quốc làm chủ tịch tỉnh. Cũng có lời nói Đào Hòa Khiêm sẽ sang tỉnh Quế làm chủ tịch tỉnh. Cũng có lời đồn Trương Bảo Quốc có thể sẽ sang Kiềm Nam làm chủ tịch tỉnh, Triệu Quốc Đống rất có thể lên làm phó bí thư thị ủy, tin này truyền rất xa, không ít người chú ý. Tin tức mới nhất nói một vị ủy viên thường trực Bộ Chính trị rất hài lòng với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, cho nên muốn đồng chí Trương Bảo Quốc để Triệu Quốc Đống lên thay. Đương nhiên cũng không thiếu quan điểm khách quan cho rằng Triệu Quốc Đống mới làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam chưa đầy năm, khả năng điều chỉnh là rất nhỏ. Nếu nói năm nay là năm diễn ra đại hội đảng lần thứ 17 thì khả năng này mới lớn. Vĩnh Thái, đừng nghe mấy lời đồn bên ngoài làm gì. Anh cũng làm công tác tổ chức, anh cảm thấy mấy lời đồn bên ngoài là có thể định đoạt cán bộ cấp phó tỉnh như tôi sao? Triệu Quốc Đống một bên đọc lướt qua văn bản, một bên thản nhiên nói. Cuối năm có không ít công việc, chúng ta nên đặt tâm trí vào việc mình cần làm. Cuối năm làm nhiều một chút cũng có thể giảm không ít áp lực cho năm tới. CTA cũng có thể nhanh chóng lên được kế hoạch làm việc trong năm. Trong năm tới tôi cũng muốn thực hiện lời hứa của mình. Cứ đầu năm đều muốn đến các thành phố, thị xã một chuyến, tìm hiểu tình hình triển khai công việc trong năm của các nơi. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, tuần trước tôi lên Bắc Kinh họp, cục trưởng Tạ, cục cán bộ số 2 cũng hỏi tới ngài. Tôi cảm thấy vẻ mặt y có chút thần bí nên hỏi là có chuyện gì. Y không chịu nói nhiều mà chỉ nói là hỏi một chút mà thôi. Có thể hỏi người như vậy sao? Điền Vĩnh Thái lắc đầu nói. Tôi vẫn thấy không có lửa làm sao có khói, những người khác đi đâu tôi không quan tâm nhưng hướng đi của ngài tôi không thể không để trong lòng. Được rồi, anh có tâm tư này thì chia sẻ công việc với tôi là được, đừng để tôi ngày nào đó mệt quá ngã xuống. Triệu Quốc Đống không cho là đúng nói. Lời đồn chỉ là cho kẻ nửa mê nửa tỉnh, anh không đến mức muốn như vậy chứ. Đó là lời đồn thì mới là giả. Nhưng nếu không phải lời đồn thì sao? Điền Vĩnh Thái hỏi lại một câu. Triệu Quốc Đống ngẩn ra hình như đang suy nghĩ vấn đề này. Một lúc lâu sau hắn mới lạnh nhạt nói. Chúng ta là đảng viên, cách mạng cần chúng ta đến đâu thì chúng ta đến đó làm. Những lời này mặc dù nói ra như an ủi mình nhưng chúng ta là cán bộ lãnh đạo cũng chỉ có thể nói như vậy. Phục tùng an bài của tổ chức nhưng thật lòng mà nói tôi mới làm quen công tác tổ chức nên muốn có thêm thời gian. Nhưng Trung ương có cân nhắc của mình, chúng ta không thể nào thay đổi chỉ có thể cố gắng thích ứng mà thôi. Sau khi Điền Vĩnh Thái rời đi, Triệu Quốc Đống rơi vào dòng suy nghĩ. Lời đồn biến thành sự thật như vậy không còn lời đồn nữa mà đó là tin tức chính xác. Lưu Thác ngày hôm qua gọi điện thoại tới rất mờ mịt hỏi tình hình công việc của mình, Triệu Quốc Đống liền cảm thấy kỳ quái nhưng hắn hỏi Lưu Thác ở bên kia lại có chút do dự, có lẽ y không biết được tin tức chính xác. Lưu Thác chỉ nói là lãnh đạo Trung ương rất coi trọng năng lực và giải thích trong công tác kinh tế của mình. Nhưng coi trọng là một việc, coi trọng năng lực của mình đâu chỉ có một người. Triệu Quốc Đống không khỏi tự hào mà nghĩ, nhưng nền chính trị Trung Quốc có một thói quen đó là không thể vì suy nghĩ của một cá nhân nào đó mà phá vỡ, tất cả phải tuân theo văn bản và quy tắc để tồn tại và tiến hành. Triệu Quốc Đống không cho rằng mình ở lại Điền Nam là việc xấu. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ gần năm khiến hắn có nhiều chỗ lợi. Mặc dù hắn không quá thích công việc này nhưng hắn phải thừa nhận không có một năm rèn luyện ở chức trưởng ban tổ chức cán bộ thì hắn không hiểu sâu được việc đảng tổ chức và chính quyền vận tác, chấp hành như thế nào, cũng khó thể nào cảm nhận được cách vận dụng quyền lực. Triệu Quốc Đống tin rằng nếu tiếp tục làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, như vậy trong năm nay mình có thể làm tốt hơn so với năm trước nhiều, nhưng có phải là tốt nhất hay không thì lại theo đánh giá của từng người. Quan trọng nhất chính là quyền lựa chọn không phải do mình thậm chí không có quyền được biết tin. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười tự giễu bản thân. Có câu nói không thể thay đổi vận mệnh bị cưỡng hiếp thì chấp nhận hưởng thụ, đúng là ứng với tình huống của người theo chính trị. Đương nhiên đợt Tết này Triệu Quốc Đống không định ở lại Côn Châu, nếu có thể sớm đi là tốt nhất. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ rất nhiều lúc người ta đến đưa quà, mời ăn anh từ chối là không tiện, chẳng những phải đi ăn uống. Có đôi khi không thể không đối mặt vài tình huống, bất khả kháng.
Ví dụ như một cấp dưới lơ đãng để lại một phong bì không quá phong phú, hoặc là lãnh đạo công ty nào đó nhiệt tình tặng anh một món đồ công nghiệp xa xỉ, anh nhận cũng không tiện, không nhận cũng không tiện, nhận lấy còn phải nghĩ biện pháp để xử lý, cũng không thể nào làm tổn thương tâm ý người ta nhưng lại không thể đi ngược nguyên tắc. Triệu Quốc Đống có đôi khi còn suy nghĩ nếu như mình có thể đi trước Tết 10 hôm có lẽ tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. Nhưng đây là điều không thực tế, hơn nữa thời này dù là mình ở Bắc Kinh chỉ sợ cũng có người theo tới như con ruồi. Địa chỉ nhà lãnh đạo không phải bí mật với bọn họ có khi có biện pháp đột phá bí mật mà anh tự nhận giữ kín. Điền Nam mùa đông khá ấm áp, hơn hẳn Bắc Kinh đông lạnh và An Nguyên ẩm ướt, u ám. Nhưng Triệu Quốc Đống không thể không về tỉnh An Nguyên sau đó lên Bắc Kinh. Thời tiết mặc dù tốt nhưng không thể nào so sánh được sức hấp dẫn từ con người. Bên An Nguyên kia mới là nhà của mình, mà ở Côn Châu, Triệu Quốc Đống vẫn luôn có cảm giác mình là người qua đường. Có lẽ mình ở Côn Châu 2-3 năm thì cảm giác này mới dần biến mất. Mà Bắc Kinh thì Triệu Quốc Đống lại thấy đó như là một cung điện, mình đến đó là có thu hoạch. Hơn nữa còn có một người chờ đợi mình ở Bắc Kinh nữa. Quyển 18, chương 3. Câu lạc bộ gôn Hương Sơn. Một ông lão mặc áo đời đường trông như một vị đạo sĩ đắc đạo, mặt hồng hào, tóc hoa râm. Bề ngoài ông lão mặc dù tuổi không nhỏ nhưng vẫn khá mạnh khỏe, bước đi ổn định. Đào Hòa Khiêm ở bên không khỏi than thở, khỏe mạnh chính là hạnh phúc, ông lão 80 tuổi mà giữ được sức khỏe như vậy đúng là không dễ. Xe từ bên cạnh chạy qua, công nhân ở xa xa đang đi nhặt bóng. Trời cao mây xanh đúng là thời tiết tốt. Hòa Khiêm, lùi một bước trời cao biển rộng. Không nên so đo được mất ở một nơi. Tôi cảm thấy ở điểm này anh cần nghĩ thoáng hơn. Sao theo tuổi tăng lên mà lại suy tính thiệt hơn vậy? Ông lão liếc nhìn Đào Hòa Khiêm vẫn đi sau mình rồi lạnh nhạt nói. Đào Hòa Khiêm lần này lên Bắc Kinh không có mấy người biết. Bắc Kinh rộ lên tin đồn nếu nói Đào Hòa Khiêm không chú ý đến là nói dối, y không cam lòng. Đi, đương nhiên có thể đi nhưng không phải vào lúc này. Đào Hòa Khiêm muốn đường đường chính chính mà đi. Muốn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi chứ tuyệt đối không phải như một con chó bị đánh xuống nước, thất bại mà đi. Thấy Đào Hòa Khiêm vẫn im lặng không nói, trên mặt lộ vài phần phẫn uất, ông lão không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Hòa Khiêm đi đến bước này cũng không dễ, bị một tên trẻ tuổi làm cho thất bại liên tục như vậy thì dù là ai cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Nhưng điều này có thể trách anh, có trách thì trách chính bản thân kém cỏi, bị người nắm được nhược điểm. Hòa Khiêm. Làm cán bộ lãnh đạo thì cần phải nhìn rõ tình hình, không nên bảo thủ không chịu đổi mới. Điền Nam hôm nay đã khác Điền Nam ngày xưa. Chiến lược của quốc gia không ngừng thay đổi trọng tâm, địa vị của Điền Nam không ngừng tăng lên. Nhất là quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phía Nam càng lúc càng quan trọng cũng khiến cho Điền Nam càng có địa vị quan trọng hơn. Vì thế Trung ương có vài động tác thì anh cũng phải giải thích. Hoàng Lão, ngài nói đương nhiên tôi biết, Điền Nam không phải Điền Nam của ai cả. Cũng không phải là Điền Nam của nhóm người nào, càng không phải là Điền Nam của Đào Hòa Khiêm tôi. Chúng tôi đều là đảng viên theo lý phải phục tùng đại cuộc. Nhưng tôi cảm thấy thay đổi cán bộ cần phải theo một trình tự, không nên có thành kiến, càng không thể nào đeo kính mắt nhìn người. Đào Hòa Khiêm cẩn thận dung từ, trước mặt lão lãnh đạo có ơn tri ngộ với mình, y cũng không giấu gì cả. Tôi cảm thấy phương hướng chính trị của Điền Nam một năm qua đã thay đổi. Sao? Thái Chánh Dương và anh càng lúc càng xa, hay là tên mới tới gây phiền nhiễu cho anh? Ông lão nở nụ cười, Đào Hòa Khiêm hiếm khi xúc động như vậy. Tôi cảm thấy Thái Chánh Dương không phải người không biết đại cuộc mới đúng. Đào Hòa Khiêm thở dài một tiếng, trước mặt Hoàng lão mà mất mặt thừa nhận mình không thể khống chế cục diện Điền Nam thật sự là nỗi nhục khó có thể chấp nhận. Hoàng lão, tình huống ngài không rõ nắm, bí thư Chánh Dương và tôi cộng tác hơn 3 năm. Mặc dù tôi và y có không ít quan điểm khác nhau nhưng tôi vẫn thừa nhận Thái Chánh Dương là người rộng lượng hơn người khác, lúc cộng sự với Thái Chánh Dương thì tôi có lợi không ít. Đào Hòa Khiêm suy nghĩ một lúc lâu sau đó nói. Trên thực tế 2 năm trước tôi và Thái Chánh Dương mặc dù không quá hòa hợp nhưng ít nhất quan điểm lớn là nhất trí, cũng có thể làm được phối hợp. Nhưng tình hình năm ngoái đã có biến hóa, tôi không biết rốt cuộc là tư tưởng của Thái Chánh Dương thay đổi hay vì nguyên nhân nào khác. Điều chỉnh nhân sự lớn như vậy khiến cục diện chính trị của Điền Nam có rung chuyển, làm lòng người bàng hoàng, hơn nữa cũng khiến nhiều cán bộ địa phương Điền Nam bất an. Tôi cảm thấy như vậy sẽ không có lợi cho triển khai công việc của Điền Nam. Vậy anh đã trao đổi qua ý kiến này với Thái Chánh Dương chưa? Ông lão nhíu mày nói. Đương nhiên là có,
nhưng lúc này Thái Chánh Dương rất cố chấp với ý kiến của mình. Y cho rằng tư tưởng của cán bộ địa phương bảo thủ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Điền Nam. Có lẽ là y cảm thấy Trung ương không quá hài lòng với tình hình Điền Nam, tóm lại y không nghe ý kiến của tôi. Đào Hòa Khiêm thở dài nói. Tôi không thể hiểu nổi y tại sao có thể kết luận mấy nhân tố khách quan thành quan niệm tư tưởng của cán bộ địa phương bảo thủ. Tôi cảm thấy vấn đề rất có thể do y thành kiến với cán bộ địa phương Điền Nam, hơn nữa có người kích động nên tình huống mới ác hóa đến thế. Ông lão gật đầu không nói gì chỉ từ từ đi chậm về phía trước. Đào Hòa Khiêm cũng biết ý im miệng đi theo. Hòa Khiêm, có muốn điều chỉnh hay không? Anh ở Điền Nam đã lâu, một cán bộ lãnh đạo ở một nơi trong thời gian dài đúng là không có lợi cho công việc và phát triển. Anh có thể cân nhắc một chút. Hoàng lão, tôi nếu có đi cũng tuyệt đối không phải vào lúc này, ở tình huống này. Ngài biết tính cách của tôi mà. Đào Hòa Khiêm chưa nói hết câu, Hoàng lão đã xua tay ngăn lại. Được rồi, tôi biết nhưng tôi phải nhắc anh không ai có thể làm một nơi cả đời được. Đương nhiên anh nói cũng có lý, bây giờ không phải lúc điều chỉnh, tôi sẽ đề nghị với các đồng chí liên quan. Đào Hòa Khiêm hơi lo lắng, y không biết Hoàng lão có nghe ra ý mình không, nhưng Hoàng lão cắt ngang lời nói của mình, bây giờ mình muốn nói nữa thì lại không quá thích hợp. Hoàng lão nhìn Đào Hòa Khiêm rồi khẽ lắc đầu, nhiều năm như vậy mà Hòa Khiêm vẫn bướng bỉnh, bảo sao vẫn dậm chân tại chỗ. Xuôi buồm xuôi gió nhiều quá chưa chắc đã là việc tốt. Lần này bị một tên trẻ tuổi làm khó vậy không chắc đã là việc xấu, ít nhất có thể làm cậu ta tỉnh táo lại đầu óc. Đương nhiên Hoàng lão cũng không đồng ý một loạt động tác điều chỉnh nhân sự liên tiếp diễn ra ở Điền Nam như vậy. Điền Nam có vấn đề dân tộc, lịch sử di lưu. Mấy năm trước Thái Chánh Dương và Đào Hòa Khiêm dường như còn có thể chung sống hòa thuận nhưng năm ngoái lại xảy ra chuyện. Hoàng lão trưởng thành từ Điền Nam, có tình cảm rất sâu với Điền Nam. Hoàng lão cũng tin cán bộ địa phương Điền Nam như Đào Hòa Khiêm không có vấn đề gì lớn, chỉ là tác phong làm việc và quan điểm suy nghĩ không nhất trí với Thái Chánh Dương mà thôi, đây không phải mâu thuẫn không thể hóa giải. Được rồi Hòa Khiêm, anh cũng đừng đi mãi với lão già như tôi. Tâm tư của anh tôi biết, đến Bắc Kinh cũng nên đi lại một chút, cần báo cáo công việc thì phải đi báo cáo. Ông lão dừng lại nói, mặc kệ làm việc ở đâu thì cũng phải có tâm lý đoan chính, chúng ta là phục vụ nhân dân. Không phải vì lợi ích cá nhân, tôi tin anh có thể có suy nghĩ đúng đắn. Triệu Quốc Đống không biết Đào Hòa Khiêm cũng ở Bắc Kinh, trên thực tế hắn chỉ cách đối phương có không đầy 300 mét. Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, mọi người đều cởi áo khoác ra, Nhược Đồng cũng cởi áo khoác NSNG của mình lộ ra thân hình gợi cảm. Lưu Nhược Đồng không quá chú ý việc ăn mặc nhưng cô mặc gì trên người cũng đều tôn lên cơ thể quyến rũ của cô. Quốc tế hắn đăng. Đầu tư Anh Kiệt hình như đều đã nhìn chúng ngành công nghệ sinh học của Ngọc Hà, Điền Nam. Chẳng qua Ngọc Hà đúng là dám chi, thoáng cái trích 100 triệu từ ngân sách, đây không phải cướp bát cơm của các quỹ đầu tư sao? Lưu Kiều nghiêng người dựa vào ghế. So sánh với thân hình thon thả của Lưu Nhược Đồng thì cô đẫy đà hơn, chiếc áo len màu vàng càng tôn lên bộ ngực của cô. Tứ tỷ, ngân sách nhà nước và quỹ đầu tư không có mâu thuẫn. Ngân sách chủ yếu để đảm bảo sự phát triển ban đầu. Chính quyền hy vọng có nhiều nhà đầu tư hơn nữa tiến vào ngành sản xuất này. Triệu Quốc Đống giải thích. Ở điểm này tôi đã trao đổi với Bí thư Thị ủy Ngọc Hà, tôi đồng ý với quan điểm của y. Chính quyền cần phải can đảm gánh vác một ít mạo hiểm. Nhà đầu tư không phải kẻ ngu, bọn họ cũng có giới hạn của mình. Anh muốn bọn họ dồn toàn bộ vào một hạng mục chưa chắc chắn thành công là không dễ. Như vậy có thể khiến nhiều công ty bị phá sản ngay từ giai đoạn đầu. Lúc này cần ngân sách nhà nước giúp đỡ làm cho công ty đứng vững, làm cho nhà đầu tư thấy được công ty đó có giá trị hay không. Ừ, xem ra lãnh đạo Ngọc Hà đúng là có ý thức mạo hiểm và tầm nhìn, rất ít quan chức nhà nước có dũng khí như vậy. Bồi dưỡng một hạng mục chẳng những cần có sức phán đoán, ánh mắt chuyên nghiệp, hơn nữa dù là hạng mục xuất sắc vẫn có thể chết hiểu, vì thế cần có người dám chịu trách nhiệm. Lưu Kiều gật đầu nói, Vương Liệt là người dám chịu trách nhiệm. Đương nhiên việc này cũng liên quan đến ngân sách nhà nước sung túc của Ngọc Hà. Nếu là nơi khác dù là có lòng cũng không dám. Triệu Quốc Đống nói. Quyển 18, chương 4. Quốc Đống, lời này không chính xác, tài chính phong phú và dám hay không không có quan hệ mấy với nhau. Lưu Kiều là người phụ nữ xông xáo khắp Trung Quốc nên có cách suy nghĩ của riêng mình. Lãnh đạo địa phương rất nhiều nơi đều nói cái gì xây dựng quảng trường, nhà cao tầng. Công viên, mấy thứ này sẽ giúp bọn họ dễ mò được thành tích, lợi ích. Loại chuyện này chỉ thấy rất nhiều,
Nếu muốn bọn họ có quyết định ở phương diện này thì bọn họ vừa không có tầm nhìn, vừa không có hứng thú. Lưu Kiều nói rất chính xác, làm Triệu Quốc Đống không thể biện bạch. Hiện tượng này đúng là tồn tại ở rất nhiều nơi. Lãnh đạo thích xây dựng công trình mặt mũi, nhìn như là xuất sắc cơ sở vật chất, các chính trị công cộng, nhưng tài chính có dùng đúng nghĩa không? Xây dựng đô thị là một từ có nhiều nghĩa, ngoại ô xấu xí, xuống cấp cũng mặc, chỉ cần trung tâm đô thị đẹp như vườn hoa là đủ. Dù sao lãnh đạo xuống khảo sát đều là đi theo bố trí của bên dưới mà chạy. Bên dưới bảo anh đến đâu xem, anh cũng chỉ có thể đến đó xem. Chính thức muốn xem điều thực tế thì đâu cần bên dưới lên lịch trình cho mình. Đó là anh đến một nơi tùy tiện chỉ một nơi rồi không cho phép sửa và đi ngay thì mới thấy tình hình thực tế. Nhưng ai có thể làm được điểm này? Nếu anh gây khó dễ cho cấp dưới thì được gì tốt chứ? Bên dưới cảm thấy anh cố ý làm khó hắn, cảm thấy anh là kẻ lập dị, thích gây náo động để được chú ý, không chừng anh còn mang tiếng xấu. Thời này ai cũng biết làm việc rất khó khăn, trong lòng mọi người đều biết. Có thể lừa trên dối dưới cho qua chuyện là điều rất nhiều người muốn. Mọi người cũng không phải sẽ làm cả đời ở một nơi, 5-3 năm là rời đi, có thể tìm được thành tích, chỗ tốt rồi đi là đủ rồi. Về phần cục diện rối rắm ở lại thì tiếp tục do người phía sau che đậy, đến lúc không che đậy được bị lộ ra ngoài ánh sáng thì anh chỉ có thể trách mình đen đủi, ông trời muốn anh chết mà thôi. Có không ít cán bộ lãnh đạo có tư tưởng như vậy. Mà lãnh đạo cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở với hiện tượng lừa dối của bên dưới. Triệu Quốc Đống từ cơ sở đi tới nên hiểu rất rõ chuyện này như trong lòng bàn tay, vì thế hắn trước khi xuống đã nói rõ không xem điểm mà bên dưới chỉ định mà tùy ý đi. Nhưng hắn cũng nói rõ điều này với cấp dưới, hắn chỉ muốn hiểu rõ tình hình, không phê bình, không tức giận. Nếu có vấn đề tồn tại thì đầu tiên sẽ tìm hiểu nhân tố khách quan, sau đó đặt thời gian xem bên dưới bao giờ có thể thay đổi, hắn sẽ quay lại lần nữa để xem, như vậy có thể đảm bảo bên dưới sẽ cố gắng đi giải quyết. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cảm thấy phương pháp của mình miễn cưỡng được mọi người chấp nhận, cho rằng hắn mặc dù thích xem chỗ tối, xem khuyết điểm nhưng không phải một gậy đánh chết, vẫn cho mọi người một cơ hội thay đổi. Đương nhiên anh cuối cùng vẫn không chịu sửa đổi thì anh sẽ bị xử lý. Tứ tỷ, vấn đề chị nói đúng là tồn tại ở rất nhiều nơi, đây chủ yếu là do phương pháp khảo sát của đảng ủy, chính quyền chúng ta có vấn đề, cũng có liên quan lớn đến tác phong làm việc và quan điểm đánh giá thành tích của lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền. Chỉ nhìn chằm chằm vào chỉ tiêu kinh tế mà quên đi nhu cầu dân ét sinh, tác phong phù phiếm, không tìm hiểu thực tế cơ sở, đây là vấn đề tồn tại chung ở khắp nơi. Chủ tịch Mao đã từng nhiều lần phê bình tác phong quan liên này. Nhưng thực tế mà nói không khí đó vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Triệu Quốc Đống cũng biết Lưu Kiều hiểu rõ tình hình chính trị của Trung Quốc, hắn muốn giấu cô cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa việc này cũng không phải bất cứ ai cũng có thể biết, có thể hiểu. Từ trung ương đến địa phương, đảng ủy, chính quyền các cấp đều biết sự nguy hại của việc này, nhưng nếu anh muốn thoáng cái xử lý triệt để đó lại là điều không thực tế. Chỉ có thể từng bước giải quyết, hơn nữa phải lặp đi lặp lại, có lúc sẽ càng nghiêm trọng, có lúc sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Ừ, Quốc Đống, xem ra chú không bao biện mà còn dũng cảm thừa nhận khuyết điểm, khó được. Lưu Kiều nhìn Triệu Quốc Đống cảm thấy em rể của mình cũng không thay đổi bao nhiêu, điều này làm cô rất vui. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ đừng học thói quan liêu. Chị cảm thấy chú nếu quản ngũ quan thì cần làm việc thật sự, được là được, không được là không được, làm cho bên dưới kiên định làm việc. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, Lưu Kiều đứng nói không ngại đau lưng, nói dễ làm khó. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ nếu mà có thể thay đổi không khí này thì đúng là anh đã đánh giá quá đơn giản sự ngoan cố của chủ nghĩa quan liêu. Dù hắn là bí thư tỉnh ủy đối mặt vấn đề này cũng chỉ có thể không ngừng tranh đấu mà thôi. Việc này cần xử lý từ trước đến giờ, không phải một sớm một chiều là xử lý xong. Được rồi tứ tỷ, không nhắc đến công việc của Quốc Đống nữa. Chúng tôi hôm nay nói chuyện khác, Lưu Quân đâu rồi sao giờ còn chưa đến? Lưu Nhược Đồng không muốn Lưu Kiều cứ nhằm vào Triệu Quốc Đống nên nói tránh đi. Lưu Quân, ai biết được, đừng để ý đến nó, từng này tuổi rồi mà còn không đâu vào đâu. Lưu Kiều cười nói, chuyện ở cục quản lý công ty càng cuối năm càng bận. Cuối năm phải có tổng kết tình hình hoạt động của các công ty trong cả nước. Đúng tứ tỷ, chị đừng nói mấy lời quan này trước mặt em. Tình hình vận hành của công ty kết thúc 10 ngày trước rồi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ai chẳng biết cuối năm hay ngồi ăn uống, họp hành. Đây coi như là để liên lạc tình cảm, gần gũi nhau mà. Nghe nói Lưu Quân có thể xuống rèn luyện. Lưu Nhược Đồng hỏi.
Ừ, không dễ nói, bản thân Lưu Quân cũng không xác định được, không biết đến đâu nhận chức, ngoài ra là thời gian bao lâu. Cạnh tranh rất kịch liệt nên y khá do dự. Lưu Kiều có chút nuối tiếc nói. Nghe nói có thể đến khu vực phía Tây. Phía Tây thì sao chứ? Chẳng lẽ đó không phải nơi người ở? Tứ tỷ, em thấy Lưu Quân nghe được mình đến khu vực phía Tây nên không muốn đi phải không? Lưu Nhược Đồng cười nói. Cô khá coi thường Lưu Quân, cảm thấy tính cách của Lưu Quân như một cô gái Thượng Hải, được chiều quen nên không chịu được đau khổ. Lưu Kiều lắc đầu không muốn nói nhiều ở chuyện này. Tứ tỷ, Lưu Quân nếu có cơ hội xuống rèn luyện thì cơ hội này cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Bây giờ Trung ương đang càng lúc càng coi trọng cán bộ có kinh nghiệm công tác cơ sở, không trải qua cơ sở mà muốn lên một bậc sẽ rất khó khăn. Em đoán việc này sẽ dần hình thành chế độ, đến lúc điều kiện cho phép thì đây sẽ thành một quy định mang tính bắt buộc. Triệu Quốc Đống cũng nhìn ra được Lưu Quân không muốn xuống dưới, đối phương không muốn chịu khổ. Nhưng làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nên hắn biết rõ điều chỉnh trong chính sách của Trung ương. Lưu Quân nếu không thừa dịp còn trẻ đi xuống rèn luyện 2 năm thì đến lúc quy định đưa ra có lẽ sẽ thành uy hiếp mang tính chết người. Lưu Kiều sao không biết Triệu Quốc Đống đây là có ý tốt, nhưng Lưu Quân quen với công việc ở bộ, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ vẫn thuận lợi, cũng chưa trải qua cuộc sống khó khăn, hơn nữa được chiều từ nhỏ nên nghe nói muốn tới khu vực phía Tây nhận chức thì rất không vui, cả ngày nói này nói kia. Lưu Quân cũng cảm thấy không xuống nhận chức thì vẫn có cơ hội cho nên có ý bỏ qua cơ hội này. Được rồi Quốc Đống, không nói chuyện Lưu Quân nữa, chuyện của nó do nó tự quyết định, chị em ta chỉ có thể đề nghị mà thôi chứ không thể ép. Lưu Kiều lắc đầu nói. Hay là nói chuyện của chú đi, chị trong thời gian này nghe không ít tin tức của chú. Ồ, em nổi tiếng như vậy sao? Em ở Điền Nam ít khi về Bắc Kinh mà. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Kiều mà nói. Đừng có giả vờ trước mặt chị, hạng mục cao tốc Côn Văn chú không làm gì sao? Lưu Kiều hừ một tiếng. Đừng tưởng người khác là ngu ngốc, cách này của chú lặp đi lặp lại nhiều lần sợ rằng sẽ đưa tới ít lời bàn tán. Năm trước Herma sân bay Đông Trại chú cũng dùng cách tạo xu thế, tạo dư luận để hạng mục qua cửa. Người khác cũng có hạng mục như vậy mà không qua cửa đương nhiên là nói này nói kia. Đây chính là người không bị đố kỵ, chỉ là người bình thường, muốn làm việc có thể không bị người ghen ghét sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Hơn nữa em chỉ là hò hét vài tiếng, việc phía sau không tham gia chút nào. Đàm phán với tập đoàn của chị đều do Dương Bưu phụ trách, em không nói xen vào một câu, sống chết cũng là chuyện của mấy người. Không bị người đố kỵ sẽ là người bình thường. Ừ, cũng đúng, nhưng câu nói cây cao nhất rừng sẽ gãy trước cũng có ý nghĩa của nó mà. Câu nào phù hợp với vị trí xã hội của chúng ta bây giờ, nhất là vị trí của chú. Lưu Kiều nói. Nếu chỉ riêng chuyện cao tốc kia thì thôi, chú ở Điền Nam còn làm quân tiên phong cho Thái Chánh Dương để tạo sóng to gió lớn. Chú có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Quyển 18, chương 5. Mặt Triệu Quốc Đống trở nên quái lạ, mắt hơi nhíu lại. Tứ tỷ, từ đâu chị nghe được đánh giá này? Tiên phong, đấu tranh anh dũng sợ là nói đến đợt điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam phải không? Hắc hắc, đúng là lạ, em làm trưởng ban tổ chức cán bộ nếu mặc kệ việc điều chỉnh cán bộ có phải là thành người điếc tai mặc người muốn bài bố thế nào cũng được phải không? Về phần nghe lời Thái Chánh Dương thì hình như có chút thành kiến. Điều chỉnh cán bộ đều phải được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua. Thái Chánh Dương tuy là bí thư tỉnh ủy nhưng cũng chỉ có một phiếu. Đương nhiên Thái Chánh Dương có bản lĩnh thống nhất ý kiến các thường vụ khác, đây là phù hợp trình tự của tổ chức, ai có thể nói gì. Đảng ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ cơ mà. Lưu Nhược Đồng nghe Triệu Quốc Đống nói vậy mà cô khá khẩn trương. Cô biết tính của Triệu Quốc Đống, có thể chỉ trích hắn nhưng tốt nhất không nên liên lụy đến những người khác, nhất là Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống cũng phản cảm chuyện của hắn chụp lên đầu người khác. Nhưng Lưu Kiều cũng là vì tốt cho Triệu Quốc Đống. Lưu Kiều có quan hệ rộng, tin tức nhạy bén nhất định nghe được một ít lời bất lợi cho Triệu Quốc Đống, vì thế mới nhắc nhở Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống là người có tính như con trâu, không hề để ý đến lòng tốt của Lưu Kiều. Triệu Quốc Đống không phải không biết chừng mực, hắn có thái độ cứng rắn ở vấn đề này là do cảm thấy Lưu Kiều nói chạm đến điểm giới hạn của hắn. Quốc Đống, chị cũng biết chú không phải loại người như mọi người nghĩ, tác phong làm việc của chú và phương pháp thì chị không có quyền đánh giá. Chị chỉ muốn nhắc chú một chút, làm đến cán bộ lãnh đạo ở một cấp độ thì bọn họ cũng cơ sở chỗ hơn người, đồng thời bọn họ cũng có một nhóm người có thể hò hét làm việc giúp bọn họ. Chú còn trẻ đó là ưu điểm, đồng thời trong mắt một số người sẽ cảm thấy chú quá đột xuất, làm việc không cân nhắc chu đáo,
thậm chí có cảm giác không đáng tin cậy. Ý của chị, chú hiểu chứ? Lưu Kiều lạnh nhạt nói. Triệu Quốc Đống cũng biết giọng mình vừa nãy hơi cứng rắn, Lưu Kiều không phải nhằm vào mình, cô đây là nhắc. Bây giờ nhất định có vài lời đồn, xem ra dư âm đợt điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam giờ mới bắt đầu lên men. Hắn cũng biết Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc thậm chí Tống Quốc Lương nhất định sẽ không nhịn mãi, nhưng hắn không ngờ đối phương lại phát động công kích vào mình. Theo hắn thấy đối phương nên đặt mục tiêu vào Thái Chánh Dương mới đúng. Cảm ơn tứ tỷ quan tâm, xem ra tôi đúng là chạm vào lợi ích của người khác. Hắc hắc, tôi giờ đã chạm vào rồi, tôi thật ra muốn xem mình sẽ gặp phải việc gì. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Tôi tin chân lý ở trong lòng người, tổ chức cũng sẽ thấy rõ. Quốc Đống, chú hiểu là tốt rồi. Lưu Kiều cũng biết Triệu Quốc Đống có con đường và dự định của mình, cô không định nói thêm gì ở việc này nữa. Triệu Quốc Đống có thể lên làm cán bộ cấp phó tỉnh ở độ tuổi 35 thì đâu phải ai cũng có thể làm hắn ngã. Hôm nay anh nói kiểu gì thế? Tứ tỷ có ý tốt cho anh sao lại không cảm kích còn dùng giọng điệu đó? Lưu Nhược Đồng nằm trong chăn cũng chú ý tâm trạng Triệu Quốc Đống bị ảnh hưởng đôi chút nên cô nhẹ nhàng nói. Chẳng qua tứ tỷ sau đó cũng nói có lẽ anh cũng có cảm giác, không nên quá để ý việc này. Ồ, hôm nào An mời tứ tỷ ăn cơm để xin lỗi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Càng đi lên càng gặp nhiều vấn đề, có đôi khi anh cảm thấy mình nên dồn bao tâm trí suy nghĩ công việc thực sự, nếu như không phải thế thì anh có phải cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bên tứ tỷ thật ra không có gì, em chỉ lo cho anh, có phải là anh cảm thấy mình hơi chói mắt không? Gì cơ, phản ánh do hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua, chưa nói là quá hay không, chỉ chẳng qua có người coi anh là kẻ ra mặt, cảm thấy anh thành thanh đao của Thái ca mà thôi. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Không có gì cả, chỉ cần có trái tim vì dân chúng thì anh ngồi được, đứng được, không sợ ai nhằm vào. Thật chứ? Lưu Nhược Đồng cười cười hỏi lại một câu. Câu này có ẩn ý làm Triệu Quốc Đống run lên. Hắn không khỏi nhìn Lưu Nhược Đồng một cái, Lưu Nhược Đồng không nói gì chỉ ho khan một tiếng. Triệu Quốc Đống lúc này mới xấu hổ nói. Đương nhiên, Lưu Nhược Đồng trừng mắt nhìn hắn đầy coi thường, cô quay lưng về phía Triệu Quốc Đống. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác ấm ủi, yêu thương. Nhược Đồng cũng không dễ dàng, mặc dù điều về Bắc Kinh nhưng lại rời khỏi công việc cô thích nhất. Công việc ở tổ chức hợp tác Thượng Hải mặc dù rất quan trọng nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn nuối tiếc, điểm này Triệu Quốc Đống có thể cảm giác được. Không tính là hy sinh vì mình thì cũng coi như nghĩ đến tiền đồ của mình. Vậy còn mình? Mình hình như chưa bao giờ nghĩ cho cô, hầu hết đều suy nghĩ theo thói quen mấy năm trước, luôn muốn giữ khoảng cách với cô, vô thức muốn tránh né mầm mống tình cảm vốn đã nảy sinh một lần. Là vì nguyên nhân gì? Là cảm thấy mình không thích cô? Hay là cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống gia đình bình thường? Hoặc là cảm thấy cứ duy trì quan hệ như vậy là tốt nhất? Triệu Quốc Đống không biết cuộc sống sau này của mình sẽ thành như thế nào, trong lúc nhất thời hắn rất loạn. Lưu Nhược Đồng nằm im nhưng Triệu Quốc Đống biết cô chưa ngủ, có lẽ cô đang chờ đợi gì đó, có lẽ cô đang suy nghĩ. Triệu Quốc Đống xoay người, đêm như thế này rất khó qua, hai người cứ thế thiếp đi khi mệt. Đêm nay cũng vậy sao? Lưu Nhược Đồng đang cố muốn mình vứt bỏ suy nghĩ lung tung. Quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống không nóng không lạnh, chứ tình cảm đối với hai người mà nói là rất khó miêu tả. Cô cũng không biết mình và hắn sẽ duy trì quan hệ không nóng không lạnh này đến bao giờ. Có lẽ một ngày nào đó sẽ giải thể, một ngày nào đó sẽ vượt giới hạn, cô không biết. Đèn ngủ rất yếu, bình thường chỉ tắt hẳn khi hai người ngủ, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nghiêng người tắt đèn. Trong nháy mắt khi tắt đèn, hắn chú ý thấy người Lưu Nhược Đồng hơi động một chút. Hắn còn nghe được cô thở dài một tiếng. Một cảm giác kích động đột nhiên ập tới làm cho hắn không thể tự chủ được. Tay tắt đèn hạ xuống, đặt lên vai Lưu Nhược Đồng. Người Lưu Nhược Đồng run lên và cứng lại. Triệu Quốc Đống cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve vai cô, dọc theo đó đi lên cổ. Tay Triệu Quốc Đống vuốt ve mặt mịn màng của Lưu Nhược Đồng, giống như là muốn thông qua bàn tay mình cảm nhận khuôn mặt đang nằm cạnh mình. Lưu Nhược Đồng bắt đầu thở hổn hển, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, nhưng hắn cảm giác được lần này khác hẳn trước đây. Ngón tay Triệu Quốc Đống dán trên mặt cô, như là đang cảm nhận gì đó nhưng rất nhanh chuyển mục tiêu một lần nữa đưa xuống vai cô. Hai tay mạnh mẽ xoay người cô lại, làm mặt cô xoay về phía mình. Mắt Lưu Nhược Đồng cứ như vậy nhìn chăm chú Triệu Quốc Đống trong bóng đêm. Triệu Quốc Đống cũng cứ như vậy nhìn cô, hai cặp mắt trong bóng tối nhìn nhau.
đôi môi anh đào thoáng cái bị mở ra, Lưu Nhược Đồng hoàn toàn bị lạc. Cô biết hôm nay mình đã lạc lối, mà cũng có nghĩa trầm luân triệt để. Khuy áo ngủ được mở ra từng cái một, hơi thở hổn hển của cô nghênh đón động tác của hắn. Bàn tay của hắn tràn đầy ma lực, từ hai điểm trên ngực đến vùng bụng bằng phẳng, đến cấm địa cô chưa bao giờ mở ra với ai, từng chút một thiêu đốt ngọn lửa hơn 30 năm cất giấu của cô. Ngay cả Lưu Nhược Đồng cũng kinh ngạc sao mình lại khát vọng giờ phút này như vậy, sao lại chờ mong hắn tiến vào trong cơ thể mình. Cơ thể vốn cứng lại bây giờ cũng bắt đầu hòa tan trở nên mềm mại hơn. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ có cảm nhận như thế này, dù là Cù Vận Bạch hay là Cổ Tiểu Âu hoặc là La Băng các cô đều quan hệ với hắn đầu tiên nhưng bọn họ không đăng ký kết hôn với mình, chỉ tờ giấy thôi cũng có ý nghĩa khác biệt. Hai người có thể quang minh chính đại có nhau. Khi Triệu Quốc Đống nâng bờ mông mượt mà căng tròn của cô lên, Lưu Nhược Đồng không nhịn được rên lên. Lưu Nhược Đồng như con nai con muốn cuộn mình vào lòng hắn, làm cho Triệu Quốc Đống có cảm giác lưu luyến không muốn buông tay. Sự va chạm nóng bỏng mang tới đau đớn kèm theo vui sướng, tiếng rên nho nhỏ chuyển thành lớn, hai cơ thể quấn lấy nhau trong đêm đen. Quyển 18, chương 6. Khi Triệu Quốc Đống mơ màng tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh chỉ còn lại chiếc chăn. Đây là cảm giác rất kỳ diệu, Lưu Nhược Đồng là người phụ nữ đầu tiên dậy sớm hơn hắn. Cổ Tiểu Âu hay là Kiều San thích ngủ nướng, còn Cù Vận Bạch hay La Băng thì luôn dậy cùng mình. Rất thoải mái, tỉnh táo, đây là cảm giác lúc này của Triệu Quốc Đống. Đêm qua như giấc mộng, nếu chỉ từ bây giờ mà nhìn thì thấy giống như chưa xảy ra gì cả. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh nhưng ngoài phòng khách có tiếng động. Khi Lưu Nhược Đồng đi vào thấy Triệu Quốc Đống đang nằm nghiêng dựa đầu vào giường, mặt cô vẫn đỏ ửng vì cảm xúc hôm qua vẫn còn lưu lại. Có sao không em? Triệu Quốc Đống cười cười nghiêng đầu hỏi. Sao gì chứ? Lưu Nhược Đồng mặt càng đỏ hơn, cô cắn môi nói. Ừ, vậy nói rõ cảm giác không sai, anh cũng thấy rất tốt. Triệu Quốc Đống cao giọng cười to. Bị Triệu Quốc Đống trêu chọc như vậy làm Lưu Nhược Đồng rất tức. Cô không nhìn được túm chiếc gối đập tới nhưng lại bị tránh ra sau đó ôm lấy cô mà hôn loạn. Một lúc lâu sau hai người mới thoát ra khỏi nụ hôn đó. Hôm nay chúng ta không ra ngoài, ở nhà. Em cần phải nghỉ ngơi mới được. Triệu Quốc Đống quan tâm nói. Không đến mức như vậy đâu, hôm nay nhiều việc lắm, lịch của anh không phải kín rồi sao? Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói. Dù quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng vợ. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh biết bố trí như thế nào? Ra khỏi chợ cả người Triệu Quốc Đống đầy mồ hôi. Cuối năm chợ rất đông đúc, cũng có cảnh tranh nhau mua thực phẩm tươi mới. Tuy trong siêu thị cũng có nhưng mọi người thích đến chợ hơn. Xương sườn, rong biển, cộng thêm một con gà ta chính tông, rau cần Tết này chưa chắc ăn được ở nhà mấy bữa nhưng vẫn cần mua chuẩn bị. Ồ, cục trưởng Triệu, ồ, không, bí thư Triệu, không đúng, bây giờ nên gọi là trưởng ban Triệu. Đối phương vui mừng gọi đầy chân thành làm Triệu Quốc Đống có chút xúc động. Lão Tạ. Lâu như vậy sao không đến thăm tôi? Có phải là cảm thấy Điền Nam quá xa không? Kiu Kiu nở nụ cười. Hay là sợ tôi quấy lấy cục đòi hạng mục, đòi chính sách? Trưởng ban Triệu, xem ngài nói kìa, ngài chỉ nói một câu có bao giờ tôi từ chối không? Tạ Khoa ra vẻ tức giận, Triệu Quốc Đống nhìn lại thấy đáng yêu. Năm ngoái tôi tới trường đảng học nửa năm, cuối tháng 10 mới về bộ, tôi đang định nếu có thời gian nhất định sẽ tới Điền Nam thăm ngài. Thật chứ? Được, tôi về Điền Nam chờ an, mà anh tới Điền Nam cũng không thể đi tay không, anh biết Điền Nam lạc hậu mà, hơn nữa cũng là tỉnh lớn về năng lượng, không có chút chỗ tốt là không được đâu. Tạ Khoa bây giờ đã là cục trưởng cục quy hoạch phát triển, bộ năng lượng. Tạ Khoa không coi là người của Triệu Quốc Đống ở bộ năng lượng vì dù sao hắn ở bộ năng lượng có nửa năm. Lúc Triệu Quốc Đống ở bộ năng lượng công việc giao cho Tạ Khoa đều làm tốt, sau khi Triệu Quốc Đống đi thì hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Trước khi Triệu Quốc Đống đi đã đề cử Tạ Khoa thay mình làm cục trưởng với Thái Chánh Dương. Khi Thái Chánh Dương rời khỏi bộ năng lượng, Tạ Khoa cuối cùng đã được lên làm cục trưởng, bước tiến này có thể nói là rất khó khăn bởi vì không ít người cạnh tranh. Thái Chánh Dương coi như là cực lực ủng hộ Tạ Khoa nên mới được. Lúc ấy Triệu Quốc Đống đang ở Ninh Lăng cũng từng gọi điện cho Thái Chánh Dương để nói giúp Tạ Khoa. Ồ, trưởng ban Triệu, ngài làm khó tôi rồi. Ngài cũng biết trong tay cục quy hoạch phát triển chỉ có từng đó quyền lực, bên Điền Nam có chút hạng mục gì dính tới cục thì chỉ cần có thể giúp ngài tôi đương nhiên không từ chối. Nhưng ngài muốn tôi mang một cái gì xuống thì... Tạ Khoa mặt nhăn nhó như ăn mướp đắng,
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Lão Tạ, anh còn định vòng vo trước mặt tôi, đến trường đảng học để làm gì, đừng cho là tôi không biết, dù không phải lên một bậc thang thì chỉ sợ anh cũng sang tập đoàn nào đó của bộ, còn dám giả vờ với tôi ư. Tạ Khoa hơi giật mình, nhưng y nghĩ đến Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc điện Đồng Minh Đường có quan hệ rất tốt với Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống biết tin này cũng không có gì là lạ. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, tôi không dám giấu ngài, chuyện còn chưa được xác định nên tôi không dám nói lung tung. Tạ Khoa khá cẩn thận ở phương diện này. Anh đi đâu, quốc tế hoa năng hay là? Triệu Quốc Đống nói. Ôi, trưởng ban Triệu, nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút. Tạ Khoa gần như muốn xin Triệu Quốc Đống, y nhìn quanh mọi người thấy không có ai là người quen nên cũng yên tâm. Cũng chưa xác định, nghe nói là quốc tế hoa năng, bộ mới nghiên cứu chứ chưa có quyết định. Mà bây giờ chưa có văn bản thì vẫn chưa chắc chắn. Ngài là trưởng ban tổ chức cán bộ chẳng lẽ còn không biết việc này? Được rồi, chuyện tốt như vậy còn phải giấu sao? Bộ nghiên cứu còn không phải xác định sao? Ai còn có thể lật đổ chứ? Chỉ còn là sớm muộn mà thôi. Triệu Quốc Đống nói. Không nói việc này nữa, đến bên kia gọi tôi không đến được thì ít nhất có thể chúc mừng anh qua điện thoại mà. Nhất định, trưởng ban Triệu, ngài còn tự mình đi mua đồ ăn. Hay là tôi đưa ngài về? Tạ Khoa nói. Không cần, nhà tôi ngay bên kia, chỉ đi vài bước là đến. Sau khi Tạ Khoa rời đi, Triệu Quốc Đống mới lắc đầu đi về phía nhà mình. Xem ra ở Bắc Kinh này mình cũng có mấy người quen, đi chợ mua đồ ăn cũng gặp được người. Ở nhà nấu ăn đúng là khác, nhất là xem tivi, đọc sách, nghe tiếng dao thất lạch cạch trong bếp, thi thoảng có tiếng nồi niêu va vào nhau, cảm giác này làm người ta rất thoải mái. Sườn nướng, canh gà thêm rau cần xào, một đĩa đậu, đây coi như bữa trưa đơn giản nhưng lại rất có hương vị. Lưu Nhược Đồng mới quan hệ lần đầu nên hơi đau, Triệu Quốc Đống quyết định ở nhà nghỉ với cô. Triệu Quốc Đống ngồi xem tivi, gọi điện chúc mừng mấy người như Liễu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm, Trịnh Kiện, Lôi Hướng Đông. Nhà Liễu Đạo Nguyên sớm đã điều tới Kiềm Dương cho nên Tết bây giờ về cơ bản không về An Đô. Mặc dù có đôi khi Liễu Đạo Nguyên về quê thăm họ hàng thì cũng chỉ là đi nhanh về nhanh, không ở lại tỉnh An Nguyên mấy. Hùng Chính Lâm vẫn xuất quỷ nhập thần. Triệu Quốc Đống thấy được y trong hội nghị ủy ban kỷ luật trung ương tháng trước nhưng sau đó lại biệt tích. Hùng Chính Lâm thích nhất bắt cọp, điều này khiến nhiều người kính sợ cũng tạo không ít tiếng xấu cho y. Trịnh Kiện vẫn ở An Đô, y dường như cũng không quá thích công việc của mình bây giờ. Đối với Trịnh Kiện mà nói giám đốc chi nhánh ngân hàng An Đô chỉ là tấm đệm cho bước tiến tiếp theo. Triệu Quốc Đống cũng biết Trịnh Kiện là người không chịu ở yên một chỗ. Nhất là nhìn thấy Lôi Hướng Đông được giới tài chính Trung Quốc rất khâm phục nên càng muốn nhanh chóng thực hiện lý tưởng của mình. Chuyện Lôi Hướng Đông tiếp nhận chức giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế về cơ bản đã được xác định. Biểu hiện của y ở chức phó giám đốc được Tiền Việt đánh giá rất cao, cho rằng y nắm chắc được ý đồ chiến lược của Trung ương trong việc ủng hộ công ty nhà nước, công ty tư nhân Trung Quốc đi ra nước ngoài, nhất là có biểu hiện xuất sắc khi thúc đẩy công ty tư nhân đi ra. Tiền đồ của Lôi Hướng Đông rất rộng mở. Nếu nói lúc đầu gợi ý của Triệu Quốc Đống còn có tác dụng với Lôi Hướng Đông, như vậy bây giờ Lôi Hướng Đông sớm thoát được sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống, rất nhiều tình huống Triệu Quốc Đống còn không thể không nhờ Lôi Hướng Đông giúp mới đạt được mục đích. Mỗi người đều có thế giới của mình và luôn biến chuyển, có lúc này đan xen vào nhau nhưng sau đó lại tách ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 18, chương 7. Chính Dương, tranh luận không nhỏ nhỉ. Nhìn qua thì hiệu quả không tồi. Triệu Quốc Đống là một thanh đao sắc bén đã đả thương một ít người đó. Ngồi trên ghế salon có thể nhìn thấy cả khu vực phía tây xuyên qua tấm rèm thủy tinh, nó khiến cho người xem có cảm giác chìm nổi giữa trời đất mênh mông. Khóe miệng Ninh Pháp hiện lên nụ cười hãnh diện. Ẩn giấu sâu kín, tránh lộ ra ngoài sau đó sẽ là nhất kiếm phong hầu, đúng không? Thái Chính Dương vừa mới đến Dương Thành qua chuyến bay đêm. Là bí thư tỉnh ủy nên thời gian tự do của hắn cũng không nhiều, chẳng qua chuyến đi này thì nhất định phải tới. Bí thư Ninh, nhìn ngài nói kìa, nào có khoa trương như vậy. Ngài nói như vậy khác gì nói tôi đứng đằng sau màn hạ độc thủ còn Triệu Quốc Đống lại trở thành thích khách, sát thủ độc cô cầu bại chứ. Thái Chính Dương liên tục lắc đầu, nét mặt lộ vẻ dở khóc dở cười. Tiểu thuyết võ hiệp cũng không viết được như vậy. Chẳng qua chỉ là điều chỉnh nhân sự bình thường thôi mà sao truyền đi truyền lại lại thành tôi huy động đồ đao thanh tẩy cán bộ bản địa chứ. Chính Dương, cậu đừng có nói những lời đó ở trước mặt tôi,
cậu dám nói cậu không có ý tưởng nhân cơ hội này làm theo hệ thống không? Đây cũng không phải là chuyện sợ người khác thấy, cậu cũng không có đột nhiên tập kích, cũng không có âm mưu quỷ kế mà đây là đường đường chính chính thông qua trình tự tập trung dân chủ của hội nghị thường vụ, việc này có gì mà không được. Ánh mắt của Ninh Pháp sắc bén như điện, tỏ ra không đồng ý với sự cẩn thận của Thái Chính Dương. Thận trọng là chuyện tốt, nhưng trong tình hình tệ nạn lạm dụng quá sâu nên dùng thuốc mạnh thì vẫn phải dùng. Đau dài không bằng đau ngắn, sau đại loạn mới có thể lập lại trật tự, huống chi việc này căn bản không thể gọi là đại loạn được. Cậu lo lắng gì? Bí thư Ninh. Thái Chính Dương lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Tôi cũng không phải lo cho bản thân mình. Làm một bí thư tỉnh ủy mà ngay cả điểm ấy mà không đảm đương nổi thì còn tính làm gì? Tôi chỉ lo có người mượn gió tạo thế đem mục tiêu nhằm vào quốc đống. Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt mà. Miệng nhiều người có thể khiến tan chảy vàng, ý nói lời dèm pha là một thứ thuốc rất độc. Ninh Pháp chợt nhíu mày lại, hiển nhiên là nghe được hàm ý trong lời của Thái Chính Dương. Ồ, đó là tất nhiên, nhưng mà Chính Dương à, cậu cảm thấy việc này có mang đến ảnh hưởng tiêu cực lớn cho Triệu Quốc Đống vào lúc này hay không? Bí thư Ninh. Trong lúc nhất thời Thái Chính Dương không thể hiểu được hàm nghĩa của Ninh Lăng. Tài ông thất mã biết đâu là họa, đâu là phúc. Trong mắt một số người thì Triệu Quốc Đống có lẽ là kiêu ngạo, chuyên quyền, độc đoán, thậm chí là cả gan làm loạn nhưng người sáng suốt đều biết hắn chẳng qua chỉ là một trưởng ban tổ chức cán bộ, không có sự ủng hộ của cậu thì hắn có thể như thế được không? Ninh Pháp khẽ cười. Đương nhiên cũng có thể là Triệu Quốc Đống mở rộng phong cách công tác, hơn nữa chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể tạo được cơn sóng lớn, làm cho rất nhiều người máu me đầm đìa. Về mặt cảm tình thì có phần không chấp nhận được nhưng Trung ương chưa chắc đã thấy như thế, có lẽ là cảm thấy làn sóng cải cách của Triệu Quốc Đống quá tiến thủ, táo bạo dứt khoát. Một số lãnh đạo lỗi thời xem ra là nhìn không vừa mắt. Thái Chính Dương như ngộ ra điều gì đó. Chính Dương, không nên nghĩ vấn đề một cách tuyệt đối như vậy. Rất nhiều chuyện phải nhìn thành hai mặt. Triệu Quốc Đống mới có hơn 30 tuổi, cậu muốn hắn nhắm mắt theo đuôi giống như chúng ta, đi một bước lại nhìn hai bước, không có khí thế xông xáo, xông pha thì hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ là quá uổng phí rồi. Ninh Pháp cảm thấy Thái Chính Dương có phần lo lắng quá. Đương nhiên, động tác của Điền Nam trong một năm vừa rồi có thể là khá lớn, nhưng từ cá nhân tôi thấy thì động tác như vậy là cần thiết, nhưng Trung ương cũng có thể sẽ có suy xét khác. Thái Chính Dương chợt thấy rùng mình, như ngửi thấy mùi lạ, trầm giọng hỏi. Suy xét khác, nói như thế nào? Ninh Pháp lắc đầu, chắp tay đứng lên bước hai bước rồi mới từ từ nói. Bây giờ còn chưa xác định, tôi đoán chắc là phải chờ sau Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị thì mới có thể sáng tỏ, nhưng tôi có nghe được một vài quan điểm từ một vài lãnh đạo. Chính Dương, cậu không nên khẩn trương quá, không phải là quan điểm xấu mà chỉ là một vài cảm tưởng. Mặt tốt mặt xấu đều có cả, nhưng theo tôi thấy thì mặt tốt chiếm đa số. Là nhằm vào Quốc Đống. Thái Chính Dương hỏi luôn. Hey, Chính Dương, hình như cậu rất lo lắng cho Triệu Quốc Đống. Cậu lo lắng cái gì? Nói gì thì Triệu Quốc Đống cũng là một cán bộ cấp phó tỉnh rồi, liệu có ai có thể tùy tiện kéo hắn xuống được hay không? Ninh Pháp nhíu mày nói. Không phải tôi vừa nói rồi sao? Mặt tốt mặt xấu đều có. Một cán bộ mà không hề có tranh luận gì thì nếu không phải là kẻ tầm thường thì chỉ có là thánh nhân, tôi luôn cho rằng như vậy. Cậu cảm thấy Triệu Quốc Đống là thánh nhân hay là kẻ tầm thường? Thái Chính Dương lắc đầu cười. Bí thư Ninh, tôi biết ý của ngài, chẳng qua tôi chỉ nghĩ rằng nếu như động tác lần này của Điền Nam gây ra ảnh hưởng gì đó thì trách nhiệm hẳn sẽ do Triệu Quốc Đống gánh hay không? Ai truy cứu trách nhiệm gì chứ? Ninh Pháp hỏi ngược lại. Có trách nhiệm gì mà phải truy cứu? Thái Chính Dương im lặng không nói. Ninh Pháp thở dài một hơi rồi mới hồi phục lại tâm tư. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không suy đoán phức tạp. Nếu Trung ương có ý định thì cũng sẽ cân nhắc vấn đề một cách toàn diện chứ không giống như cậu tưởng tượng đâu. Không ai có thể mang đến cho cậu một sự vui mừng lẫn sợ hãi cả. Vui mừng lẫn sợ hãi? Đây rõ ràng là một câu nói an ủi. Thái Chính Dương thầm nghiền ngẫm trong lòng. Chắc chắn là Ninh Pháp đã nghe được phong thanh từ con đường nào đó, chẳng qua bây giờ đối phương hình như còn chưa xác định cho nên không có làm rõ cho mình biết. Hắn không tin trong tình hình này mà Triệu Quốc Đống còn có thể đạt được việc vui mừng bất ngờ. Đừng tưởng rằng tôi chỉ đang an ủi xuông, chẳng qua bây giờ tôi cũng chưa rõ ràng lắm, mọi việc còn phải chờ sau khi hai hội nghị kia kết thúc mới có thể sáng tỏ. Cậu đừng có ở đó đoán mò. Ninh Pháp khẽ ưỡn người một chút rồi dừng chân trước cửa sổ.
Chính Dương, nếu cậu cảm thấy cục diện Điền Nam đã đi vào quỹ đạo thì cần phải nắm bắt thời cơ. Nhiệm kỳ của cậu chỉ còn có 2 năm, trong 2 năm này hoàn toàn có thể làm ra thành tích, không nên để mấy cái trở ngại níu chân, nên làm như thế nào thì phải làm thế đó. Làm sao để cục diện Điền Nam có thể biến hóa một cách rõ rệt trong 2 năm này? Thái Chính Dương có thể cảm nhận được hàm ý trong lời của Ninh Pháp. Năm 2007 là năm quốc hội được tổ chức, nói cách khác mình có lẽ chỉ còn ở Điền Nam chưa đầy 2 năm, trong thời gian này mình phải có đột phá. Việc điều chỉnh nhân sự sau 5 năm cũng coi như là bước công tác tiếp theo của mình trong thể chế, cái chính là phải xem bản thân mình hoạt động như thế nào. Làm thế nào để nắm chắc đại cục phát triển của Điền Nam, làm thế nào để cục diện Điền Nam lên cao thêm một bậc nữa. Áp lực trước mắt của Thái Chính Dương là không nhỏ, nhất là khi quy hoạch phát triển kinh tế hai vùng Côn Châu và Khắc Hà đưa ra đã được trên tỉnh tán thành. Quy hoạch phát triển kinh tế của 4 thành phố Khúc Châu, Sở Châu, Hồng Sơn cùng với Văn Thành cũng sắp được đưa ra, trong này cũng không hề ít điểm sáng. Thái Chính Dương tin chắc chỉ cần có thể sử dụng tốt thời gian hơn 1 năm này thì hoàn toàn có thể làm ra được thứ gì đó. Hắn chỉ có lo lắng duy nhất chính là vấn đề của Triệu Quốc Đống. Lời của Ninh Pháp đã lộ ra một ít ý không tầm thường, tựa như vị trí của Triệu Quốc Đống có khả năng sẽ có biến hóa nhưng biến hóa như thế nào thì không biết được. Trương Bảo Quốc hay Tống Quốc Lương có chuyển đi hay không? Để cho Triệu Quốc Đống thế vào vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh của Tống Quốc Lương. Đây là kết quả mà Thái Chính Dương thích nhìn thấy nhất, nhưng điều này có phần hơi huyễn hoặc, hắn lo nhất là việc Triệu Quốc Đống phải rời khỏi Điền Nam. Chiều hướng này cũng không lớn lắm vì dù sao Triệu Quốc Đống mới đến Điền Nam 1 năm mà đã phải đi thì có vẻ như trò đùa, không hợp với lẽ thường. Nhưng tất cả chỉ cần Trung ương cảm thấy cần thiết thì không hợp lý sẽ trở nên hợp lý, điểm này thì Thái Chính Dương biết rõ song hắn lại bất lực. Ninh Pháp nói không sai, cục diện Điền Nam đã trải qua 2 đợt sóng điều chỉnh nhân sự, khuôn khổ cũng đã xác định được rồi, dù ai tới cũng không có khả năng tung quật. Chỉ cần mình tọa trấn ở Điền Nam thì cục diện nơi này vẫn có thể thể hiện được xu thế tốt. Nhưng nếu có được một tri kỷ bên cạnh như Triệu Quốc Đống thì chắc chắn sẽ khiến Thái Chính Dương dễ dàng hơn rất nhiều. Có ai mà không muốn giúp đỡ khó khăn cho người đáng tin cậy bên cạnh mình chứ? Nhưng liệu mọi thứ có được như ý nguyện hay không? Trong lúc Tết nhất bộn bề thì Triệu Quốc Đống lại lần đầu tiên xác định một kỳ nghỉ khác thường của bản thân mình. Trước kia đều ở lại An Đô tới mùng 4. Mùng năm mới bố trí trở lại Bắc Kinh nhưng lần này hắn lại làm ngược lại, 2 ngày trước 29 tháng chạp đã trở về Bắc Kinh rồi sửa soạn đồ lễ tới nhà vợ rồi đi thăm hỏi một số thân thích của Lưu gia. Thời gian còn lại thì dành cho một vài lãnh đạo và bạn bè của mình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nghĩ rằng lãnh đạo và bạn bè của mình cũng sẽ có bố trí riêng. Hơn nữa sau Tết Lục Nhị sẽ kết hôn, lúc đó mình sẽ phải trở về Bắc Kinh một chuyến. Cho nên hắn cũng chỉ gọi điện thoại thăm hỏi một vài lãnh đạo và bạn bè cần thiết phải giữ liên lạc, dự định mùng 2 tháng giêng sẽ bay về An Đô. Vốn dĩ Tết này Triệu Quốc Đống cũng có thể ở lại An Đô, nhưng sau cái đêm tiếp xúc tình cảm mãnh liệt đã khiến Triệu Quốc Đống thay đổi chủ ý, có lẽ hắn nên có một kỳ nghỉ lãng mạn với Lưu Nhược Đồng. Mà 2 tháng đầu năm thời tiết phương Bắc giá rét đông lạnh, An Đô cũng lạnh lẽo thiếu nắng ấm, Côn Châu có khí hậu không tồi nhưng Triệu Quốc Đống đích thực không nghĩ quay về Côn Châu. Bầu không khí nơi đó khiến hắn có cảm giác như đang thời điểm công tác vậy. Do vậy Hải Nam trở thành sự lựa chọn độc nhất vô nhị. Vốn ra tới mấy nơi như Phuket, Thái Lan, hay Langkawi, Malaysia, thì hẳn là tuyệt vời hơn nhưng bất kể là Triệu Quốc Đống hay Lưu Nhược Đồng thì đều không muốn dính tới mấy thủ tục xuất ngoại phiền toái, do đó sau vài lần thảo luận hai người quyết định chọn Tam Á. Ít nhất thì nơi đó có khả năng cung cấp cho cả hai một thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Cho dù là Triệu Quốc Đống hay Lưu Nhược Đồng thì cũng chưa bao giờ trải qua quãng thời gian tuyệt diệu như thế, ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát, lười biếng, thoải mái, nhẹ nhõm, chẳng bị ai đến quấy rầy. Ai thích thì có thể chọn tắm nắng cũng có thể ngủ mệt nghỉ sau khi bơi lội chán chê, tóm lại hết thảy đều như mong muốn. Mà hai người này tựa như nhờ sự ấm áp của nắng xuân cùng với lãng mạn của biển cả đã nhanh chóng hòa làm một thể. Quyển 18, chương 8. Từ sảnh chờ sân bay Triệu Đức Sơn chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy Triệu Quốc Đống cùng Lưu Nhược Đồng xuất hiện nhưng hắn lại cảm giác có gì đó khác lạ. Tuy nói mới từ Hải Nam về, được vẫy vùng trong nắng vàng và biển xanh nhưng từ trên người người chị dâu này lại tỏa ra vẻ phong vận lộng lẫy mà trước kia hắn chưa bao giờ gặp qua. Hiện giờ ngay cả mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đều có một vẻ thanh nhã, xinh đẹp khó tả. Nói như thế nào nhỉ, so với trước kia thì Lưu Nhược Đồng giống như một người bàng quan với thế giới. Cái khí chất lạnh nhạt luôn khiến người khác có cảm giác cự tuyệt từ ngàn dặm.
Còn bây giờ thì lại giống như một con người đã hòa vào với cái thế giới ấy, khiến cho người ta thấy quyến rũ mà không hề mất đi vẻ hiền dịu, thân thiết. Hắn không thể nói rõ được loại biến hóa này nhưng có thể xác định người đại tẩu vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào Triệu gia này cùng với Lưu Nhược Đồng tới ăn Tết ở nhà Triệu gia mấy năm trước đã có điểm khác biệt. Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống xuất hiện trên đường ra, tay còn lại của Triệu Quốc Đống thì kéo vali, nhìn có vẻ rất thoải mái, một mặt thì nói chuyện với Lưu Nhược Đồng, mặt khác thì lại như đang cảm nhận sự khác biệt cực lớn về nhiệt độ giữa An Đô và Hải Nam. Đích xác là khác hẳn, trong ấn tượng của Triệu Đức Sơn thì hình như đại tẩu chưa từng khoác tay với đại ca, ít nhất thì hắn chưa từng nhìn thấy, hơn nữa cái kiểu dịu dàng, liếc mắt đưa tình như này thì cũng là lần đầu tiên Triệu Đức Sơn gặp. Vẫn là chiếc Land Rover như cũ, Triệu Quốc Đống cùng với Lưu Nhược Đồng ngồi ở ghế sau. Đại ca, đại tẩu, đi chơi có vui không? Cảm giác thế nào? Nếu anh chỉ có thời gian thì chúng ta tới Caribbean hưởng thụ cái đãi ngộ đảo chủ một chút, nơi đó mới thực sự là thiên đường, tư vị biển bên đó hoàn toàn khác hẳn với Thái Bình Dương. Ồ, Đức Sơn, chú cũng kinh doanh được cả đảo bên đó sao? Lưu Nhược Đồng kinh ngạc hỏi thêm. Ngày nay thực sự có thể làm đảo chủ tự do tự tại ư? Ha ha, đại tẩu, chuyện này thì chỉ cứ yên tâm đi, ngoại trừ có chút phiền toái về phong cách thiết kế và lắp đặt thiết bị trong giai đoạn đầu nhưng đều có công ty chuyên nghiệp tới phụ trách. Trình độ mấy công ty bên Âu Mỹ đó tuyệt đối hơn hẳn so với mấy công ty quốc nội chúng ta. Chỉ cần nói ý tưởng và ý kiến của mình với bọn họ thì bọn họ sẽ vẽ ra một bản kế hoạch rồi từ đó sẽ thiết kế, kiến tạo y nguyên mà không hề có sai sót nào cả. Em đã tổ chức hai buổi tiệc rượu ở đó rồi, tuyệt đối là loại hưởng thụ hạng nhất. Khi nói về hòn đảo của mình thì Triệu Đức Sơn không che giấu nổi sự hớn hở. Đây tuyệt đối là sáng kiến độc nhất vô nhị ở quốc nội, nó có thể giúp Triệu Đức Sơn kéo lại sự chênh lệch về phẩm vị với những nhân vật nổi tiếng, thời thượng khác. Khi những người khách nhận được lời mời đến hưởng thụ sự phục vụ chu đáo từ những trang viên trên hòn đảo của riêng mình như thời Trung Cổ châu Âu. Khi những ly rượu nguyên chất của Pháp hoặc ý thúc đẩy lòng hư vinh của những vị khách lên mức cao nhất thì hắn, Triệu Đức Sơn, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn nhất. Ở chỗ đó Triệu Quốc Đống cũng có một hòn đảo với diện tích nho nhỏ, khoảng cách giữa hai hòn đảo rất gần, nếu đi du thuyền thì chỉ khoảng 2 giờ là tới nơi, còn nếu như đi bằng cano tốc độ cao thì chỉ nửa giờ là đến. Đương nhiên trên danh nghĩa thì hòn đảo đó thuộc về cái tên Triệu Trường Xuyên vốn không ưa thích phong cách này. Đại tẩu, em cũng đã thuê quản lý công ty từ lâu rồi, chúng ta có qua bên đó cũng tiện, chỉ cần bay thẳng tới Miami, đương nhiên tới Nassau thủ đô của Bahamas cũng được, rồi đi thuyền qua đó, mời thêm bạn bè thân thiết tới ở 3 đến 5 hôm, hưởng cái cuộc sống sướng hơn thiên đường. Triệu Đức Sơn nói rất hăng hái, tựa như đã quên mất Triệu Quốc Đống ngồi ngay sau lưng mình. Đức Sơn, chi phí chắc không nhỏ nhỉ. Lưu Nhược Đồng liếc nhìn vẻ mặt chẳng chút biểu tình của Triệu Quốc Đống là biết tên này chẳng hứng thú gì với mấy lời của Triệu Đức Sơn, nên cười hỏi. Đại tẩu, chị nói gì vậy? Con người ta kiếm tiền ra để làm gì chứ? Còn không phải là để làm chuyện mình muốn làm sao, em cảm thấy hưởng thụ cũng là một yếu tố trong đó. Đương nhiên người như đại ca của em thì hơn phân nửa sẽ nói rằng con người ta sống là để làm những chuyện để giải phóng nhân loại hoặc có ý nghĩa tiến bộ. Triệu Đức Sơn có phần như quên hết tất cả. Ồ, Đức Sơn, chú đang ngứa ra hay sao thế? Anh còn chưa hỏi tới chú mà chú đã khiêu khích anh sao? Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Anh thấy chú 3 ngày mà không đánh thì định trèo đầu cưỡi cổ hả? He he, đại ca, chỉ đùa một chút, hoàn toàn là vui đùa mà thôi, em thấy khí sắc và tâm tình của anh và chị dâu không tồi nên cũng tiện thể nói vui mà. Triệu Đức Sơn rụt cổ lại, ngượng ngùng nói. Nhất là chị dâu. Em cảm thấy sắc mặt chị còn đẹp hơn nhiều so với lần đầu em gặp. Nét mặt Lưu Nhược Đồng chợt ửng hồng, trước khi rời Bắc Kinh bay tới Hải Nam thì mẹ cô đã nói sắc mặt của cô đã đẹp hơn trước rất nhiều. Sau khi tới Hải Nam thì cô cũng cẩn thận quan sát thì thấy đích thực là tràn trề sức sống, cô cũng mơ hồ cảm thấy sự biến hóa khí sắc có khả năng liên quan đến sự thay đổi từ cơ thể của mình. Hơn nữa tâm tình trong khoảng thời gian này cực tốt, ngủ cũng cực kỳ ngon giấc. Tổng hợp vài nhân tố đó lại thì hiển nhiên là khí sắc khác hẳn so với trước rồi. Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lưu Nhược Đồng, trong lòng hắn có hơi buồn cười. Phụ nữ thay đổi sinh lý chắc chắn sẽ có biểu hiện này, điều này là hết sức bình thường, chẳng qua Lưu Nhược Đồng hơn 30 tuổi mới đi tới bước này nên hiển nhiên là thay đổi sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa tâm tình tốt, ăn ngủ đầy đủ lại thêm mấy ngày nay, mưa móc thoải mái nên mới dẫn tới sự biến hóa này. Điều làm cho hắn kinh ngạc chính là Lưu Nhược Đồng giống như thay da đổi thịt vậy,
từ một thẳng nữ, lớn tuổi mà chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng biến thành một thiếu phụ quyến rũ. Andy, bài, những phụ nữ trẻ không lập gia đình, được Courier International trích lại từ một tờ báo ở Quảng Châu, Trung Quốc, trong đó nêu bật hiện tượng mà người Trung Quốc gọi là thẳng nữ. Trong khi hàng triệu nam giới Trung Quốc đang khốn khổ tìm vợ do hậu quả của chính sách, mỗi gia đình chỉ có một con, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến hiện tượng nhiều phụ nữ không chịu lập gia đình. Đằng sau cái cụm từ, thẳng nữ, đôi chút miệt thị này là một nhóm phụ nữ giỏi giang, tự định đoạt vận mệnh của mình. Đó là những phụ nữ có nghề nghiệp, đầy khát vọng, có những sở thích riêng. Cái duy nhất mà họ thiếu là một gia đình nhỏ. Thật ra, thế hệ phụ nữ độc thân này không hề chống lại hôn nhân mà chỉ không thể chấp nhận việc chung sống với những người đàn ông tầm thường. Họ, thà ở vậy còn hơn lấy chồng thấp kém. Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Vân Hải và Triệu Đức Sơn đều cảm thấy sự thay đổi giữa đại ca và đại tẩu của mình. Đầu tiên, sự thân mật, ngọt ngào giữa đại ca và đại tẩu là điều mà bọn họ chưa bao giờ cảm giác được. Xưa kia ở trước mặt đại ca thì chị dâu vẫn tỏ ra rất rụt rè, thậm chí có phần lãnh đạo. Mặc dù khi nói chuyện thì không nhìn ra manh mối gì nhưng vì mấy anh em Triệu Quốc Đống giống như chân với tay nên tự nhiên là cảm nhận được một ít khác thường. Nhất là Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều biết đến sự tồn tại của Trình Nhược Lâm, mặc dù Trình Nhược Lâm ít khi xuất hiện cùng với Triệu Quốc Đống nhưng cả hai đều nhận thấy được sự thân thiết, những cái liếc mắt đưa tình giữa hai người. Triệu Vân Hải thì cũng giống vậy vì đã từng gặp qua Cù Vận Bạch nên cũng cảm giác được quan hệ đặc biệt giữa đại ca và Cù Vận Bạch. Những chi tiết này đều tỏ ra hết sức đối lập với sự lãnh đạo giữa đại ca và đại tẩu trước đây. Tiếp đó, từ thần thái cho đến cử chỉ của Lưu Nhược Đồng đều toát ra vẻ nhu mì, xinh đẹp khiến bọn họ đều thấy khác lạ, giống như là vẫn thể xác cũ nhưng nội thể thì đã hoàn toàn khác hẳn, nếu nói Lưu Nhược Đồng đã thoát thai hoán cốt thì cũng chẳng sai chút nào. Bọn họ cũng khá tò mò nhưng lại không thể nghĩ ra được tình hình chân thật nhất. Triệu Vân Hải đã triệt để biến thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi, quỹ đầu tư Thương Hải do hắn phụ trách quản lý ngày càng hoạt động tích cực trên thị trường tư nhân. Hắn tuân theo nguyên tắc không quá sôi nổi và chuyên nghiệp, mời thêm một nhóm bạn bè cùng chung chí hướng kết hợp với mấy nhà đầu tư quen biết lúc đầu khởi nghiệp thành lập nên quỹ đầu tư Thương Hải, trở thành một trong số ít những người mở đầu mô hình một quỹ cổ phần tư nhân liên doanh vốn với một vài doanh nghiệp mới hành động một năm, dần dần khởi đầu cho một cộng đồng đầu tư mạo hiểm. Triệu Vân Hải rất thích cuộc sống bây giờ, hiện tại hắn đã không còn hoạt động trong phạm vi Nam Việt mà đã bắt đầu thẳng tiến ra cả nước. Đủ loại khiêu chiến do cuộc sống mang lại làm cho hắn có cảm giác thành tựu. Triệu Đức Sơn thì vẫn hưởng thụ cuộc sống bất khuất, bất kham như cũ. Trên mấy tạp chí thời thượng thì cứ cách một hai kỳ là lại xuất hiện đại danh của hắn, mà chỉ cần mấy hoạt động thời thượng không xung đột với công tác chính thức của hắn thì hắn luôn luôn tham gia mà không hề biết chán. Đương nhiên mỗi một lần tham gia thì người phụ nữ đi bên cạnh hắn lại khác nhau. Cũng may là dù giới thời thượng hay giới giải trí thì hình như cũng đều quen với tình cảnh này của hắn. Nó giống như kiểu một nhà tài phiệt sẵn sàng mang hàng đống tiền giúp đỡ giới giải trí thì mấy cái khuyết điểm đó đôi khi sẽ lại có xu thể trở thành ưu điểm. Ít nhất thì các tin tức xoay quanh về hắn lúc nào cũng chiếm không ít các trang báo. Đương nhiên ngoài cá tính giúp Triệu Đức Sơn chống đỡ thì một nguyên nhân khác đó chính là năng lực của hắn. Trong số hai anh em liên tục có tên trên bảng Forbes thì Triệu Trường Xuyên gần như là một người tàng hình, trong mọi trường hợp thì hầu như đều không thấy bóng dáng của hắn. Ngay cả giới truyền thông cũng không thể tìm được cơ hội gặp gỡ vị chủ tịch tập đoàn Thương Lãng này. Chỉ có vài tấm ảnh đều là trong trường hợp đặc biệt mới chụp được, thiết tưởng nếu ai đó từ mấy tấm ảnh của giới truyền thông mà phân biệt được Triệu Trường Xuyên thì cũng là một việc khó. Kết quả là Triệu Đức Sơn thành người hưởng sái. Mức độ phát triển của tập đoàn Thương Lãng rất ổn định, vừa không dậm chân tại chỗ trong các ngành sản nghiệp vốn có, cũng không hề tham lam theo kiểu tham nhiều nhai không nát. Trên thực tế thì lúc đầu Triệu Trường Xuyên cũng đa nguyên hóa một cách thích hợp nhưng sau đó lại bắt đầu thu hẹp lại, ngoại trừ ngành nước khoáng đã trở thành một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Bắc Kinh thì sản nghiệp chính của Thương Lãng đã chân chính thay đổi rồi. Trước mắt thì ngành sản xuất dược phẩm sinh học và sản phẩm bảo vệ sức khỏe đã thực sự trở thành nguồn lợi lớn nhất, còn ngành khai phá bất động sản cũng đã thành một điểm nóng về lợi nhuận. Mặc dù Triệu Quốc Đống kiên quyết không hỏi qua tình hình phát triển cụ thể của Thương Lãng nhưng hắn rất thích sự thận trọng của Triệu Trường Xuyên. Dồn hết tâm trí để phát triển ngành bào chế dược phẩm sinh học và sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chiếm được lợi nhuận cách xù, dùng phần lớn dòng vốn lưu động duy trì khai phá, buôn bán bất động sản, cùng với đó là giữ lại sản phẩm chất lượng tốt nhất. Trên cơ sở đó tăng cường đầu tư cơ cấu tài chính với ngân hàng thương mại Ando và Ningba, nâng cao năng lực chống đỡ mạo hiểm của tập đoàn Thương Lãng.
Hơn nữa do có quan hệ đặc thù với năng lượng quốc toàn nên đã hình thành một hình thức tập đoàn có điểm tương tự với Nhật, Hàn. Triệu Quốc Đống cũng không biết phương thức này của Triệu Trường Xuyên là có chính xác hay không, nhưng ít nhất đối phương cũng đã đi được đến bước này thì mặc kệ đúng sai anh cũng phải khích lệ. Quyển 18, chương 9. Khoảng cách với đế quốc thương nghiệp do một tay mình sáng lập càng ngày càng xa nhưng Triệu Quốc Đống lại không thấy mất mát. Có mất mới có được, nếu như một mực tham luyến nắm giữ tiền bạc trên tay thì có lẽ nó sẽ làm suy yếu ý chí tấn tới trên con đường quan trường của mình. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng hy vọng bọn Triệu Trường Xuyên cùng Dương Thiên Bồi và Phòng Tử Toàn vừa phát triển được sự nghiệp của mình mà đồng thời cũng phải cân nhắc xem mục đích cuối cùng làm xí nghiệp là như nào. Triệu Trường Xuyên là người đầu tiên bước ra khỏi quần thể thương lãng, con người ta không thể chỉ sống vì tiền, ngay cả một kẻ thô tục như Triệu Đức Sơn cũng biết đạo lý này. Đến một trình độ nhất định thì tiền cũng chỉ là một con số, cả đời người chỉ có một, cỏ cây chỉ được một mùa thu, sẽ có thời điểm anh sẽ phải quay về hình thái cân bằng tâm linh. Giao đế quốc này vào tay đám Triệu Trường Xuyên, Dương Thiên Bồi và Phòng Tử Toàn thì Triệu Quốc Đống cũng yên tâm, trải qua mấy năm vừa rồi thì biểu hiện của mọi người đã chứng minh rằng dù không có Triệu Quốc Đống hắn thì bọn họ đều có thể lãnh đạo chiếc chiến hạm này vượt gió bão. Cho dù ngày sau có gặp sóng gió hiểm trở gì thì cũng coi như là kinh nghiệm, xí nghiệp lên lên xuống xuống đều là tự nhiên, ngay đến mây xanh biến mất cũng là bình thường. Thậm chí ngay cả Lưu Nhược Đồng cũng phải bội phục bản lĩnh biết cầm biết buông của Triệu Quốc Đống. Nói không buông tay mặc kệ khối của cái khổng lồ như vậy thì đối với người bình thường mà nói thì quá khó tin, nhưng Triệu Quốc Đống lại có thể chắp tay rời đi một cách nhẹ nhàng. Tới mùng 7 tháng giêng thì Lưu Nhược Đồng mới rời An Đô trở về Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống thì còn phải ở lại An Đô một ngày, hắn còn có một số chuyện phải xử lý nên định sang ngày mùng 8 trở về Côn Châu từ sớm. Ẩn họa nhất định phải giải trừ, Triệu Quốc Đống không có thói quen để người ta luôn phải nhớ đến mình nhưng đối thủ rất giàu hoạt. Sau chuyện ở Côn Châu thì mọi việc lại biến mất giống như không khí, mấy người cũng hoàn toàn chẳng có tin tức gì cả. Triệu Quốc Đống đã thông qua Khâu Nguyên Phong giúp mình tìm kiếm tung tích mấy chục người, nhưng Trần Đại Lực rất xảo trá, hắn thay đổi toàn bộ điện thoại di động, tất cả số cũ đều không sử dụng lại nữa. Triệu Quốc Đống tin đám này vẫn đang ẩn núp trong ngõ ngách nào đó ở An Đô, thậm chí có khả năng vẫn trốn ở gần nơi ở của La Băng để dòm ngó. Lật thuyền trong mương, cả ngày săn thú lại bị chim ưng mổ mất. Cái loại chuyện này nhiều không kể xiết, Triệu Quốc Đống cũng không muốn bị người xếp đặt kéo xuống ngựa vì loại chuyện này, chiến lược thì có thể khinh thường nhưng chiến thuật thì nhất định phải coi trọng. Triệu Quốc Đống không rõ Trần Đại Lực muốn thông qua La Băng nắm được nhược điểm của mình để làm gì. Có khả năng là muốn vặn ngã mình, đang nở mày nở mặt trên quan trường Ninh Lăng thì nhất thời biến thành con chó rơi xuống nước, cái loại tương phản này rất ít người có thể chịu đựng được, với loại người kiêu ngạo như Trần Đại Lực thì lại càng như vậy. Nhưng nếu chỉ nhờ mấy cái hư vô như thế này với mục đích là để đối phó với mình thì Triệu Quốc Đống cảm giác mình vẫn hơi xem thường Trần Đại Lực, thế nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Trần Đại Lực có thể đi ra ngoài lăn lộn một cách vui vẻ, hơn nữa còn nghe nói sắp tới còn mua một con Lexus đời mới, hầu bao mà không có nhiều tiền thì không dám chơi loại xe này, làm cách nào mà chỉ trong vài năm đã phát tài được như thế. Căn cứ tìm hiểu thì hắn cũng không hoàn toàn hoạt động ở bên Ninh Lăng mà còn khắp cả An Nguyên. Nhất là ở An Đô, ngoại trừ một ít việc do đích thân hắn làm ra thì tuyệt đại đa số hắn đều giao cho một ít công ty làm. Hắn làm thế nào mà có thể ôm đồm được nhiều việc như vậy? Triệu Quốc Đống không tin chỉ trong 2 năm làm cục trưởng cục truyền thông mà Trần Đại Lực lại có thể kết giao được nhiều lương duyên như vậy, hơn nữa nhiều lĩnh vực thì e là quan hệ nhân duyên của hắn còn chưa đạt tới tình trạng như thế. Như vậy cũng đã nói lên rằng hắn làm được nhiều việc như vậy thì nguyên nhân rất đáng hoài nghi rồi. Có lúc Triệu Quốc Đống hoài nghi Trần Đại Lực liệu có thể dính líu gì tới Khanh Liệt Bưu hay không nhưng Khâu Nguyên Phong đã giúp mình loại bỏ khả năng này. Bây giờ ở Ninh Lăng Khanh Liệt Bưu đang làm rất thịnh vượng, hơn nữa bất động sản Cửu Đỉnh không chỉ có bén rễ ở Ninh Lăng mà còn chĩa xúc tu về 2 thành phố Hoài Khánh và Thông Thành. Từ tình trạng hiện giờ mà xét thì khẩu vị càng lúc càng lớn nên chắc không có tâm tư dở trò này. Bởi vậy Triệu Quốc Đống có phần hoài nghi Trần Đại Lực có khả năng thông qua một ít thủ đoạn bất chính để đoạt lấy một vài công trình, sau đó bán lại cho các công ty khác, từ đó thu về khoản hoa hồng và chênh lệch khổng lồ. Nếu như hắn muốn chơi bằng chiêu thức ấy thì không hẳn là không có chủ ý đánh mình về phương diện này, dùng quan hệ không bình thường giữa mình với La Băng để áp chế mình, thậm chí mình có thể sẽ biến thành một cây tiền để hắn dọa dẫm, uy hiếp liên tục. Suy đoán của Triệu Quốc Đống mặc dù không trúng nhưng cũng không khác nhiều lắm. Từ xa đã nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc, Khâu Nguyên Phong liền cho xe dừng lại,
ngồi trong rừng trúc bên cạnh dòng Mai Giang là một nơi tốt nhất để thưởng thức trà. Khâu Nguyên Phong cũng đã tới nơi này mấy lần, đây đơn thuần chỉ là nơi dành cho giới văn nhân mặc khách tới phẩm trà. Triệu Quốc Đống càng ngày càng bận bịu, tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ, từng bước bước ra khỏi đầm nước sâu An Nguyên, tới Điền Nam cũng rất thuận buồm xuôi gió. Trong một lần Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Côn Châu dẫn đội tới khảo sát, Khâu Nguyên Phong đi cùng tiếp khác, trong lúc vô tình nhắc tới Triệu Quốc Đống thì người đó tỏ ra bội phục đối với Triệu Quốc Đống vốn xuất thân từ công an. Chỉ sau một lần điều tra nghiên cứu đã đưa ra được biện pháp giải quyết vấn đề biên chế và chức cấp chức vụ lãnh đạo vốn khiến lãnh đạo Cục Công an thành phố Côn Châu đau đầu suốt nhiều năm. Khâu Nguyên Phong nghe xong cũng rất cảm khái. Người ta đã đi tới vị trí này thì anh không thể so sánh được, một câu nói của Triệu Quốc Đống có lẽ cũng có thể giải quyết được vấn đề mà Cục trưởng Cục Công an suốt một hai nhiệm kỳ không giải quyết được. Người bình thường đều cảm thấy Cục Công an cực kỳ uy vũ, nhưng có ai từng nghĩ tới nội bộ công an cũng có lúc khốn quẫn, bức bách. Chức cấp không giải quyết được, cảnh sát ai cũng oán hận, tính tích cực bị đả kích, dù là lãnh đạo cũng đều cảm nhận được áp lực giống thế, biên chế không đủ, công tác của anh em đều quá tải, anh làm lãnh đạo cũng thấy có lỗi với mọi người. Nếu như ai đó mệt nhọc quá độ, mắc bệnh đột tử lúc đang còn trên cương vị thì lương tâm anh sẽ càng không yên tâm. Chân bước lên những thanh trúc nhưng đầu Khâu Nguyên Phong vẫn cứ nghĩ về vấn đề này, 13 năm trước đây mình có thể nghĩ đến tất cả những điều này không? Triệu Quốc Đống nhìn thấy Khâu Nguyên Phong khoác một chiếc áo khoác màu xám xuất hiện ngoài cửa thì suýt không nhịn cười được. Vóc người Khâu Nguyên Phong có phần béo lệch, giờ mặc chiếc áo khoác này trông có vẻ béo phì, đậm người, cũng không biết là ai chọn giúp hắn chiếc áo này, nếu như là vợ hắn thì thực sự là phải xem lại vấn đề thẩm mỹ rồi. Khâu ca, cái áo khoác này nhìn có vẻ kỳ dị nhỉ? Triệu Quốc Đống cười trêu. Tôi biết ngay là chú sẽ nói câu này. Dáng người xấu chẳng lẽ còn không được mặc áo hàng hiệu sao hả? Khâu Nguyên Phong tức giận nói. Đích thân tôi chọn đấy, tự tôi thấy đẹp là được. Triệu Quốc Đống nhất thời á khẩu, thực không ngờ Khâu Nguyên Phong lại thẳng thừng không nể mặt người khác thế này. Mùi hương hồng trà lượn lờ bay lên, Triệu Quốc Đống châm một chén trà cho Khâu Nguyên Phong rồi tự nâng chén lên thưởng thức. Đã lâu rồi không được tự do tự tại hưởng niềm vui thú nhàn nhã này. Chỉ tiếc là ngày mai mình sẽ lại phải trở lại giữa cơn thác lũ Điền Nam, cái nơi mà cho tới hiện giờ chưa cho mình lấy một thời gian nghỉ ngơi thanh tĩnh. Mọi chuyện cũng vẫn tốt chứ? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Đối với vấn đề này thì tựa như Khâu Nguyên Phong cũng phải cẩn thận cân nhắc, một lúc lâu sau mới nói. Khó mà nói, sếp Lưu có lẽ cũng biết bản thân mình có khả năng không ở lại An Đô lâu nữa nên muốn chuyển. Ồ, đến chỗ nào? Triệu Quốc Đống khẽ nhíu mày. Lưu Triệu Quốc đã ngồi ở cái ghế Cục trưởng Cục Công an thành phố An Đô quá lâu rồi, cho dù là vị trí bí thư chính pháp ủy thành phố An Đô thì cũng phải sớm luân chuyển rồi. Không rõ lắm, tôi đoán ngay cả hắn cũng chẳng biết chắc, khoảng thời gian này có hơi khác thường, tâm tình không tốt lắm. Khâu Nguyên Phong lắc lắc đầu. Có tin thì nói rằng lên chính pháp ủy của tỉnh đảm nhiệm phó bí thư kiêm chánh văn phòng, có tin thì đồn làm phó giám đốc thường trực sở nào đó trên tỉnh. Tóm lại thì về cơ bản là xác định chuyển đi rồi, tôi nhận được nguồn tin đáng tin cậy, trên thành phố cũng thấy hắn tiếp tục ở lại thêm thì không thích hợp nên đã kiến nghị lên tỉnh ủy rồi. Triệu Quốc Đống cũng biết hai năm nay Khâu Nguyên Phong ở An Đô cũng không đơn giản, quan hệ với Nghiêm Lập Dân không tệ, mà quan trọng nhất là quan hệ giữa người này và Đinh Sâm bí thư chính pháp ủy lại khá mật thiết, ít nhất là có lần nói chuyện với Triệu Quốc Đống thì Khâu Nguyên Phong cũng đã hai lần nhắc tới việc ăn cơm cùng với Đinh Sâm. Có thể ăn cơm cùng nhau đại biểu một mức độ khác hẳn, nhất là thường xuyên ăn cơm với nhau. Đinh Sâm là một thường vụ lâu năm trong tỉnh ủy An Nguyên, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong khối chính pháp, Khâu Nguyên Phong bao giờ là cán bộ cấp trưởng phòng, nếu muốn lên thêm một bước nữa thì phải có được sự trợ giúp không tầm thường mới được, do đó Đinh Sâm chắc chắn là một nhân vật khá quan trọng. Về phương diện này thì Khâu Nguyên Phong không hề có ý giấu giếm gì cả, đương nhiên cũng không phải là vì cố ý giãy bày trước mắt Triệu Quốc Đống. Hắn cùng thân phận hiện tại của Triệu Quốc Đống đều đã tới một cấp độ nhất định rồi, rất nhiều điều thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ở cấp độ này nếu muốn bước lên một bậc thang nữa thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào vùi đầu làm việc thì còn xa mới đủ, nếu như người lên tiếng là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh An Nguyên thì còn được, tiếc là Triệu Quốc Đống lại đang ở Điền Nam. Đinh Sâm mặc dù quan trọng nhưng cũng không phải người quyết định, người chân chính có thể quyết định vận mệnh của Khâu Nguyên Phong chính là Miêu Trấn Trung và Hàn Độ. Nhất là Hàn Độ. Nghe nói quản trường Phong muốn đến Viện Kiểm sát thành phố đảm nhiệm viện trưởng, rất nhiều người đang rình mò cái vị trí phó cục trưởng thường trực này.
Đây là tin tức Khâu Nguyên Phong nhận được, mà hắn hy vọng hắn có thể tóm được vị trí này. Quyển 18, chương 10. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết một vài suy nghĩ của Khâu Nguyên Phong, người đi đến vị trí nhất định đương nhiên muốn có sân khấu cao hơn nữa để biểu diễn năng lực của mình, đó là điều rất bình thường. Khâu Nguyên Phong xuất thân từ cơ sở đi lên, từng bước làm trưởng phòng an ninh trật tự, phó trưởng phòng, sau đó lên làm chính ủy, trưởng phòng, cuối cùng lên làm phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô. Có thể nói con đường làm quan trong hơn chục năm qua của Khâu Nguyên Phong khá thuận lợi, mà điều này có quan hệ lớn đến sự ưu ái của Lưu Triệu Quốc. Nhưng sau khi Khâu Nguyên Phong lên làm phó cục trưởng thì tình huống này bắt đầu có chút biến hóa. Chính xác mà nói biến hóa của Lưu Triệu Quốc làm Khâu Nguyên Phong khó xử. Khâu Nguyên Phong không biết nên đối mặt sao với Lưu Triệu Quốc. Nói thẳng ư, có thể tưởng tượng với tính cách của Lưu Triệu Quốc thì nhất định sẽ nghĩ Khâu Nguyên Phong đã cứng cánh, muốn vượt lên đầu mình, không chừng Lưu Triệu Quốc sẽ đá Khâu Nguyên Phong ra khỏi cục công an thành phố, đuổi sang mấy đơn vị khác như cục tư pháp. Khâu Nguyên Phong lại không thể là kẻ vong ơn để mà tìm nhược điểm của Lưu Triệu Quốc, sau đó làm bàn đạp cho mình lên. Khâu Nguyên Phong vì thế chọn cách nói bóng nói gió. Khâu Nguyên Phong tự cho là cách nhắc nhở tốt nhất nhưng kết quả cũng có thể thấy. Ngoài việc làm Lưu Triệu Quốc càng cảnh giác ra, cũng làm cho Lưu Triệu Quốc cảnh giác với Khâu Nguyên Phong. Mà Khâu Nguyên Phong càng lúc càng bị đẩy ra rìa ở bộ máy cục công an, Khâu Nguyên Phong bây giờ chỉ có thể chịu đựng. Lưu Triệu Quốc rời đi cũng mang đến một chút cơ hội cho Khâu Nguyên Phong. Nếu Lưu Triệu Quốc tiếp tục làm thường vụ thị ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố thì Khâu Nguyên Phong biết mình không có chút hy vọng nào. Nhưng bây giờ Lưu Triệu Quốc rời đi thì đó sẽ là cơ hội của y. Vũ Tu Thành, giám đốc sở công an tỉnh mặc dù kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh nhưng lại không có sức ảnh hưởng mấy đối với cục công an thành phố An Đô. Nhất là khi Lưu Triệu Quốc làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố An Đô, quan hệ giữa sở công an và cục công an thành phố An Đô vẫn không tốt lắm, điều này cũng là do quan hệ vi diệu giữa thành phố An Đô và tỉnh ảnh hưởng. Khâu Nguyên Phong muốn lên vị trí phó cục trưởng thường trực thì quyền đề cử là của thị ủy An Đô nhưng quyền quyết định lại ở trên tỉnh. Y có quan hệ khá tốt với Nghiêm Lập Dân, bên Tôn Liên Bình cùng quan Kinh Sơn cũng có thể qua được, hơn nữa còn có Đinh Sâm giúp nên Khâu Nguyên Phong cũng muốn có vị trí kia. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nghiêm Lập Dân đã nói rõ với Y là vấn đề khó khăn nhất là bên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nghe nói Sở Công an muốn cho Tổng đội trưởng Tổng đội An ninh Trật tự Sở Công an làm Phó Cục trưởng Thường trực. Ồ, Lưu Ca cũng nên đi, dù là từ góc độ nào thì y cũng biết mình phải đổi vị trí. Xem ra thành phố An Đô không có vị trí cho y. Triệu Quốc Đống đăm chiêu nói. Ừ, chỉ sợ y cũng không muốn cứ tiếp tục làm ở An Đô. Trước y từng muốn lên Sở Công an nhưng Giám đốc Phú Tu Thành lại chặt đứt ý đồ của y, hơn nữa bây giờ Giám đốc Phú Tu Thành còn kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh. Cho nên y càng không có hy vọng. Làm phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh đối với y cũng không bao ý nghĩa, làm phó bí thư đảng ủy chính pháp cũng không có bao ý nghĩa cho nên tâm trạng của y trong thời gian này không được tốt. Khâu Nguyên Phong cũng nhíu mày. Tuổi Lưu Ca chưa đến, theo lý tỉnh cần phải bố trí một vị trí thích hợp, tôi lo y sẽ không chấp nhận. Triệu Quốc Đống hơi buồn bực nói. Tôi đoán có lẽ việc này quan hệ đến vài tin tức kia. Câu lạc bộ Bình Quả đã đóng cửa một thời gian, bây giờ lại mở cửa nhưng hình như khác trước, kinh doanh không khởi sắc. Tôi cảm thấy bây giờ cục trưởng Lưu không có quan hệ mấy với câu lạc bộ này. Giám đốc câu lạc bộ chắc đã đổi người. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút nói. Chẳng qua người ngoài chưa chắc phát hiện ra nhất là câu lạc bộ này vốn rất nổi tiếng. Chính vì nguyên nhân này nên dù bây giờ không có liên hệ nào nhưng ngoài vẫn đổ lên đầu Lưu Ca. Giấy trắng nếu đã nhuốm đen mà muốn tẩy trắng là chuyện không thể. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Khâu Nguyên Phong cũng không có gì để nói. Danh tiếng Lưu Triệu Quốc bây giờ không quá tốt, điều này là có quan hệ đến câu lạc bộ Bình Quả, thậm chí còn vượt quá công ty bất động sản Cửu Đỉnh. Dù sao Cửu Đỉnh đã thành công ra khỏi An Đô, bắt đầu chuyển mình làm một công ty bất động sản chính quy. Khâu Ca, chuyện của anh tôi sẽ lưu tâm. Bên trưởng ban Hàn tôi cũng sẽ nói giúp anh nhưng chuyện như thế này tôi không chắc mấy, có lẽ không ít người cạnh tranh. Đội ngũ công an rất nhiều rồng, không ai biết sau lưng ai là cây to nào. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, Quốc Đống, vậy nhờ cậu. Khâu Nguyên Phong gật đầu, y cũng biết Triệu Quốc Đống chưa bao giờ vỗ ngực loạn nhưng nếu đáp ứng sẽ hết sức, về phần được hay không thì ai có thể nắm chắc. Đúng, lần trước cậu muốn tìm hiểu một người thì tôi đã cho nhân viên đi tìm. Đám người này đúng là quỷ quái,
biến mất không thấy đâu. Chủ xe chúng tôi tìm được không phải là Trần Đại Lực mà là một người phụ nữ gốc Ando. Theo tìm hiểu thì người phụ nữ này không có quan hệ với đám người kia, có lẽ là bị mượn chứng minh đi đăng ký. Khâu Ca giúp tôi chú ý là được, tôi luôn cảm thấy đám người này có chuyện. Không chừng đám người này có thể gây loạn. Triệu Quốc Đống không tin Trần Đại Lực có thể tích lũy được nhiều tiền đến vậy chỉ sau mấy năm ngắn ngủi. Cậu lo như vậy làm gì? Dù có loạn gì cũng không đến đầu cậu. Khâu Nguyên Phong cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, tuổi cậu không còn nhỏ, cũng nên có con đi. Tiểu Lưu cũng chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi, không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Đàn ông khác phụ nữ, càng về sau sinh con càng khó, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Triệu Quốc Đống không khỏi nóng mặt, quan hệ giữa hắn và Từ Xuân Nhạn thì Khâu Nguyên Phong mơ hồ biết. Đêm nay hắn tới chỗ Từ Xuân Nhạn, đối phương đây là lặng lẽ ám chỉ mình không nên để người túm được nhược điểm trên người phụ nữ. Cảm ơn Khâu Ca nhắc nhở, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ thích hợp suy nghĩ vấn đề này. Sau khi cùng Lưu Nhược Đồng đến Hải Nam, quan hệ hai người đã khác với giới hạn mà bọn họ đặt ra lúc mới cưới. Từ hôn nhân hình thức phát triển thành hôn nhân thực sự, tình cảm cũng có lột xác, Triệu Quốc Đống không biết cuộc hôn nhân này có thể sẽ mang đến biến hóa trong cuộc sống tình cảm của mình hay không. Chư Hiền có chút buồn bực, sau hai hội nghị diễn ra sẽ có điều chỉnh nhân sự. Đây vốn là việc rất bình thường nhưng một ứng viên trong đó hoàn toàn chính là nhân vật dễ dẫn tới nhiều tranh luận. Chư Hiền cảm thấy đối phương càng thích hợp ở vị trí kia 2 năm mà rèn luyện, thường xuyên điều chỉnh không lợi cho sự trưởng thành của hắn. Nhưng ảnh hưởng đến từ nhiều mặt làm cho Chư Hiền cảm thấy ứng viên này nhất định phải được thông qua. Nếu nói ứng Đông Lưu muốn Triệu Quốc Đống đến thành phố Ando là vì nhìn chúng năng lực công tác kinh tế của hắn, cũng có một phần nguyên nhân là do Triệu Quốc Đống và ứng Đông Lưu từng làm việc nhiều năm. Đợt Tết ứng Đông Lưu cũng đến gặp Chư Hiền và nói rất rõ ý đồ. Tin Tôn Liên Bình phải đi càng lúc càng rõ, ứng Đông Lưu hy vọng có thể có một nhân vật tài năng nâng ngọn cờ Ando. Mục tiêu của ứng Đông Lưu chính là Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống mới điều tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ được một năm, nếu về tỉnh An Nguyên thì không hợp lý, đương nhiên đây không phải là tuyệt đối. Chỉ cần có lợi cho công việc, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc là được. Vấn đề nằm ở chỗ từ thường vụ tỉnh ủy nhảy lên phó bí thư tỉnh ủy là bước tiến rất lớn. Chư Hiền lo cho cảm nhận của các đồng chí khác ở tỉnh ủy tỉnh An Nguyên. Đồng nghiệp thậm chí cấp dưới ngày trước mà chỉ sau một năm đã thành lãnh đạo, điều này không quá thích hợp thậm chí ảnh hưởng đến đoàn kết bộ máy của tỉnh ủy An Nguyên. Điểm này Chư Hiền cũng hỏi ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu có hơi lo lắng với việc này nhưng lại nói mình khát vọng chấn hưng nền kinh tế Ando. Chư Hiền đã nhắc đối phương phải cân nhắc rõ ràng. Ngoài ra Chư Hiền cũng nói ra ý kiến của mình là không đồng ý điều chỉnh Triệu Quốc Đống về An Nguyên. Ứng Đông Lưu cũng đoán được điều này nên không quá thất vọng. Quyển 18, chương 11. Nếu như nói ứng Đông Lưu đến gặp còn không khiến Chư Hiền thấy áp lực, vậy thái độ của Phó Thủ tướng Tiền Việt mới là điều Chư Hiền thấy phiền phức. Trước đó Tiền Việt từng hỏi mình về biểu hiện của Triệu Quốc Đống nhưng không chính thức lộ ra mục đích. Lúc ấy Chư Hiền đã mơ hồ cảm nhận được gì đó nhưng y còn không quá tin tưởng. Y nghĩ Tiền Việt có lẽ chỉ hơi hứng thú về biểu hiện của Triệu Quốc Đống mà thôi, có lẽ đột nhiên nghĩ tới nên thuận miệng hỏi. Chẳng qua đến bây giờ mới biết đây là do mình nghĩ mà thôi. Đợt Tết Chư Hiền không phải một lần nghe người đề cập tới Triệu Quốc Đống, đánh giá xấu cũng có không ít, thậm chí còn một số lão lãnh đạo của đảng nói Triệu Quốc Đống gây sóng gió ở Điền Nam. Đương nhiên chưa chắc đã động chạm vào lợi ích thiết thân của mấy lão lãnh đạo này nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống đúng là kích thích một số người. Chư Hiền cũng không đánh giá cao biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Điền Nam. Theo y thấy Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể dùng cách hòa hoãn hơn để xử lý mấy vấn đề này, hoàn toàn có thể giảm đi không ít lời phê bình không cần thiết. Cương nhu kết hợp mới là chân lý. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ càng cần nắm rõ chân lý này. Triệu Quốc Đống còn quá non. Chư Hiền cũng biết Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh về cơ bản có thái độ tán thành biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Chư Hiền không biết trong này có xen lẫn tình cảm cá nhân không, nhưng theo y thấy Qua Tĩnh không phải người dễ bị cảm tính làm mất lý trí. Điều này có nghĩa việc điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam có hai luồng dư luận trái chiều. Bên ngoài đánh giá Triệu Quốc Đống nửa tốt nửa xấu, đương nhiên nửa xấu cho rằng Triệu Quốc Đống còn quá trẻ đã đến vị trí này nên chưa đủ chín chắn, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Mà trong ban cũng có đánh giá khác nhau về Triệu Quốc Đống. Bây giờ lại có thêm thái độ của Tiền Việt đúng là càng làm chuyện phức tạp hơn. Tiền Việt không phải người tùy tiện có thể bỏ qua, thân phận của đối phương quyết định mình phải có câu trả lời thuyết phục. Phó chủ nhiệm Trần,
Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia sẽ đến tuổi vào tháng 3 tới, nhất định sẽ lui. Ý của Tiền Việt là rất rõ ràng, làm phó thủ tướng phụ trách công việc của ủy ban này, Tiền Việt muốn Triệu Quốc Đống tới làm ở đây, cho rằng Triệu Quốc Đống có quan điểm và năng lực rất thích hợp với vị trí này. Mặc dù chỉ là lén trao đổi ý kiến nhưng Tiền Việt đã nói rõ thái độ, Chư Hiền không thể không cân nhắc điểm này. Thật lòng mà nói Chư Hiền cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống là thích hợp với vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Có lẽ Triệu Quốc Đống làm ở cơ sở rất thành công, nhưng đó chỉ là ở công tác kinh tế cụ thể, mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lại khác. Đây là cơ quan quản lý, quy hoạch kinh tế vĩ mô, nó khác với công tác kinh tế cụ thể. Rất nhiều cán bộ làm xuất sắc ở cấp tỉnh nhưng lên bộ mãi không thích ứng được. Mà không ít người được coi là tinh anh ở bộ xuống địa phương cũng mất 1-2 năm không thích ứng được. Nhưng Chư Hiền bây giờ không phải cân nhắc điểm này, y cần phải có câu trả lời với Tiền Việt. Khẽ thở dài một tiếng, Tiền Việt là người như thế nào? Là người có ý chí kiên định, tính cách cứng rắn, nếu muốn thuyết phục đối phương thì không dễ. Chư Hiền có thể khẳng định ý đồ của Tiền Việt sợ là khó có thể thông qua ở ban. Mặc dù là có Qua Tĩnh ủng hộ nhưng Lăng Chính Dược thì sao? Trừ khi mình cũng đồng ý nhưng Chư Hiền lại không muốn đi ngược ý của mình. Nếu Triệu Quốc Đống thật sự là ứng viên thích hợp thì y đương nhiên ủng hộ. Nhưng Chư Hiền cho rằng Triệu Quốc Đống không thích hợp với vị trí này nên đó mới là điều làm khó y. Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh nhưng Lưu Nhược Đồng không đến đón, mà là do một chiếc xe của văn phòng chi nhánh Điền Nam ở Bắc Kinh đến đón. Triệu Quốc Đống không báo cho Lưu Nhược Đồng, hắn về Bắc Kinh sớm một ngày so với kế hoạch. Hắn vốn định về Bắc Kinh trước một ngày khi Lục Nhị kết hôn nhưng Qua Tĩnh gọi hỏi hắn có thời gian thì lên Bắc Kinh một chuyến. Hắn chỉ biết sợ là có chuyện nên về sớm một ngày. Trước khi đi Triệu Quốc Đống cũng xin phép Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương không nói gì nhưng hắn cảm thấy Thái Chánh Dương sợ là có chút tâm sự. Chi nhánh Điền Nam ở Bắc Kinh theo Triệu Quốc Đống thấy không phát huy được tác dụng mấy mà chỉ là trạm tiếp đón, an bài nơi ăn ở, đi lại cho lãnh đạo lên Bắc Kinh. Trưởng ban tổ chức cán bộ tự mình lên Bắc Kinh làm cho đám người ở chi nhánh vừa giật mình vừa mừng rỡ. Bọn họ cũng là nhận được điện của ban tổ chức cán bộ gọi tới khi Triệu Quốc Đống sắp đăng ký lên máy bay, đây là cơ hội quá tốt. Có thể làm trưởng ban Triệu đến chi nhánh ngồi xem đây coi như là lãnh đạo quan tâm coi trọng. Chỉ tiếc Triệu Quốc Đống không cho bọn họ cơ hội này. Mặc dù Triệu Quốc Đống có thái độ tốt nhưng chỉ nói đối phương đưa mình đến câu lạc bộ Mỹ Châu là thôi. Hắn hẹn Lôi Hướng Đông ở đây. Chúc mừng Đông ca. Triệu Quốc Đống có chút bắt tay đối phương. Ngày thứ năm sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, Lôi Hướng Đông đã chính thức nhận chức bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Bổ nhiệm trước hai hội nghị cũng đủ thấy Trung ương đánh giá cao thành tích của Lôi Hướng Đông trên cương vị phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế như thế nào. Biểu hiện của Lôi Hướng Đông ở vị trí phó giám đốc có thể nói là rất xuất sắc, được giới kinh tế đánh giá cực cao. Tôi còn tưởng cậu thật sự không dành được thời gian đến thăm tôi chứ. Lôi Hướng Đông gặp việc vui đương nhiên là tinh thần tỉnh táo, y ăn mặc cũng thêm tự tin hơn trước nhiều. Trước Tết nhiều việc, tôi nghĩ anh cũng bận nên để đợi sang năm mới. Câu lạc bộ Mỹ Châu này cho Triệu Quốc Đống cảm giác có không khí nhẹ nhàng hơn câu lạc bộ Trường An nhiều, không khí hiện đại nhiều hơn. Bây giờ cũng bận, tôi cảm thấy mình luôn thiếu thời gian. Lôi Hướng Đông nói đầy cảm xúc, hôm nay cũng là Triệu Quốc Đống chứ nếu là người khác thì y đã không đến. Có quá nhiều chuyện cần xử lý, chỉ hận mình không biết phép thuật. Sao, làm giám đốc mà chuyện gì anh cũng phải làm sao? Triệu Quốc Đống hơi kinh ngạc hỏi. Không, Trung ương có một ý định, Ngân hàng Phát triển Quốc tế có thể cũng nên đi theo hướng công ty cổ phần, chuyện này coi như đặt trên vai. Lôi Hướng Đông lắc đầu nói. Không có lúc nào dễ dàng cả, từ ngân hàng chính sách chuyển sang ngân hàng thương mại, bây giờ lại còn muốn cân nhắc lên thị trường chứng khoán. Làm như thế nào phụ trách với cổ đông và kết hợp với chính sách của quốc gia đúng là một vấn đề. Tình hình trong nước và quốc tế thay đổi liên tục, Trung ương cũng đã cân nhắc đưa ra vài quy hoạch. Quy hoạch lần thứ 11 có không ít điểm mới để ứng phó với các ảnh hưởng đột nhiên ập tới. Triệu Quốc Đống gật đầu, lối suy nghĩ của Lôi Hướng Đông khá rõ ràng. Ngân hàng Phát triển Quốc tế phải dần bỏ đi thân phận ngân hàng chính sách, chuyển sang ngân hàng thương mại và công ty cổ phần. Đây là cả một quá trình nhưng Lôi Hướng Đông rất nhạy cảm chú ý đến mâu thuẫn có thể xảy ra. Đừng nói chuyện của tôi nữa, chuyện của tôi đã xong, còn cậu. Lôi Hướng Đông đương nhiên cũng ngửi được chút mùi vị, Tiền Việt rất chú trọng đến Lôi Hướng Đông. Lôi Hướng Đông có thể lên làm giám đốc cũng là nhờ Tiền Việt ủng hộ. Anh nghe được gì?
Ngân hàng phát triển quốc tế bây giờ còn không phải ngân hàng thương mại thuần túy, rất nhiều lúc cũng còn cần phải gánh chịu trách nhiệm như ngân hàng chính sách, có quan hệ với cán bộ trong lĩnh vực kinh tế nên Lôi Hướng Đông cũng nghe được chút lời đồn đại. Vấn đề liên quan tới cậu khá phức tạp, biểu hiện của cậu ở Điền Nam tạo không ít tranh luận, ngay cả tôi cũng nghe thấy đôi chút. Có người nói cậu là nghé con không sợ hổ, cũng có người nói cậu là không có gì phải sợ. Lôi Hướng Đông vừa nghĩ vừa nói. Đương nhiên đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, chẳng qua tôi lại cảm thấy Phó Thủ tướng Tiền Việt rất có hứng thú với cách làm và quan điểm của cậu, Phó Thủ tướng Tiền Việt cũng nhắc tới cậu hai lần ở trước mặt tôi, không đơn giản. Quả nhiên là Tiền Việt, Triệu Quốc Đống thầm nói. Quyển 18, chương 12. Ừ, cậu thật ra nhìn chuyện cũng thoáng đó, đánh giá là chuyện của dân chúng và lãnh đạo cấp trên. Những lời này rất có trình độ, còn đưa vị trí của dân chúng lên trước lãnh đạo. Lôi Hướng Đông nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, bưng chén cà phê lên ngửi ngửi. Dân chúng đánh giá là theo cảm tính, đồng thời cũng là toàn diện nhất, tuyệt đối không nên coi nhẹ trí tuệ của dân chúng. Nếu cho rằng việc mình làm có thể giấu hết mọi người là sai lầm, quá sai lầm. Trong mắt dân chúng thì mình dù trốn ở đâu cũng không thể trốn. Triệu Quốc Đống ưỡn lưng, dựa mình vào ghế như muốn vứt hết trói buộc trên người. Lãnh đạo đánh giá có thể theo nhiều phương diện mà cân nhắc nhưng tôi tin khi đánh giá một người, một việc thì cũng cần phải lấy chính bản thân sự việc hoặc là phải lấy dân ý làm cơ sở. Lôi Hướng Đông nở nụ cười nhấp ngụm cà phê, y giơ ngón cái với Triệu Quốc Đống. Cao kiến. Thực ra cũng không phải cao kiến gì cả, vốn là một đạo lý rất dễ hiểu nhưng thường như vậy người ta lại nhìn không thấu, luôn cảm thấy mình rất cao minh, không ai có thủ đoạn bằng mình. Hừ, nhỏ thắng bằng trí, lớn thắng bằng đức. Trong lòng có điều lo lắng thì cuối cùng cũng sẽ bị ngã ngựa. Ồ, sao nghe thấy Đông ca có cảm xúc vậy? Triệu Quốc Đống nghe ra được Lôi Hướng Đông hơi dùng giọng than thở. Ừ, làm việc gì chẳng phải đụng việc này. Việc trong tay tôi cũng thế. Luôn gào thế muốn công ty tư nhân mạnh dạn đi ra, phải thả nước nuôi cá, muốn ủng hộ mạnh về chính sách. Nhưng chính thức áp dụng vào thực tế lại chọn này chọn kia, luôn mang theo cái kính nhìn người. Lôi Hướng Đông từ tốn nói. Tôi vẫn có một quan điểm thịt nát hay còn cả miếng vẫn ở trong nồi. Đừng để ý nó là công ty nhà nước, công ty tư nhân, đó đều là công ty Trung Quốc. Chỉ cần nó có thể đi ra ngoài phát triển lớn mạnh, chỉ cần nó có lợi cho quốc gia, dân chúng, phù hợp nguyên tắc như vậy cần phải mạnh dạn ủng hộ. Triệu Quốc Đống cũng cười cười giơ ngón cái lên với Lôi Hướng Đông. Đông ca, quan điểm này của anh đáng để làm hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều lãnh đạo. Chiến lược đi ra nước ngoài là vậy. Ở trong nước không phải thế sao? Anh quản nó là công ty nhà nước, công ty tư nhân làm gì, chỉ cần nó tuân thủ pháp luật, nộp thuế đầy đủ là được. Nó có thể sáng tạo nguồn thu cho anh, giải quyết công ăn việc làm cho dân chúng, làm thị trường phồn vinh lên, như vậy chính quyền cần phải toàn tâm toàn ý phục vụ nó, giải quyết khó khăn cho nó để sáng tạo hoàn cảnh kinh doanh càng tốt hơn cho nó. Đương nhiên nếu nó vi phạm pháp luật thì cũng cần xử lý theo quy định. Đừng nói cái gì mấy chục mấy trăm điều ủng hộ phát triển. Có thể áp dụng vào thực tế có mấy điều. Nếu anh có thể làm được đối xử công bằng đã là đủ rồi. Lôi Hướng Đông nghiêng đầu nhìn Triệu Quốc Đống, người này luôn làm mình có cảm giác quyết đoán, cứng rắn nhưng Lôi Hướng Đông đúng là không ngờ hắn lại trực tiếp công kích hiệu quả của 36 điều trong quy chế xúc tiến phát triển kinh tế phi công hữu. Quốc Đống, tôi cảm thấy cậu hình như đi lệch đề tài, mùi thuốc súng khá nặng đó. Hắc hắc, đúng là lệch đề tài, mùi thuốc súng thì không thể nói. Chỉ là cảm thấy quốc gia có chính sách xúc tiến phát triển kinh tế phi công hữu là việc tốt nhưng chính quyền địa phương áp dụng vẫn còn chưa đủ mạnh. Nguyên nhân là do cổ hủ, không chịu đổi mới, nhất là khu vực không phát triển càng rõ ràng. Anh đã lạc hậu còn không chịu đổi mới thì sao đuổi kịp khu vực phát triển? Tôi xem cũng thấy sốt ruột. Đối với một số lãnh đạo chúng ta có người đi một bước xem ba bước nhưng đa số là đi bước nào xem bước đó. Triệu Quốc Đống nhún vai đầy bất đắc dĩ. Đừng nói mấy việc đó. Cậu lần này lên Bắc Kinh sợ là sẽ khiến rất nhiều người phải suy nghĩ đó. Lôi Hướng Đông dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, hai tay đặt lên thành ghế. Thích nghĩ như thế nào thì kệ bọn họ, tôi lên Bắc Kinh với vợ chẳng lẽ cũng phải nghĩ người khác cảm nhận như thế nào sao? Sống mệt như vậy thì tốt hơn hết không làm quan nữa. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Thằng này, Lôi Hướng Đông vừa cười vừa lắc đầu. Làm quan cũng phải có điểm của quan chức chứ. Cậu là cán bộ cấp phó bộ rồi mà còn như vậy sao? Đông ca, cả ngày mang mặt nạ còn không đủ mệt sao? Thế giới này quá nhiều mặt âm u.
Tôi thấy chơi gái, nghiện ngập, bạo lực, chửi bới người, đánh bạc, biến thái, thực ra đều là cách giảm áp lực. Anh nói chúng ta có khi nào biến thành một loại người đó không? Triệu Quốc Đống gác chân lên, phun ra một hơi. Phương thức bình thường đúng là khó giải tỏa áp lực lớn đến như vậy. Lôi Hướng Đông trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu đang nghĩ gì thế hả? Người sống trên đời sao có thể không gặp áp lực? Động vật cũng còn có áp lực sinh tồn nữa là. Chủ yếu chính là làm thế nào điều tiết tâm trạng của mình, làm mình không bị vật ngoài ảnh hưởng. Chúng ta có thể dành thời gian nói chuyện với bạn bè, đi du lịch, đọc sách, đó đều là cách giải tỏa lành mạnh. Nhưng anh cũng phải thừa nhận mấy biện pháp này không thể hóa giải áp lực mấy mà. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Hừ, ngụy biện. Trong lòng Lôi Hướng Đông cũng thừa nhận quan điểm của Triệu Quốc Đống, nhưng việc này có quan hệ lớn đến tố chất, đạo đức của một người. Người thiếu tố chất sẽ dễ mất năng lực chống cự, dễ bị ăn mòn, tha hóa. Liếc nhìn hai người phía bàn bên đang nói cười vui vẻ, Chu Hâm không thể tin nổi. Y vô thức đưa tay dụi mắt nhưng lý trí khống chế y không nên làm loại hành vi này. Y chỉ hơi nhíu mày cẩn thận nhìn, đúng thế, hai người kia rất quen, chỉ là hai người bọn họ sao lại ngồi với nhau. Chẳng qua y vừa nghĩ thì Lôi Hướng Đông cũng là cán bộ từ tỉnh An Nguyên đi ra, như vậy sẽ giải thích được. Chẳng qua hai người nhìn rất thân thiết, không giống quan hệ bình thường. Xin lỗi, tôi có việc, các vị đi trước, tôi ngồi lại một chút. Chu Hâm ra hiệu người đoàn mình đi trước, y chỉ giữ lại Chu Đạt. Anh, chuyện gì vậy? Chu Đạt khó hiểu hỏi. Nhìn bên kia xem. Chu Hâm cười nói. Đi mòn giày không thấy, đến khi thấy lại không mất công sức. Nhìn theo ánh mắt của Chu Hâm, Chu Đạt ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ nói. Triệu Quốc Đống, Lôi Hướng Đông, hai người này sao đi cùng nhau? Đâu chỉ là đi cùng nhau, chú nhìn bọn họ nói cười vui vẻ như vậy, anh dám cá quan hệ hai người này không bình thường. Đúng, chú nhớ không, năm ngoái khi hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh bị kẹt, Triệu Quốc Đống nói như thế nào nhỉ? Phải phát động ảnh hưởng từ nhiều mặt, anh nhớ kỹ lúc ấy có một bài viết ký tên Lôi Hướng Đông, yêu cầu cơ cấu tài chính phải phát huy tác dụng lịch sử đối với sự phát triển của công ty tư nhân. Muốn có sự đối xử công bằng giữa công ty tư nhân với công ty nhà nước. Chú còn nhớ không? Chu Hâm hưng phấn nói. Ừ, cũng hơi nhớ, nói vậy hai người bọn họ quen nhau từ lâu. Chu Đạt chấn động. Không nhìn ra được, bảo sao Triệu Quốc Đống lại tự tin đến thế. Hừ, đây chỉ là một góc thôi. Chú hai, một người làm thường vụ tỉnh ủy ở độ tuổi hơn 30, chú nghĩ là dựa vào năng lực là đủ sao? Chu Hâm lắc đầu nói. Người không thể nhìn bề ngoài, Triệu Quốc Đống, Lôi Hướng Đông đều là cổ phiếu đáng đầu tư, mua chuẩn thì chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, chỉ tiếc Triệu Quốc Đống đi quá nhanh, chúng ta chưa chính thức thành lập được quan hệ với hắn. Anh, hắn không phải vẫn ở Điền Nam sao? Chúng ta có hạng mục ở Văn Thành mà, vẫn có cơ hội. Chu Đạt tự tin nói. Em cảm thấy hắn có ấn tượng tốt đối với tập đoàn Hâm Đạt chúng ta. Chúng ta về sau có thể thường xuyên liên lạc với hắn. Đương nhiên, hôm nay cũng là một cơ hội, Lôi Hướng Đông cũng ở đây, có thể làm quen với Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc tế thì cũng có lợi nhiều cho việc tập đoàn chúng ta đi ra nước ngoài. Chu Hâm nhìn hai người kia giống như thợ săn thấy con mồi. Đây là ông trời cho chúng ta cơ hội. Quyển 18, chương 13. Nói chuyện với bạn bè luôn làm người ta thoải mái nên thời gian cũng có cảm giác trôi nhanh hơn. Triệu Quốc Đống đã lâu không nói chuyện thoải mái như vậy. Lôi Hướng Đông vừa là người nghe tốt, cũng có thể đúng dịp nói vài câu, đối tượng như vậy là quá khó được. Triệu Quốc Đống tin Lôi Hướng Đông cũng có cảm nhận như mình. Từ ngân hàng chính sách đến ngân hàng thương mại đang kêu gào muốn đưa vào nhà đầu tư chiến lược, niêm yết lên thị trường chứng khoán, đến ngân hàng thương mại địa phương cải cách, từ ngân hàng trung ương đến cục giám sát ngân sách quốc gia có nên tiến vào cải cách ngân hàng hay không, từ dự trữ ngoại hối không ngừng tăng lên mang đến mạo hiểm đến tỷ giá đồng nhân dân tệ có nên buông ra không. Những đề tài này được hai người Triệu Quốc Đống, Lôi Hướng Đông trao đổi khá sôi nổi. Dừng lại, anh đừng nói mấy kiến thức chuyên nghiệp đó, tôi biết anh giỏi rồi là được chứ gì. Triệu Quốc Đống lấy ngón tay đâm vào lòng bàn ra hiệu dừng lại. Tôi không có nhiều luận cứ chuyên nghiệp như anh, tôi cũng biết ngân hàng chính sách nhất định phải được cổ phần hóa, nhưng đưa vào cái gọi là nhà đầu tư chiến lược có thể khiến tổn thất tài sản quốc gia thì tôi cho rằng cần cẩn thận. Nhất là tôi nghi ngờ các nhà đầu tư kia có mang đến cái gọi là lý luận tiên tiến, nghệ thuật quản lý hiện đại. Ngân hàng nước ngoài không phải nhà từ thiện,
mặc dù bọn họ có thể mang tới vài thứ nhưng chúng ta cũng cần phải trả giá không ít, điểm này tôi cảm thấy rất nhiều người đưa ra quyết sách của chúng ta hơi quá rộng rãi, đó là tài sản thuộc về toàn dân, không phải của cá nhân ai. Thả lỏng tay, đưa ra chính sách là tiền sẽ chảy ra ngoài như nước lũ, nhà đầu tư nước ngoài có thể ngồi hưởng thành quả, vừa ra tay là thu được hàng trăm triệu, vậy có hợp lý không? Bọn họ đã làm gì để được từng đó? Lôi Hướng Đông cũng biết Triệu Quốc Đống là người có ý chí kiên định. Mặc dù y không đồng ý với vài quan điểm của Triệu Quốc Đống nhưng đối phương đưa ra một ít vấn đề đúng là có tính phổ biến nhất định. Quốc Đống, tôi cảm thấy cậu có chút thành kiến ở phương diện này, tôi đề nghị cậu xem mấy bộ sách hoặc là tìm hiểu quan điểm ở nhiều mặt thì hơn. Được rồi, tôi biết anh định bảo tôi đọc quyển sách gì. Tôi có đầu óc, tôi sẽ tự phân tích. Quan điểm của bọn họ tuy không hoàn toàn sai nhưng tôi cảm thấy bọn họ hơi quá. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Xem ra chúng ta không nhất trí ở điểm này, đó cũng là bình thường, không cần tranh thắng thua làm gì phải không? Trung Quốc lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có tôi và anh nhìn ra điểm này? Chúng ta có thể nói ra quan điểm của mình còn đâu xem thái độ của người có quyền quyết định. Lôi Hướng Đông cũng bất đắc dĩ. Hai người đập vào mắt làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra chẳng qua rất hanh có phản ứng. Lôi Hướng Đông cũng cảm thấy gì đó nên quay đầu lại. Hai người đàn ông có vài nét tương tự đang mỉm cười đi tới. Lôi Hướng Đông không nhận ra đối phương nhưng nhìn khí độ là biết đây là khách quen ở câu lạc bộ Mỹ Châu. Mỗi tuần câu lạc bộ này đều có một vài hoạt động, mấy trăm hội viên cũng có một số người thích hoạt động như vậy. Triệu Quốc Đống gặp người quen ở đây cũng là bình thường. Ồ, hai vị chủ tịch sao rảnh rỗi như vậy? Triệu Quốc Đống đứng lên đưa tay ra. Sao có thể so sánh với trưởng ban Triệu, ngày ngày đi ngàn dặm, chúng tôi tự làm tự ăn nên đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. Chu Hâm khá lễ phép cười nói. Giám đốc Lôi, tôi là Chu Hâm, đây là em trai tôi Chu Đạt, chúng tôi ngưỡng mộ anh đã lâu hôm nay coi như may mắn được gặp. Triệu Quốc Đống cố gắng khống chế cơ mặt đừng có biểu hiện kỳ quái. Hai anh em này đúng là thú vị, từ câu nói vừa rồi đã thấy mùi vị rồi. Lôi Hướng Đông hơi giật mình sau đó hiểu ra. Anh em Chu thị tập đoàn Hâm Đạt, hai người này hàng năm đều có trên bảng Forbes, coi như người nổi tiếng ở tỉnh An Nguyên. Hơn nữa hạng mục điện phân nhôm Ninh Lăng tập đoàn Hâm Đạt đã đầu tư hơn 1 tỷ, còn quyết chiến với hai tập đoàn nhà nước lớn là Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng. Hân hạnh, tôi cũng sớm nghe danh hai vị. An Nguyên chúng ta không có mấy người lên bảng Forbes, hai vị cùng lên bảng coi như là sự tự hào của An Nguyên chúng ta. Lôi Hướng Đông đứng lên lễ phép bắt tay đối phương. Tập đoàn Hâm Đạt lập nghiệp từ khai thác mỏ than, sản xuất phân bón, nhưng thông qua hạng mục điện phân nhôm Ninh Lăng đã chuyển mình, tài sản của tập đoàn cũng tăng vọt về chất. Năm ngoái hai anh em Chu Hâm đã tăng nhiều bậc trên bảng, chủ yếu đây là do thành công của hạng mục điện phân nhôm. Bây giờ tập đoàn Hâm Đạt đang tích cực vận động để niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Xấu hổ quá, chúng tôi sao dám nhận lời khen của giám đốc Lôi. Chu Hâm không dám lộ vẻ đắc ý trước mặt Lôi Hướng Đông. Y chân thành nói, đây toàn bộ là dựa vào các vị lãnh đạo và bạn bè ủng hộ nên tập đoàn Hâm Đạt mới có thể có chút cục diện như vậy. Ngày sau tập đoàn Hâm Đạt còn phải dựa vào sự ủng hộ của giám đốc Lôi và trưởng ban Triệu nhiều. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Chủ tịch Chu, chúng ta đều là người An Nguyên, anh nói quá như vậy làm răng tôi chua đến độ sắp rơi ra rồi. Giám đốc Lôi là người An Nguyên chúng ta, nhưng người ta suốt ngày nói chuyện với nước ngoài, bình thường chính là yêu cầu nói tiếng phổ thông. Tập đoàn Hâm Đạt các anh cũng có yêu cầu này chứ. Chúng ta cùng một chỗ thì nói giọng An Nguyên có phải hay hơn không? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Chu Hâm, Chu Đạt cùng nở nụ cười, Lôi Hướng Đông lại trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống sau đó cũng cười. Chu Hâm bình thường nói nghe hơi khác. Hai vị chủ tịch ngồi đi, không mấy khi gặp được như thế này, cũng coi như có duyên. Triệu Quốc Đống phất tay ra hiệu Chu Hâm ngồi xuống. Trưởng ban Triệu, giám đốc Lôi, vừa nãy tôi lên thấy hai vị. Nhìn hai vị đang nói chuyện vui vẻ nên không dám tới quấy rầy. Câu lạc bộ Mỹ Châu không có mấy người An Nguyên chúng ta tới, hôm nay gặp coi như duyên phận. Tối tôi mời hai vị dùng cơm có được không? Chu Hâm cười cười đưa ra lời mời. Lôi Hướng Đông hơi nhíu mày, y không quen ngồi ăn với người lạ. Vị trí giám đốc ngân hàng phát triển quốc tế rất mẫn cảm, ngồi ăn với chủ tịch tập đoàn Hâm Đạt tại câu lạc bộ Mỹ Châu rất dễ làm người ta hiểu lầm. Y không muốn để người khác liên tưởng quá nhiều. Lúc trước Triệu Quốc Đống hẹn gặp ở đây đã làm Lôi Hướng Đông do dự. Y đã tới câu lạc bộ này nhưng đó đều là tham gia mấy hoạt động chính thức, ăn cơm cũng tốt, tiệc rượu xin mời cũng tốt, hoạt động cũng tốt,
đều là do ngân hàng phái tới nên không có gì phải sợ. Y chưa bao giờ tới đây với tư cách cá nhân, không ngờ Triệu Quốc Đống lại hẹn ở đây. Ngồi uống cà phê, ăn cơm với Triệu Quốc Đống tại đây thì không sao, nhưng hai anh em Chu Hâm lại khác. Sao, vừa nãy chúng ta vừa nói gì nhỉ? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Tập đoàn Hâm Đạt coi như là công ty tư nhân nổi tiếng ở An Nguyên, bây giờ đầu tư tương đối lớn ở Văn Thành, Điền Nam, tôi bây giờ coi như phụ trách Văn Thành nên rất hy vọng hai vị chủ tịch tăng cường đầu tư vào đây. Triệu Quốc Đống nói vậy, Lôi Hướng Đông cũng nở nụ cười. Mình đúng là nghĩ nhiều, Ngân hàng Phát triển Quốc tế vốn thường xuyên qua lại với các công ty. Tập đoàn Hâm Đạt là tập đoàn nổi tiếng ở trong nước, mời mình dùng cơm cũng có gì đâu. Quan làm càng lớn, gan càng nhỏ, lời này không sai. Thấy Lôi Hướng Đông đồng ý, hai anh em Chu Hâm rất vui. Hạng mục điện phân nhôm của tập đoàn Hâm Đạt ở Ninh Lăng sau hơn năm nay đã được mở rộng thêm vài hạng mục khác, tương lai rất đáng mong đợi. Tập đoàn Hâm Đạt vì thế cũng chuẩn bị tiến bước dài hơn, nhìn ra nước ngoài, có ý muốn tìm nguồn nguyên liệu ở nước ngoài. Mà nếu muốn đi ra nước ngoài phát triển thì cần có một nhân tố quan trọng là quan hệ cứng, không chỉ là ở giới kinh tế, giới tài chính, thậm chí là trung ương, tập đoàn Hâm Đạt còn rất nhiều công việc cần làm. Ra khỏi câu lạc bộ Mỹ Châu đã là hơn 9 giờ tối, uống rượu không ít, nói chuyện không ít, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình hơi có men say. Nếu là trước đây Triệu Quốc Đống sẽ gọi điện cho Trình Nhược Lâm để cô tới đón mình nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy muốn gọi cuộc điện này là rất khó khăn. Có phải là quan hệ giữa mình và Nhược Đồng đột phá giới hạn nên mình thay đổi tâm trạng? Triệu Quốc Đống cầm điện thoại di động trong tay mà mãi không thể đưa ra quyết định. Quyển 18, chương 14. Sau lần Trình Nhược Lâm cùng La Băng đến Điền Nam đó, Triệu Quốc Đống vẫn chưa gặp các cô, đợt Tết cũng chỉ gọi điện chúc mừng. Bây giờ quan hệ giữa hắn và Nhược Đồng đã khác, hắn không rõ các mối quan hệ kia sẽ tác động như thế nào đến quan hệ giữa mình và Nhược Đồng. Sau mấy ngày ân ái triền miên, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình bình tĩnh hơn không ít, quan hệ với Nhược Đồng cũng tâm đầu ý hợp hơn, chỉ là nó khác với dự định ban đầu của cả hai. Có thể nói câu lâu ngày sinh tình đã phát huy tác dụng với hai người. Đi con đường nào, Triệu Quốc Đống đứng ở trên đường mà khó lựa chọn được. Tháng 2 Bắc Kinh vẫn rất lạnh, đứng ngoài đường thế này không dễ chịu cho mấy. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy mình cần cơn gió lạnh giúp mình trở nên tỉnh táo. Suy nghĩ định mượn rượu gọi điện cho Trình Nhược Lâm đã phai nhạt đi, Triệu Quốc Đống không muốn cắt đứt quan hệ với bất cứ ai nhưng ít nhất bây giờ không phải lúc thích hợp để gặp Trình Nhược Lâm. Lưu Nhược Đồng biết mình tới Bắc Kinh, ngày kia mình tham gia hôn lễ với Lục Nhị. Hôm nay mình mà lại ôm Trình Nhược Lâm ngủ, mai ôm Trình Nhược Lâm ân ái triền miên thì không hay cho lắm. Thở dài một tiếng, đứng nhìn dòng xe qua lại, hắn phát hiện tâm trạng mình lúc này như ánh trăng chiếu xuống dòng nước. Vừa tỉnh lại đã là 9 giờ, Triệu Quốc Đống còn có chút ấn tượng Lưu Nhược Đồng trước khi đi đã đánh thức mình, chẳng qua lúc ấy mình vẫn buồn ngủ nên ừ một tiếng, có lẽ Lưu Nhược Đồng không muốn đánh thức mình nên không nói thêm gì cả. Dậy rửa mặt. Trên bàn ở phòng khách có bánh mì, trứng ốp, cốc sữa, đây là bữa sáng mà Lưu Nhược Đồng chuẩn bị cho hắn. Ngồi trước bàn, Triệu Quốc Đống vừa ăn bánh mì vừa uống sữa. Hắn không phải quá thích ăn sáng bằng đồ Tây, chính xác mà nói hắn thích ăn cháo thịt hoặc là phở hơn, cảm giác cay nồng làm người ta kích thích khẩu vị. Bữa sáng kiểu Tây thi thoảng ăn thì được chứ ăn nhiều, Triệu Quốc Đống không muốn. Hôm nay hắn muốn đi gặp Qua Tĩnh, đây là nguyên nhân chính mà hắn lên Bắc Kinh sớm. Gặp mặt không phải ở ban tổ chức cán bộ, lúc này đến ban tổ chức cán bộ sẽ khó tránh khỏi suy đoán không cần thiết. Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống cũng hy vọng tránh ánh mắt người khác. Qua Tĩnh muốn nói chuyện gì với mình, Triệu Quốc Đống mơ hồ biết. Về hướng đi sắp tới của mình có không ít lời đồn. Từ dáng vẻ của Thái Chánh Dương lúc hắn xin phép cũng đã chứng minh được điểm này. Có thể động không, đi đâu? Triệu Quốc Đống đoán bây giờ hầu hết mọi người đều không rõ. Kể cả người tự nhận có thể nắm giữ vận mệnh người khác. Từ chỗ Lôi Hướng Đông hắn cũng biết biểu hiện năm qua của mình khiến rất nhiều người tranh luận, nửa khen nửa chê, xem như một nhân vật mang tính tranh luận, người như vậy khó đổi nhất, nói cách khác mình đi con đường nào phải xem sự đối thoại và đối đầu ở nhiều phương diện. Việc này đã vượt quá phạm vi mình có thể quan tâm, nó giống như chiếc thuyền trên đại dương mênh mông quyết định mình đi về đâu, vừa có gió biển, vừa có dòng nước chảy, mình là người trên thuyền chỉ có thể làm người đứng nhìn mà thôi. Qua Tĩnh gọi điện nhưng không nói gì nhiều, điều này nói rõ ngay cả Qua Tĩnh cũng không có tin chính xác, đó là điều hiếm thấy. Triệu Quốc Đống biết rõ tác phong của Qua Tĩnh, không dễ lên tiếng, nói nhất định chúng,
Nói cách khác chuyện Qua Tĩnh lên tiếng đó chính là chuyện chắc chắn, nếu như chị ta không muốn hoặc không thể mở miệng thì việc chưa nắm chắc. Chuyện ngay cả Qua Tĩnh cũng không chắc đúng là không nhiều. Vậy Qua Tĩnh muốn mình lên Bắc Kinh làm gì? Trưng cầu ý kiến, hay là hiểu rõ tình huống? Mà nghe giọng điệu của chị ta đây không phải là gặp vì công việc, thậm chí nửa công nửa tư cũng không phải. Một bên ăn sáng, Triệu Quốc Đống cũng cẩn thận cân nhắc, Lưu Thác năm trước đã ám chỉ mình rằng bên trên có tranh luận việc sử dụng mình. Biểu hiện của mình ở Điền Nam đã tạo tranh luận gay gắt. Nhưng đợt Tết Lưu Thác lại nói với mình, Trung ương đang khảo sát mình, cách sử dụng mình còn chưa nói rõ, điều này có thể mình còn có thể tiếp tục làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Đối với điểm này Triệu Quốc Đống cũng đã chuẩn bị tư tưởng và thực tế hắn hy vọng như vậy. 2 đến 3 năm chính là một chu kỳ công tác, làm cho một công việc đạt được hiệu quả chính thức, đây là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng có lợi không ít, tiếp tục làm Triệu Quốc Đống tin mình sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa, nhất là giúp Thái Chánh Dương hoàn thành việc điều chỉnh bộ máy các nơi, cũng có thể bổ sung chỗ thiếu hụt. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình còn phát huy được tác dụng lớn hơn nữa ở Điền Nam. Bây giờ Qua Tĩnh lại bảo mình lên Bắc Kinh, nó khiến cho tâm trạng Triệu Quốc Đống không bình tĩnh được. Hắn không xác định Qua Tĩnh sẽ nói gì với mình, là điều vui mừng hay là tin buồn. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười một tiếng, mình nghĩ quá nhiều rồi, bình thường việc người khác mình luôn bình tĩnh, đến lượt mình thì có khác gì biểu hiện của người khác. Qua Tĩnh mặc bộ đồ công sở làm cho chị ta thêm vài phần ưu nhã. Một hình con bướm bằng thủy tinh đeo trên ngực vừa nhìn là biết đồ trang sức. Tóc ngắn hơi bồng bềnh được chải vuốt cẩn thận khiến chị ta trông trẻ hơn và 3 tuổi. Qua Tĩnh 2 năm nay càng lúc càng chú ý ăn mặc. Lúc ở tỉnh An Nguyên mặc dù cũng chú trọng ăn mặc nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Qua Tĩnh không quá chú ý vấn đề phối hợp và thương hiệu. Nhưng sau khi làm phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Qua Tĩnh bắt đầu chú ý thẩm mỹ của mình vì hay lên truyền hình, đứng trước giới truyền thông. Đương nhiên đến vị của chị ta thì sẽ có nhân viên chủ động tăng thêm kiến thức thẩm mỹ cho chị ta. Dù sao có không ít người muốn tạo quan hệ với phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương kiêm tổng cục trưởng tổng cục điện ảnh. Qua Tĩnh chú ý thấy ánh mắt Triệu Quốc Đống nhìn mình khác trước, chị ta thân thiết cười nói. Sao vậy Quốc Đống, mới bao lâu không gặp mà không nhận ra Qua tỷ này ư? Không, không Qua tỷ, chị hôm nay ăn mặc làm người ta thấy mới lạ, không nói trẻ hơn chục tuổi, nhưng nhìn thoáng qua cũng trẻ hơn 3 năm tuổi. Triệu Quốc Đống cũng thuận miệng đổi sang gọi Qua Tĩnh thành Qua tỷ. Cách gọi này rất tự nhiên kéo gần khoảng cách hai bên. Dần dần biến hóa rất nhỏ như vậy có thể làm quan hệ giữa hai bên mật thiết hơn. Quốc Đống, cậu giỏi nói như vậy không biết bao cô gái bị cậu làm điên đảo thần hồn. Qua Tĩnh cười rất tươi làm Triệu Quốc Đống yên tâm đôi chút. Qua Tĩnh mặc dù là người hỉ nộ không hiện ra mặt nhưng cười vui vẻ như vậy thì cũng có nghĩa tâm trạng không quá kém. Mà chị ta gọi mình tới đây nếu như là chuyện không hay mà còn có biểu hiện như vậy thì đúng là... Qua tỷ, tôi là người thành thật mà. Triệu Quốc Đống nghiêm mặt nói. Cậu là người thành thật ư? Qua Tĩnh vẫn cười chẳng qua vẻ tươi cười đã thu lại nhiều. Quốc Đống, cậu biết tại sao tôi gọi cậu lên Bắc Kinh không? Mơ hồ biết một chút, có phải là biểu hiện của tôi ở Điền Nam khiến không ít người tranh luận, có người muốn điều chỉnh tôi? Triệu Quốc Đống không giấu mà hỏi thẳng. Quyển 18, chương 15. Đối với lời giải thích thẳng thắn của Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh hiểu tại sao hắn lại vậy. Không hoàn toàn là vậy. Qua Tĩnh suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Ồ, sao lại nói như vậy? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nhướng mày, lời này quá hàm hồ không phù hợp phong cách của Qua Tĩnh. Biểu hiện của cậu ở Điền Nam đúng là khiến nhiều người tranh luận, trong đó kể cả một ít lãnh đạo Trung ương và lão đồng chí, cũng có người muốn điều chỉnh cậu nhưng việc này việc kia liên lạc không nhiều, hoặc là nói không ảnh hưởng về căn bản. Qua Tĩnh giải thích hơi cố sức. Nhưng đến bây giờ hình như lại có liên hệ. Bị Qua Tĩnh nói vậy, Triệu Quốc Đống cũng hồ đồ. Hắn mở to mắt chờ nghe Qua Tĩnh giải thích thêm. Đơn giản mà nói trước đó các loại đánh giá này không ảnh hưởng mấy tới cậu. Muốn điều chỉnh công việc của cậu cũng là xuất phát từ nguyên nhân khác, công việc cần là nhân tố chủ yếu nhưng vẫn chưa có cách nói rõ ràng. Đợt Tết này việc tranh luận về cậu có vẻ ấm lên, kết quả cuối cùng là như thế nào thì tôi đến bây giờ vẫn chưa nắm chắc. Qua Tĩnh trả lời khá thẳng. Từ lời của Qua Tĩnh, Triệu Quốc Đống mới ý thức được việc tranh luận về mình căng như vậy, thế mới khiến ngay cả Qua Tĩnh cũng không nắm chắc. Vậy Qua Tĩnh gọi mình tới làm gì? Không bằng bảo mình tiếp tục làm tốt công việc hiện có. Nhìn ra điểm nghi hoặc của Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh nói thêm.
Về biểu hiện của cậu, quan điểm của tôi và trưởng ban Chư, trưởng ban Lăng không nhất trí. Mặc dù là vậy nhưng chính thức ảnh hưởng đến việc điều chỉnh cậu lại đến từ bên ngoài ban tổ chức cán bộ trung ương. Ứng Đông Lưu rất hy vọng cậu có thể về Ando, có lẽ là muốn cậu làm bí thư thị ủy Ando, Tôn Liên Bình sau hai hội nghị sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên, cơ hội này nhìn qua rất được, mà Ứng Đông Lưu cũng muốn cậu gánh vác trách nhiệm. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Về Ando làm bí thư thị ủy đương nhiên là việc tốt, đây cũng là điều Triệu Quốc Đống hy vọng nhưng thoạt nhìn ý nghĩa mê người này gặp nhiều khó khăn. Hắn tin Ứng Đông Lưu cũng thấy rõ, một là vấn đề thời gian mình đi khỏi An Nguyên, hai là tâm lý các thường vụ tỉnh ủy hiện có của An Nguyên, vấn đề này không phải việc đùa, không giải quyết được sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết thậm chí hoạt động của cả bộ máy tỉnh ủy. Tin rằng Trung ương nhất định cân nhắc kỹ việc này. Nghĩ lại cũng đúng, hai năm trước Triệu Quốc Đống còn là bí thư thị ủy bí thư, một năm trước miễn cưỡng làm thường vụ tỉnh ủy, mặc dù vậy cũng tạo ra không ít tranh luận. Nếu như năm nay lại thành phó bí thư tỉnh ủy, từ góc độ đảng mà nói chỉ thấp bí thư Ứng, bí thư Miêu, chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên còn đâu trên toàn bộ các thường vụ khác như Nhâm Vi Phong cùng Hàn Độ. Việc này sao có thể không làm mọi người ý kiến? Vì thế ý này của Ứng Đông Lưu chỉ là lý tưởng hóa. Qua tính cũng có chút nuối tiếc, nếu Triệu Quốc Đống có thể ở lại Điền Nam thêm 1-2 năm thì tốt hơn nhiều. Bộ máy An Nguyên năm nay có thể có điều chỉnh một chút. Mặc dù chưa rõ nhưng theo qua tính đoán thì một trong hai người Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên sẽ có một người đi. Mà khả năng Nhâm Vi Phong đi cũng rất lớn. Thường vụ sau một lần đổi máu sẽ tốt hơn nhiều. Mà lý lịch của Triệu Quốc Đống cũng tăng lên, có 2-3 năm làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì lên làm phó bí thư tỉnh ủy cũng không phải bước quá nhanh. Qua tỷ, thật lòng mà nói tôi rất muốn đến làm bí thư thị ủy Ando, bí thư Ứng coi trọng tôi như vậy, tôi rất hổ thẹn. Tôi hắn vọng Ando dưới cố gắng của mình mà đạt được vinh quang vốn có của nó. Nhưng có thể chị cũng đã nghĩ tôi bây giờ về đảm nhiệm chức vụ này sợ rằng không quá thích hợp, có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Hơn nữa tôi thấy quan Kinh Sơn làm rất xuất sắc, ở điểm này Trung ương cũng sẽ có cân nhắc. Qua tính thầm khen, làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là khác. Dù chỉ mới một năm nhưng cũng có thể đứng ở góc độ càng cao mà nhìn nhận vấn đề. Mà hiện nay ban cũng có khuynh hướng chọn ai làm bí thư thị ủy Ando, vấn đề này ban cũng vừa trao đổi với Ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu cũng cơ bản tán thành ý kiến của ban. Ừ, Quốc Đống, cậu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Bây giờ đúng là không phải lúc tốt nhất quay về An Nguyên. Cậu còn trẻ nên còn nhiều cơ hội. Qua tính cười nói. Qua tỷ, lời này sao nghe là lạ, hình như là an ủi cho thất bại vậy. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Yên tâm, tôi rất thỏa mãn với vị trí bây giờ, hơn nữa tôi tin mình có thể làm càng xuất sắc hơn ở vị trí này. Nếu chỉ là vì giải thích vấn đề này mà gọi mình vào Bắc Kinh thì là việc bé xé ra to. Đây là điểm Triệu Quốc Đống nghi hoặc, Qua Tĩnh nhất định còn điều khác cần nói. Quốc Đống, tôi cũng không ra ra ớt gì cậu, Trung ương còn có thể có một vài cân nhắc khác với cậu nhưng bây giờ tôi còn chưa thể nói là an bài, chỉ có thể nói là cân nhắc. Bởi vì dù sao chưa có ý kiến chính thức, thậm chí ngay cả ban cũng chưa thống nhất. Ngoài ra lãnh đạo Trung ương cũng có cái nhìn chưa hoàn chỉnh việc sử dụng cậu, còn đang tiến hành trao đổi. Cho nên tôi chỉ có thể nói trong thời gian này cậu cứ yên tâm công tác, làm tốt công việc. Ừ, không được gây náo động. Qua Tĩnh rất bình tĩnh nói. Mình gây náo động ư? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực nhưng hắn lại không tiện phản bác. Mặc dù sớm có cảm giác với vấn đề này nhưng nghe Qua Tĩnh nói ra vẫn làm Triệu Quốc Đống thấy lúc nóng lúc lạnh, đây là biểu hiện khi hắn hưng phấn đến cực điểm. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Đây không phải bộ bình thường, đừng nói là phó chủ nhiệm. Dù làm một phó cục trưởng cũng là nhân vật đi ngang, đương nhiên chỉ là ở bên dưới, trong mắt lãnh đạo đảng, chính phủ thì bọn họ thậm chí không có vị trí. Ngành này lắm quá nhiều tài nguyên quyền lực, nó gần như nắm giữ toàn bộ huyết mạch nền kinh tế quốc dân Trung Quốc, tất cả mạch máu, dây thần kinh đều tập trung vào đây sau đó thông qua kinh mạch truyền ra ngoài. Mỗi hành vi của nó đều ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia. Suy nghĩ một chút nếu mình có thể tham gia vào tiến trình quy hoạch kinh tế quốc dân. Cảm giác đó thật khác lạ. Các hạng mục như sân bay Đông Trại, điện phân Nhôm Vân Lĩnh, cao tốc Côn Văn, có cái nào không phải thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia? Được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì coi như nắm được giấy thông hành. Mà bây giờ mình có thể thành người lãnh đạo ở đây, đương nhiên Triệu Quốc Đống tự nhận mình không phải người tham luyến quyền lợi, nhưng nếu có thể vận dụng tốt quyền lực để tạo ra hiệu quả thì cảm giác này hơn hẳn so với khả năng một bí thư thị ủy làm được. Qua Tĩnh cũng chú ý đến vẻ mặt của Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống là người luôn giữ được cảm xúc, qua tính biết tin này đã loáng thoáng truyền đến tai hắn, nhưng mình nói lại khác. Quốc Đống, cậu nghĩ sao về khả năng này? Qua Tĩnh nói. Qua tỷ, tôi không muốn che giấu, cũng không muốn nói trái lòng mình, rất kích động, rất chờ mong. Chị cũng biết ngành này có thể giúp tôi được lợi nhiều hơn, là một bước giúp tôi trưởng thành mà không ngành nào có thể cung cấp. Mắt Triệu Quốc Đống sáng rực lên, mặt cũng hơi đỏ. Nếu tôi có thể làm công việc này thì đó sẽ là vinh hạnh suốt đời của tôi. Qua Tĩnh gật đầu, dù là ai nghe được tin này cũng lộ ra khát vọng và tình cảm đó. Đối với người giỏi làm công tác kinh tế như Qua Tĩnh, phần kinh nghiệm công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có lẽ chính là bậc thang quan trọng nhất để hắn tiến lên trên. Triệu Quốc Đống cũng đã nói rõ điểm này. Hắn không phải tham quyền lợi ở đó mà muốn mình trưởng thành từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nếu nói Triệu Quốc Đống thật sự là một con cá chép, như vậy Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chính là long môn để hắn hóa rồng. Quốc Đống, tôi cũng cho rằng như vậy. Cậu nếu có thể đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển công tác, tôi nghĩ cậu được lợi rất nhiều. Nhưng tôi không thể không nói với cậu bây giờ mới chỉ là một khả năng. Có lẽ cậu còn cần tiếp tục công tác ở Điền Nam. Tôi bây giờ không thể xác định điều gì cả nhưng tôi sẽ cố hết sức giúp cậu. Qua Tĩnh nói rất kiên định mà bình tĩnh, Triệu Quốc Đống phục nhất chính là ý chí này của Qua Tĩnh. Đây là nguyên nhân lớn nhất mà Qua Tĩnh có thể thành công như vậy. Qua tỷ, tôi chỉ nói mình sẽ làm theo yêu cầu của chị. Triệu Quốc Đống chân thành nói. Được, tôi chính là hy vọng cậu giữ được thái độ này, tâm lý này. Qua Tĩnh nở nụ cười. Quyển 18, chương 16. Đẩy đề tài kia coi như mở được khúc mắc, cuộc nói chuyện giữa Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ Qua Tĩnh lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương nên càng tự tin hơn, có lẽ do Triệu Quốc Đống bỏ được việc nghĩ tới bước sau đây của mình làm gì nên hai người nói chuyện như bạn bè. Không khí nói chuyện thoải mái này làm Qua Tĩnh rất thích. Triệu Quốc Đống đã làm thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam mặc dù không quá lâu nên nhưng cũng làm hắn bất việc hay gây các chấn động. Thay vào đó là sự cứng rắn, sắc bén giấu sau lưng ôn hòa, lúc cần càng mềm, lúc cứng càng cứng. Bảo sao hắn ở Điền Nam một năm tạo nhiều tranh luận như vậy. Triệu Quốc Đống mời Qua Tĩnh ở lại cùng ăn trưa, Qua Tĩnh rất vui vẻ nhận lời. Qua Tĩnh là nữ lãnh đạo có phong phạm nhất mà Triệu Quốc Đống từng gặp. Hắn tiếp xúc không ít nữ lãnh đạo, như Cam Bình, Hoàng Mộng Chân. Cam Bình hào phóng, xuất thân là cán bộ không thuộc đảng nên có khí thế hào hiệp mà cán bộ trong đảng không có. Mà Hoàng Mộng Chân lại như người cân quắc anh thư, mỗi lần hội nghị thường vụ diễn ra đều đưa ra những câu nói đầy sắc bén. Mà Qua Tĩnh lại khác, ngoài mặt khiêm tốn nhưng phía sau lại cứng rắn, luôn kiên định với việc mình tán thành. Thành công cho đến bây giờ không có sự ngẫu nhiên, những lời này đã được vô số người nói, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy nó rất chính xác với Qua Tĩnh. Nghe nói Qua Tĩnh muốn tham gia hôn lễ của nhân viên ngày xưa, Qua Tĩnh không khỏi thở dài một tiếng. Phẩm chất quyết định thành bại, tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống một lời khó nói hết, lúc rất sắc bén, lúc lại như một chiếc kim giấu trong đệm, nhưng có một điều có thể khẳng định chính là theo tuổi tăng lên nhân cách của Triệu Quốc Đống càng đột xuất. Hắn từ xa lên Bắc Kinh tham gia hôn lễ của nhân viên trước đây, hành vi này đủ để cho một nhân viên cả đời khó quên. Triệu Quốc Đống vốn định 12 giờ mới đến nhưng lo tắc đường, đồng thời Lưu Nhược Đồng cũng nhắc bên nhà gái cần đi sớm một chút. Lệnh Hồ Triều cũng tới. Y đến từ hôm trước, Sở Lỵ cũng đi cùng hắn đến Bắc Kinh. Do bay chuyến bay muộn nên tới Bắc Kinh đã là hơn 10 giờ tối, Lệnh Hồ Triều gọi điện báo cho Triệu Quốc Đống mình đã tới, hẹn hôm sau trực tiếp đến khách sạn Côn Lôn. Triệu Quốc Đống đến thì xe đón dâu chưa về, hai vợ chồng Lệnh Hồ Triều chắc đã đến trước. Lưu Nhược Đồng lái chiếc xe rất bình thường của cô, xe mặc dù mua đã vài năm nhưng ít đi, hay được bảo dưỡng cho nên không nhìn ra xe này đã chạy được 7 năm. Chỉ là loại xe của cô khá cũ, so sánh với các loại xe Mercedes, Bentley Lincoln ở bãi đỗ xe thì kém hơn nhiều. Lưu Nhược Đồng xuống xe còn cười hỏi có ảnh hưởng đến thể diện của Triệu Quốc Đống không, làm Triệu Quốc Đống mất giá không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, hắn đã qua cái tuổi theo đuổi vật chất, ô tô chỉ là phương tiện giao thông mà thôi, hắn không quá chú ý đến đi xe gì. Khách sạn Côn Lôn là khách sạn 5 sao lâu đời của Bắc Kinh, sau vài lần tu sửa nên điều kiện rất được. Hơn nữa vị trí nằm ở trung tâm thành phố, giao thông rất thuận tiện. Thời gian trước Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh là thích tới khách sạn này. Có thể chọn khách sạn này tổ chức lễ cưới đủ chứng minh nhà chồng Lục Nhị không đơn giản. Nhà Lục Nhị thì Triệu Quốc Đống biết rõ,
Bố mẹ làm giáo viên ở huyện Phong Đình, Lục Nhị đi đến bây giờ có thể nói là điều nhà cô chưa từng tưởng tượng được. Ngoài Triệu Quốc Đống giúp ra, chủ yếu là dựa vào cố gắng của cô và sự tán thành của lãnh đạo. Nếu không Cam Bình cũng không đưa Lục Nhị từ tỉnh An Nguyên đến Bộ Văn Hóa. Lệnh Hồ Triều đứng ở cửa liếc cái nhận ra vợ chồng Triệu Quốc Đống từ xe xuống nên đi tới đón. Lục Nhị không có nhiều quan hệ ở bên Ninh Lăng, mấy năm ở tỉnh rồi lên Bắc Kinh. Vợ chồng Lệnh Hồ Triều nói giọng An Nguyên nên người phụ trách tiếp đón bạn bè người thân hai nhà cơ bản không nhận ra y. Mà Lệnh Hồ Triều muốn đợi Triệu Quốc Đống nên hai vợ chồng đứng ở cửa khách sạn cũng có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến mình tốt xấu cũng là phó chủ tịch huyện, lại được bí thư quận ủy Quế Toàn Hữu tin tưởng, Lệnh Hồ Triều rất đắc ý. Mặc dù Lục Nhị bây giờ cũng là thư ký cấp trưởng phòng, thậm chí rất nhanh lên cấp phó huyện, lại là ở Bắc Kinh nhưng Lục Nhị không hề hâm mộ đối phương. Trời cao hoàng đế xa, dưới chân vua nên một cán bộ cấp phó huyện không đáng gì cả. Nhưng đặt ở huyện, nhất là phó chủ tịch huyện, thường vụ huyện ủy có quyền lực như y thì lại khác. Hôm nay đứng đây không ai để ý, thậm chí không thấy ai là người quen làm Lệnh Hồ Triều không được tự nhiên. Trưởng ban Triệu, ngài tới. Triệu Quốc Đống nhìn vợ chồng Lệnh Hồ Triều từ trên xuống dưới sau đó gật đầu nói. Được, xe ra thời tiết Quy Ninh rất hợp người. Sở Lỵ quen với công việc ở Hoài Khánh chưa? Trưởng ban Triệu, tôi bây giờ ở Hoài Khánh đã vài năm, còn có gì là quen hay không? Lấy ai theo đó, hai năm nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh đã vứt Hoài Khánh ở phía sau, tôi mỗi lần về đều cảm thấy Ninh Lăng thay đổi rất lớn. Đây đều là do trưởng ban Triệu tạo trụ cột cho Ninh Lăng. Sở Lỵ rất biết nói, miệng cũng ngọt, thoáng cái đã trở nên thân mật được với Lưu Nhược Đồng, Triệu Quốc Đống thấy vậy cũng thầm khen. Sở Lỵ này không đơn giản, có vài phương diện còn có, năng lực hơn Lệnh Hồ Triều. Một bên rất tự nhiên chụp mũ cho mình, một bên đã lấy lòng được Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống cười lớn có vẻ không coi ai ra gì làm không ít người đang chờ ở sảnh nhìn tới. Hơn nữa Triệu Quốc Đống và Sở Lỵ nói chuyện với giọng An Nguyên nên có mấy người lộ vẻ khinh thường. Trưởng ban Triệu, Sở Lỵ nói là sự thật, mấy năm nay Ninh Lăng phát triển nhanh hơn Hoài Khánh nhiều, hơn nữa kết cấu sản nghiệp cũng trội hơn Hoài Khánh. Năm ngoái Hoài Khánh mặc dù thành côn vượt qua Vĩnh Lương để đứng thứ ba toàn tỉnh nhưng khoảng cách so với Ninh Lăng đứng thứ hai càng lúc càng lớn. Điểm này ngay cả phó bí thư thị ủy Đàm và thị trưởng phó đều phải thừa nhận. Bí thư Toàn Hữu cũng thường xuyên nói Hoài Khánh muốn vượt qua thì không thể không tìm kiếm đột phá mới. Thị xã cũng đang không ngừng nghiên cứu thảo luận làm như thế nào để Hoài Khánh bay lên lần thứ hai. Ninh Lăng mang đến áp lực rất lớn cho toàn tỉnh, chẳng qua có lẽ An Đô cảm thấy áp lực lớn nhất. Lệnh Hồ Triều đã không là thư ký cẩn thận trước đây, mấy năm làm phó chủ tịch huyện khiến y đã trưởng thành hơn nhiều. Mặc dù trước mặt Triệu Quốc Đống vẫn khiêm tốn, cung kính nhưng vẫn nói được ý kiến của mình. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của Ninh Lăng đạt 63,8%, GDP đột phá 165 tỷ, mặc dù giảm không ít so với năm trước nhưng đây là dựa trên trụ cột 100 tỷ nên vẫn làm người ta sợ hãi. Có thể nói đến bây giờ Ninh Lăng mới chính thức có thực lực đuổi theo An Đô. Mặc dù hai nơi vẫn còn chênh lệch hơn 70 tỷ nhưng Ninh Lăng vẫn ắt có hy vọng vượt qua. Ninh Lăng hai năm qua phát triển khá nhanh, chẳng qua các nơi khác ở An Nguyên cũng không chậm. Đường Giang năm ngoái không chậm hơn Ninh Lăng bao nhiêu mà. Vinh Sơn cùng Thông Thành cũng có một ít khởi sắc, tôi cảm thấy An Nguyên năm ngoái có điểm giống như trăm hoa đua nở, tốt hơn nhiều so với trước đây một mình Ninh Lăng nở hoa. Bí thư Đông Lưu cùng Chủ tịch Hạo Nhiên không ngừng hô hào toàn tỉnh cùng phát triển, hiệu quả cũng dần thể hiện ra. Tôi tin kinh tế An Nguyên năm nay còn có thể tốt hơn nữa. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa nhìn quanh một vòng. Cửa chính đã rất đông khách, mỗi người đều nói chuyện với người quen của mình nhưng có thể thấy hầu hết là họ hàng, bạn bè bên nhà trai, xem ra nhà trai cũng có bối cảnh. Từ cách ăn mặc, ăn nói của khách tới cũng có thể nhìn ra đại khái. Có mấy cô gái xem ra là người quen của Lục Nhị ở Bắc Kinh, còn có một chút có lẽ là đồng nghiệp ở Bộ Văn Hóa với Lục Nhị. Triệu Quốc Đống không nhận ra ai. Cũng không biết Cam Bình đã tới chưa, theo lý thuyết lúc ấy cũng nên đến. Quyển 18, chương 17. Từ biểu hiện của khách đến Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra vài điều. Khách bên nhà trai đông hơn nhà gái nhiều, hơn nữa cũng nhìn ra có không ít người khá thành công. Mặc dù không thể nói điều này đại biểu cho tương lai đôi vợ chồng trẻ ai mạnh ai yếu nhưng cũng không thể không nói đây là một nhân tố ngầm trong đó. Chỉ từ điểm này có thể mơ hồ nhìn thấy gia đình hai bên cùng với trình độ xã hội. Đương nhiên số lượng cũng chưa chắc đại biểu tất cả, chất lượng còn quan trọng hơn. Triệu Quốc Đống và Lệnh Hồ Triều cũng khiến một số người chú ý.
Mặc dù hai người nói chuyện bằng tiếng An Nguyên, khác với những người xung quanh lấy giọng Bắc Kinh nói chuyện nhưng khí độ hai người thể hiện là không bình thường. Nhất là Triệu Quốc Đống giống như không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Mà Lưu Nhược Đồng đứng bên không nói chuyện mấy cũng rất điềm đạm, tự nhiên, áo khoác ngoài rất tùy ý bay trong gió, chiếc áo len cao cổ cùng chiếc dây chuyền tôn lên nét đẹp của người phụ nữ, chiếc váy dài đến đùi màu trắng sữa được chiếc thắt lưng màu nâu buộc lại. Cô duyên dáng đứng đó khiến mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp ở bên không thể so sánh. Người có ánh mắt luôn từ biểu hiện của người phụ nữ là biết người đàn ông của cô ta không phải là người bình thường. Mặc dù Triệu Quốc Đống ăn mặc rất đơn giản, thậm chí không nhìn ra hắn có gì xuất sắc nhưng anh có thể cảm thấy hắn đứng bên cạnh Lưu Nhược Đồng mà không hề kém cạnh. Dương Khắc, chồng Lục Nhị tốt nghiệp Đại học Nam Khai, bây giờ công tác ở Tập đoàn Trung Liên. Tập đoàn Trung Liên có tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Khí Thiên Nhiên, Dầu mỏ Liên hợp Trung Quốc, đây là tập đoàn năng lượng khổng lồ trực thuộc Bộ Năng lượng. Nhà Dương Khắc nghe nói cũng có chút thế lực, có thể vào Tập đoàn Trung Liên làm việc đương nhiên là có cửa. Triệu Quốc Đống cũng không hỏi Lục Nhị về tình hình gia đình Dương Khắc, Lục Nhị không giới thiệu. Có lẽ cô cảm thấy trước mặt Triệu Quốc Đống mà nói chuyện gia đình chồng mình có khi càng thấy xấu hổ. Nghe nói cô dâu không phải người Bắc Kinh chúng ta, là người tỉnh ngoài. Ừ, không biết sao Dương Khắc có điều kiện tốt như vậy mà lấy vợ ngoại tỉnh. Ai biết được, chẳng qua nghe nói cô gái kia khá đẹp, cũng có năng lực, có lẽ đây là nguyên nhân mà Dương Khắc thích cô ta. Điều kiện gia đình cô gái thế nào? Cái này tôi không rõ lắm, Trương Di, cô biết không? Ôi, còn có thể thế nào nữa? Nghe nói là giáo viên ở nông thôn, trước đây có lẽ chưa từng lên Bắc Kinh bao giờ. Ồ, vậy cô gái này lấy được Dương Khắc đúng là chuột xa chính gạo, không biết kiếp trước tu thế nào mà lại may mắn thế. Đúng là quái lạ, tôi giới thiệu hai ba cô gái cho Dương Khắc mà cậu ta không ưng ai cả. Có một là họ hàng với lão Chu trong công ty chúng ta, dung mạo đẹp. Bố còn làm một phó giám đốc tập đoàn quốc tế Hán Đường. Đáng tiếc Dương Khắc chỉ gặp mặt một lần rồi không tiếp xúc nữa. Mấy đôi vợ chồng ở bên nhỏ giọng nói chuyện, giọng nói mặc dù không quá khắc nghiệt nhưng khá coi thường hoàn cảnh gia đình Lục Nhị, hơn nữa có một số người phụ nữ lúc nói chuyện còn nhìn về phái Triệu Quốc Đống và lệnh Hồ Triều. Bọn họ cảm thấy mấy người Triệu Quốc Đống là khách bên nhà gái. Ngoài cửa hơi sao động, một đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi đi tới, mặc khá quy cách. Mặt mày tươi cười, tay cầm bao thuốc Trung Hoa đã mở, một bên nói chuyện với mấy cặp vợ chồng, một bên mời thuốc. Triệu Quốc Đống đoán đây chắc là bố mẹ Dương Khắc, chỉ tiếc không ai giới thiệu với hắn, hắn cũng không tiện chủ động lên chào hỏi. Nhìn bộ dạng có thể thấy bố mẹ Dương Khắc là cán bộ không lớn không nhỏ ở cơ quan. Từ vẻ mặt người xung quanh đều nở nụ cười chào đón, vẻ mặt này Triệu Quốc Đống rất hay thấy đó là nhìn thấy lãnh đạo cấp trên mới có vẻ mặt đó. Bố mẹ Dương Khắc cũng chú ý tới bốn người Triệu Quốc Đống, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy nên đoán là khách nhà gái. Nhưng mấy người này tuy có khí độ không bình thường nhưng bọn họ hỏi khách xung quanh đều nói không nhận ra, điều này làm vợ chồng bố mẹ Dương Khắc không dám xác định. Đối phương cuối cùng đã đi tới trước mặt, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt như lãnh đạo, Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên chào đối phương như thế nào. Gọi cô chú, cách gọi này đã lâu hắn không dùng đến, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng thấy mới lạ. Gọi chức phụ nhưng mình không nhận ra đối phương, không biết chức phụ của họ là gì, không thể hàm hồ gọi giám đốc Dương, chẳng may người ta không phải giám đốc thì có phải thành trò cười không? Dương Thủ Tuấn nhìn mấy người này từ trên xuống dưới, phụ nữ khá quyến rũ nhất là người phụ nữ cao gầy hơn 30 tuổi kia. Với ánh mắt của y cũng nhận ra thân phận của mấy người này không bình thường, có lẽ là lãnh đạo của Lục Nhị lúc làm việc tại An Nguyên. Tuy nói những người này đến Bắc Kinh không tính là gì nhưng dù sao cũng vì hôn lễ của con mình tới, mình phải đến chào. Mấy vị đến tham gia hôn lễ của con tôi và Lục Nhị. Tôi là Dương Thủ Tuấn, bố của Dương Khắc, đây là mẹ cháu, không biết. Dương Thủ Tuấn nho nhã hỏi. Triệu Quốc Đông Á khẩu, đối phương khá khách khí nhưng mình vẫn không biết gọi như thế nào, xem ra chỉ có thể hàm hồ gọi tiếng chú theo Lục Nhị. Triệu Quốc Đông há mồm cảm thấy giọng mình như bị ép phải nói nên khá cứng. Chào cô chú, bọn cháu đều là đồng nghiệp trước đây của Lục Nhị. Hôm nay rất vui vì có thể đến tham gia hôn lễ của Lục Nhị. Không khí náo nhiệt thế này thật sự làm bọn cháu vui mừng cho vợ chồng Lục Nhị. Dương Thủ Tuấn nở nụ cười tự hào. Nói đùa à, khách sạn Côn Lôn này đâu phải ai cũng có thể bày tiệc cưới, cái này phải có quan hệ và thực lực kinh tế đảm bảo. Tốt xấu mình cũng là lãnh đạo cấp phòng thuộc tập đoàn Quốc Điệt, Dương Thủ Tuấn vẫn rất tự hào về thân phận của mình nhất là với người nhà gái.
Không đợi Dương Thủ Tuấn trả lời, ngoài cửa đã có một chiếc xe màu đen chạy tới, xe thoáng dừng lại, một đôi vợ chồng đi xuống. Thủ Tuấn, nhanh, giám đốc Chu tới. Người vợ mắt rất sáng, liếc cái nhận ra khách nên kéo chồng. Mau một chút, đừng thất lễ. Dương Thủ Tuấn cũng nhìn ra khách tới là lãnh đạo của mình, lãnh đạo đang nhìn quanh tìm mình. Y không kịp nghĩ nhiều mà đi theo vợ. Lệnh Hồ Triều có chút bực mình nhìn đối phương. Trưởng ban Triệu, người này sao vậy chứ? Khách quý tới là bỏ mặc chúng ta, không nói câu gì đã đi, có phải thất lễ không? Không phải thất lễ mà là quá hám lợi. Em thấy Lục Nhị sau này vào nhà này sẽ khổ. Sở Lị lên tiếng. Vợ chồng hai người đừng có mà quan tâm cho người khác. Lục Nhị cũng không phải kẻ vừa đâu. Có bộ trưởng Cam chống giữ cho thì sợ gì. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Người ta có khách quý tới, không chừng là lãnh đạo cấp trên, y còn có thể không mau ra tiếp ư. Điều này có thể giải thích, ví dụ như lãnh đạo thị ủy tới, cậu có đi đón không Lệnh Hồ. Một đám người vây quanh đôi vợ chồng mới tới đi vào trong. Triệu Quốc Đống đứng từ xa nhìn thấy người đàn ông hơi quen mặt như đã nhận ra ở đâu, hình như là giám đốc một công ty con của tập đoàn Quốc Điệt, hình như họ Chu, tên là gì thì hắn không quá nhớ. Hắn và Đồng Minh Đường lúc ăn cùng nhau có một lần giám đốc Chu này cũng tham gia. Người này hình như có quan hệ mật thiết với Đồng Minh Đường. Quốc Đống, có phải thấy mất mát không? Lưu Nhược Đồng đứng bên Triệu Quốc Đống khẽ cười nói. Ở Bắc Kinh này dù là ai cũng cảm thấy mình cao hơn người ngoài Bắc Kinh một bậc. Người tỉnh ngoài đến sẽ thấp hơn một đầu dù anh có làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ha ha, như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Lưu Nhược Đồng. Không chừng ngày nào đó anh có thể nhanh chóng khôi phục thân phận quan Bắc Kinh đó. Vậy ư? Lưu Nhược Đồng nghi hoặc nhìn Triệu Quốc Đống, không biết hắn nói thật hay không. Cô cũng mơ hồ nghe vài lời đồn về Triệu Quốc Đống nhưng Lưu Thác đã phủ nhận nên cô không tiện hỏi thêm. Quyển 18, chương 18. Xe đón dâu cuối cùng đã tới, đây là một xe Lincoln ba cửa màu trắng không biết có phải do khách sạn cung cấp cho bọn họ không. Đám người ở cửa bắt đầu sôi nổi, Triệu Quốc Đống rất tự giác dẫn theo Lưu Nhược Đồng, vợ chồng Lệnh Hồ Triều lui ra sau, bây giờ là thiên đường của người trẻ. Nhìn đứa bé mở cửa xe Lincoln, Lục Nhị đầy hạnh phúc đi xuống, bên cạnh là phù dâu. Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ đến lúc mình kết hôn. Sao, có phải có cảm xúc không anh? Lưu Nhược Đồng dựa sát vào Triệu Quốc Đống, nhẹ nhàng nói. Ừ, có lẽ chúng ta nên cưới lại một lần, được không? Triệu Quốc Đống cười cười phản kích. Mặt Lưu Nhược Đồng nóng lên, ý này của hắn rất phong phú, giống như hắn ám chỉ mình và hắn vừa mới chính thức làm vợ chồng thật sự, kết hôn từng đó năm, nằm cùng giường không ít nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cả hai chịu được cho tới tận bây giờ. Một câu làm Lưu Nhược Đồng á khẩu, Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Đây là lần đầu cô á khẩu khi nói chuyện với hắn. Theo cô dâu đi tới, hôn lễ chính thức bắt đầu. Chú rể và cô dâu đứng ở sân khấu ngoài cửa chính cảm ơn khách đến tham dự. Theo quy củ những người cảm thấy mình có thân phận sẽ lên chúc mừng, sau đó là bạn bè hai bên, đương nhiên không thiếu được việc bố mẹ hai bên nghênh tiếp, dù sao nhiều khách đến là do phụ huynh mời. Chẳng qua Lục Nhị có vẻ hơi ít người đến chúc, nhìn bố mẹ Dương ra chào hỏi khách tới. Gần như mỗi người đều có đầu có mặt, quà cũng xa xỉ, mà bên khách nhà gái không nhiều, cùng lắm chỉ là một ít bạn bè, đồng nghiệp của Lục Nhị. Tuy việc này không quá nhiều người chú si nhưng đối với một số người thích lấy chuyện làm quà thì bọn họ đã tìm được đề tài. Đoàn người Triệu Quốc Đống bị đẩy sang tít tận ngoài cùng, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí còn có tâm trạng muốn đứng xem mọi người diễn trò. Đối với hắn mà nói đợt mình kết hôn thì hắn nửa tỉnh nửa mơ, đến bây giờ hắn cũng không có bao ấn tượng. Có lẽ do tâm trạng lúc ấy ảnh hưởng đến thái độ với cuộc hôn nhân nên hắn khá lạnh nhạt. Bây giờ xem hôn lễ của Lục Nhị, hắn giống như có cảm giác ký ức trong đầu mình được hiện lên, những ấn tượng về cuộc kết hôn của mình cũng từng chút một hiện ra. Mặc dù mặt Lục Nhị vẫn cười rất tươi nhưng một ít lời bàn tán của họ hàng nhà Dương khác cũng rơi vào tai cô. Cô cẩn thận trang điểm nhưng nỗi khó chịu trong lòng đúng là mãi không tiêu tan. Mặc dù đối phương nói đều là thật nhưng sự chênh lệch bị nói thẳng ra thì ai chẳng thấy tổn thương. Lục Nhị biết Dương Khắc không quá để ý việc này nhưng họ hàng nhà hắn lại khác. Lục Nhị thậm chí nghi ngờ nếu mình không phải thư ký của Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa mà chỉ là một nhân viên công ty bình thường thì những người này có kiên quyết phản đối Dương Khắc yêu mình, lấy mình không? Dương Khắc có thể chống lại áp lực lớn như vậy không? Ra khỏi toilet, Lục Nhị điều chỉnh tâm trạng của mình một chút, làm cho nụ cười lại xuất hiện trên mặt.
khách lục tục tới, khách của Dương gia chiếm hơn 90%, hơn phân nửa đều là khách của bố mẹ Dương Khắc. Lục Nhị cố gắng làm tâm trạng mình tốt hơn, ai cũng nói thời gian đầu khi kết hôn dễ bị các chuyện nhỏ ảnh hưởng, có lẽ mình cũng như vậy. Cam Bình đến làm tâm trạng Lục Nhị tốt hơn nhiều. Cam Bình là phó bộ trưởng Bộ Văn hóa nên bố mẹ Dương Khắc vẫn có lễ phép. Thấy bố mẹ Dương Khắc cung kính với Cam Bình, Lục Nhị thấy mình vui hơn nhiều. Dương Khắc thấy vẻ mặt vui mừng của Lục Nhị, mắt còn sáng lên, y khá kinh ngạc quay đầu nhìn theo thì thấy hai nam hai nữ đang đi tới. Người đi đầu còn đang cười, mà người phụ nữ bên cạnh người đó cũng rất yêu nhã, khí chất đặc biệt khác hẳn người xung quanh. Lục Nhị, chúc mừng, đây có phải là chồng cô, Tiểu Dương? Dương Khắc đang suy nghĩ xem đó là ai, Lục Nhị đã vui mừng kéo Dương Khắc lên đón. Trưởng Ban Triệu, ngài đến, đây là Nhược Đồng tỷ phải không? Lệnh Hồ, Sở Lỵ, hai người cũng tới. Tôi còn tưởng hai người chờ đến lúc hôn lễ bắt đầu mới tới. Lục Nhị như thấy nhà mình, cô rất hưng phấn giới thiệu với Dương Khắc. Dương Khắc, đây là lão lãnh đạo trước đây của em, trưởng Ban Triệu. Tổng bí thư bây giờ làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, đây là Lệnh Hồ Triều đồng nghiệp trước đây của em, bây giờ đã là phó chủ tịch huyện Quy Ninh, An Nguyên. Dương Khắc có chút khiếp sợ nhìn hai người trước mặt. Tên của Triệu Quốc Đồng y đương nhiên không thể không biết, thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, y cũng từng nghe Dương Khắc nhắc tới, chỉ nói tuổi Triệu Quốc Đồng còn rất trẻ, chỉ hơn mình vài tuổi, bây giờ đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh. Đến khi gặp y mới phát hiện đối phương hoàn toàn khác suy nghĩ của mình, đối phương trông rất bình thường. Dương Khắc chưa từng nghĩ Triệu Quốc Đồng có thể từ Điền Nam xa xôi lên Bắc Kinh tham gia hôn lễ của mình và Lục Nhị, điều này làm y vừa giật mình đồng thời cũng thấy cảm động. Bảo sao còn trẻ như vậy đã lên chức cao đến thế. Dương Khắc nhanh chóng có phản ứng, vội vàng dùng hai tay bắt tay đối phương. Trưởng Ban Triệu, chào ngài, tôi sớm nghe Lục Nhị nhắc tới ngài nhiều lần. Ngài có thể tới tham gia hôn lễ là vinh hạnh của chúng tôi. Dương Khắc phản ứng rất nhanh, một bên bắt tay Triệu Quốc Đống, sau đó chào Lệnh Hồ Triều. Triệu Quốc Đống và Lệnh Hồ Triều cũng đưa phong bao chúc mừng. Mấy người đang nói chuyện. Bố mẹ Dương Khắc bên kia gọi vọng sang. Dương Khắc, Lục Nhị, giám đốc Lâm tới. Dương Khắc lộ vẻ khó xử, Triệu Quốc Đống cười nói. Hôm nay là việc vui của hai người, mau đi, chúng tôi tự đi là được. Dương Khắc tỏ vẻ cảm ơn sau đó dùng mắt ra hiệu Lục Nhị đi cùng mình. Lục Nhị có chút không muốn, khách như Triệu Quốc Đống ở đâu cũng là khách quý nhất, ít nhất cũng phải do hai vợ chồng cô hoặc bố mẹ đưa vào trong. Nhưng bây giờ nếu ném Triệu Quốc Đống lại đúng là không tiện. Được rồi Lục Nhị, mau đi đi, Dương Khắc cũng đi đi nếu không bố mẹ chồng của cô sẽ tức đó. Triệu Quốc Đống nhìn sang bên kia, một xe Audi A8 màu đen đỗ ở cửa, bảo sao bố mẹ Dương Khắc lại gấp như vậy. Lục Nhị có chút xấu hổ xin lỗi bảo mấy người Triệu Quốc Đống đến vị trí chủ tọa ngồi. Lưu Nhược Đồng kéo tay Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, có phải đã lâu mới có cảm giác này không? Lúc nào trưởng ban Triệu của chúng ta lại có thể không có người tiếp đón? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn cô. Em sợ thiên hạ không loạn hả, em cảm thấy anh hẹp hòi như vậy sao? Lưu Nhược Đồng cười hì hì, vợ chồng Lệnh Hồ Triều ở bên cũng thấy vui vẻ. Người như Triệu Quốc Đống đi đến đâu không được mọi người vây quanh, nhưng bây giờ lại không có ai tiếp đón cả, đi vào ăn cũng phải tự tìm chỗ. Vào trong sảnh, ở đây đã rất đông người, xem ra khách đã vào hơn nửa. Triệu Quốc Đống không quá thích nơi đông người như vậy, nhất là bây giờ vị trí hắn đi qua đều có người ngồi đầy, đương nhiên còn có một ít bàn trống một hai ghế. Lệnh Hồ Triều và Sở Lỵ thích ứng nhanh hơn vợ chồng Triệu Quốc Đống, rất nhanh tìm được vị trí thuộc về mình. Bàn này chắc là cho khách từ An Nguyên tới. Lệnh Hồ Triều trùng hợp nhận ra một người làm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, chắc đây là bạn thân của Lục Nhị. Trưởng Ban Triệu, Lục Nhị không phải bảo ngài và Lưu Tỷ ngồi ở chủ tọa sao? Bên kia là chủ tọa, còn có nhiều chỗ trống. Lệnh Hồ Triều thấy trên cùng có bàn lớn 16 ghế nhưng chưa có mấy người ngồi. Quyển 18, chương 19. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đi đến gần bàn chủ tọa lập tức bị người phát hiện. Bàn này cách sân khấu không xa, hai bên sân khấu được đặt nến thơm và sâm panh, có thể ngồi ở bàn chủ tọa ngoài bố mẹ hai bên ra cũng chỉ có lãnh đạo cơ quan cô dâu, chú rể cùng với một ít lãnh đạo quan trọng tới tham dự hôn lễ. Chú rể, cô dâu làm ở đâu thì hầu hết khách đều biết. Tập đoàn Trung Liên là tập đoàn khổng lồ thuộc Bộ Năng lượng, bố mẹ Dương Khắc làm ở tập đoàn Quốc Điện, bố Dương Khắc,
Dương Thủ Tuấn thậm chí miễn cưỡng coi là cán bộ trung tầng ở tập đoàn Quốc Điện, như vậy lãnh đạo hai cơ quan này đến nhất định phải ngồi chủ tọa. Cô dâu làm ở Bộ Văn hóa, lãnh đạo bộ cũng ngồi chủ tọa, nhưng mặc dù là lãnh đạo đến đông đủ thì cũng không tới 16 người. Quốc Đống, cậu cũng tới. Lại đây, ngồi bên này. Người lên tiếng là Cam Bình, thấy vợ chồng Triệu Quốc Đống, cô đương nhiên vui vẻ đứng lên vẫy vẫy Triệu Quốc Đống. Cô đến một mình, chồng cô điều tới dạy ở một trường đại học Bắc Kinh chỉ là hôm nay không biết vì nguyên nhân gì không đi cùng. Triệu Quốc Đống cười cười đi tới. Bộ trưởng Cam, đã lâu không gặp, lần trước đến Điền Nam chỉ không được, có phải là chê tôi làm nhân viên cũ không tiếp đón chu đáo nên không tới. Ngay cả Lục Nhị cũng biết đến chỗ tôi ngồi mà chị làm lãnh đạo lại trốn xa, như vậy không được. Cam Bình bảo Triệu Quốc Đống ngồi cạnh mình, cô cười nói. Được rồi, tôi đâu dám tùy ý quấy rầy cậu. Lục Nhị tìm cậu là đến đưa thiếp mời, tôi còn không biết ý đồ của Lục Nhị sao. Cậu bận, tôi ở Điền Nam không lâu, đi xong còn phải sang Kiềm Nam nên không đến làm phiền cậu. Dù sao cũng biết cậu sẽ tới dự hôn lễ của Lục Nhị nên gặp một thể. Thấy bên cạnh Triệu Quốc Đống còn có người đi cùng, Cam Bình đánh giá qua một chút. Quốc Đống, đây là Tiểu Lưu, vợ cậu sao? Tôi lần đầu gặp đó. Vợ xinh đẹp như vậy mà không mang ra để nở mày nở mặt. Lưu Nhược Đồng cười cười chào Cam Bình. Đúng rồi Quốc Đống, vị này là... Cam Bình còn chưa kịp giới thiệu, người ngồi trước mặt đã đầy kính sợ đứng lên. Cục trưởng Triệu, ồ không, bây giờ nên gọi ngài là trưởng ban Triệu. Tôi là Chu Lý Bình. Chu Lý Bình ở tập đoàn Quốc Điện. Lão Chu, tôi vẫn nhớ, năm đó chúng ta đã ngồi ăn với nhau có cả lão Đồng nữa. Tôi nhớ anh hẳn là đang làm giám đốc công ty đầu tư năng lượng Quốc Điện. Triệu Quốc Đống hào phóng đưa tay ra, Chu Lý Bình vội vàng dùng hai tay bắt. Thoáng cái đã 4-5 năm, lão Đồng vẫn ổn chứ? Tổng giám đốc rất ổn, hai hôm trước còn nhắc đến ngài, không ngờ ngài cũng đến tham dự hôn lễ này. Bố chú rể. Dương Thủ Tuấn là một phó trưởng phòng xây dựng công trình nhiệt điện tập đoàn Quốc Điện chúng tôi vừa lúc phân công quản lý phòng xây dựng công trình, hơn nữa giám đốc Vương phụ trách quản lý phòng nhân sự và công đoàn đi công tác nên tôi thay mặt tập đoàn đến tham dự hôn lễ này. Chu Lý Bình mặt hơi là lạ làm Triệu Quốc Đống cũng thấy khó hiểu. Tuy nói mình từng công tác ở Bộ Năng lượng nhưng đó là việc 4 năm trước, hơn nữa hắn chỉ là một cục trưởng, đối với tổng giám đốc các công ty thuộc bộ mà nói là không có sức ảnh hưởng mấy. Nó giống như Tạ Khoa kế nhiệm chức cục trưởng của mình bây giờ có thể đến làm phó tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hoa Năng coi như tiến bộ khá lớn. Mặc dù cấp bậc không thay đổi nhưng quyền lực thực sự là không thể so sánh. Mà bây giờ mình còn ở Điền Nam, không qua lại mấy với các tập đoàn này, Chu Lý Bình sao lại nhìn mình với ánh mắt đó. Ngay cả Cam Bình cũng thấy biểu hiện của Chu Lý Bình khá lạ, gần như là nịnh bợ lấy lòng Triệu Quốc Đống. Cô biết các tập đoàn lớn của Bộ Năng lượng ngoài Bộ trưởng ra thì dù là Phó Bộ trưởng cũng chưa chắc được nể mặt, càng đừng nói Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ từng làm cục trưởng có nửa năm ở Bộ Năng lượng. Lão Đồng nhắc tới tôi, y còn có thể nhớ tới tôi sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Người này bây giờ phát triển nên vứt bạn bè cũ ra chín tầng mây. Năm ngoái tôi tới Điền Nam mà không thấy y tới Điền Nam thăm tôi. Chỉ cuối năm gọi điện cho tôi, nói vài câu rồi đuổi tôi đi. Hắc hắc. Trưởng ban Triệu, xem ngài nói kìa, tổng giám đốc năm ngoái hay ra nước ngoài, tập đoàn chúng tôi năm trước có không ít hạng mục ở nước ngoài, đều là hạng mục lớn nên cần tổng giám đốc tự mình đi xem và đàm phán. Một năm có nửa năm ở nước ngoài, chạy sang châu Phi cả tháng. Năm nay có thể tốt hơn chút, tổng giám đốc nói sang năm nhất định phải ngồi với ngài. Chu Lý Bình cười ha hả nói. Được rồi giám đốc Chu, anh đừng nói giúp tổng giám đốc của anh, tôi biết y bận. Lúc nào rảnh tôi tới xin gặp y vậy? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Thật cứ trưởng ban Triệu, ôi, ngài không tin lời tôi ư. Tôi bây giờ gọi cho tổng giám đốc mà biết ngài ở đây sẽ lập tức tới ngay. Chu Lý Bình nói xong liền lấy máy ra gọi ngay. Cam Bình rất tự nhiên nhìn Chu Lý Bình, cô đã dần hiểu ra nguyên nhân. Cô ở Bắc Kinh nên cũng có không ít bạn bè. Chu Lý Bình đối đãi với Triệu Quốc Đống như vậy đương nhiên không phải vì Triệu Quốc Đống bây giờ làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, càng không vì hắn từng làm cục trưởng cục quy hoạch phát triển, cũng không vì quan hệ tốt giữa Triệu Quốc Đống và Đồng Minh Đường, trong này nhất định có nhân tố khác. Biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống ở Điền Nam trong năm qua khiến Bắc Kinh có không ít tranh luận về hắn, điểm này Cam Bình biết, nhưng hình như mặc dù tranh luận không ít nhưng không có mấy người nói Triệu Quốc Đống có thể có vấn đề.
Hơn nữa nghe nói lãnh đạo Trung ương rất coi trọng tác phong làm việc và năng lực công tác của Triệu Quốc Đống, điều này khiến rất nhiều người chú ý. Tổng Giám đốc Đường lập tức sẽ tới, trưởng ban Triệu, tôi không nói dối ngài chứ. Chu Lý Bình bỏ máy xuống rồi nói. Đồng Minh Đường nghe điện xong lập tức nói sẽ tới làm Chu Lý Bình thầm giật mình. Hai hôm trước Tổng Giám đốc Đường nói rất hầm hồ, chỉ nói con người gặp gỡ đúng là khó nói, được và mất không chắc đã là phúc, sau đó lấy Triệu Quốc Đống ra làm ví dụ, nói tương lai của Triệu Quốc Đống không thể đoán định. Chu Lý Bình nghe không quá để ý, một thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, tuy là người nắm quyền sinh sát với cán bộ Điền Nam, nhưng đối với tập đoàn Quốc Điện, tập đoàn khổng lồ của nhà nước mà nói thì không có bao ý nghĩa, trừ khi hắn có thể làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương thì lại khác. Khi đưa Phó Tổng Giám đốc Trương, Tập đoàn Quốc tế Hoa Năng tiến vào sảnh, đến bàn chủ tọa, Dương Thủ Tuấn và Dương Khắc kinh ngạc phát hiện Phó Tổng Giám đốc Trương lại chủ động đi lên bắt tay tên kia, lúc Chu Lý Bình nói với Dương Thủ Tuấn là Tổng Giám đốc Đường cũng sẽ lập tức đến càng làm bố con Dương Thủ Tuấn giật mình. Sau khi Dương Thủ Tuấn biết thân phận của Triệu Quốc Đống, mặc dù giật mình nhưng y không ý thức được vấn đề gì. Nhưng y thấy Giám đốc Chu lại đầy tôn trọng Triệu Quốc Đống, y thật sự không hiểu nổi. Theo lý thuyết Giám đốc Chu không cần phải kính cẩn một trưởng ban tổ chức cán bộ ở tỉnh ngoài như vậy. Về phần Tổng Giám đốc tập đoàn tới vì người này càng làm Dương Thủ Tuấn rất khó hiểu. Tổng Giám đốc Đường là cán bộ cấp phó bộ, cũng cùng cấp người này. Tổng Giám đốc Đường sao có thể vì người này ở đây mà chuyên môn đến tham gia hôn lễ? Sự xuất hiện của Đồng Minh Đường làm cả hội trường chấn động bởi vì có một số đông khách là đồng nghiệp của Dương Thủ Tuấn, Tổng Giám đốc tập đoàn xuất hiện làm bọn họ rất kinh ngạc. Bọn họ dù như thế nào cũng không thể ngờ Dương Thủ Tuấn lại có thể mời được Tổng Giám đốc tập đoàn. Tiểu nhị, em nói trưởng ban Triệu có lai lịch gì? Chỉ đơn giản là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam sao? Dương Khắc không thể tin vào sự thật trước mặt, y cũng không tin Tổng Giám đốc Đường lại tự mình đến vì một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh xa xôi. Vậy còn có thể có khả năng gì? Lục nhị cũng hiểu được trong này có nguyên nhân gì đó mà mình không biết. Cô đúng là chỉ biết Triệu Quốc Đống đến Điền Nam công tác, ngoài ra không biết gì hết. Không đơn giản, Tổng Giám đốc Đường, Giám đốc Chu ở tập đoàn bố anh là người như thế nào em biết không? Dương Khắc không thể tin lắc đầu nói. Trong này nhất định có vấn đề. Anh nghe bố anh nói Tổng Giám đốc Đường bình thường muốn mời cũng không được, dù là Phó Chủ tịch tỉnh hoặc Phó Bộ trưởng cũng không chắc để mắt nhưng biểu hiện của Tổng Giám đốc Đường hôm nay. Sao, hoàn toàn phá vỡ sự thừa nhận của anh? Lục nhị nói, không tiện nói, anh không hiểu nổi, anh tin bố mẹ anh cũng không hiểu. Dương Khắc cười khổ nói, quyển 18, chương 20. Quốc Đống, lúc nào tôi nên chúc mừng cậu đây? Đồng Minh Đường bắt tay Triệu Quốc Đống rồi nói, cậu đừng có che giấu với ông anh này. Tôi mặc dù không có bản lĩnh gì nhưng hai tai và mũi rất thính, gió thổi qua là tôi biết ngay. Ngồi trong hành lang cạnh vườn hoa khách sạn, hai người Đồng Minh Đường, Triệu Quốc Đống nói chuyện khá vui vẻ. Vườn hoa khách sạn đặt ghế dài, trong vườn trồng nhiều cây cối, để nhiều hòn non bộ. Nơi đây là điểm mà khách khá thích ra đi dạo hoặc ngồi nói chuyện. Đồng ca, tôi rất có trách nhiệm nói với anh là đến nay tôi chưa nhận được tin tức chính thức nào. Hai chúng ta ngồi với nhau, chẳng lẽ tôi còn có thể giấu anh sao? Triệu Quốc Đống nửa thật nửa giả nói. Không phải hắn muốn vòng vo với Đồng Minh Đường, mà là chuyện này không nhỏ. Ngay cả qua tính cũng không nắm chắc thì sao hắn dám nói bừa. Hơn nữa hắn đúng là chưa nhận được tin chính thức. Qua tính cũng tốt, Lưu Thác cũng tốt, đều lấy thân phận cá nhân nói chuyện với hắn, chưa bao giờ chính thức nhắc tới công việc của hắn sẽ điều chỉnh. Không phải chứ? Đồng Minh Đường không nhận ra Triệu Quốc Đống đang đi vòng nên có chút khó hiểu nói. Ngay cả tôi cũng biết, chẳng lẽ nói cậu là đương sự lại không biết gì cả, tôi không tin. Đồng ca, anh rốt cuộc nghe được tin gì? Có thể nói tôi nghe một chút được không? Triệu Quốc Đống cười nói. Trong bữa tiệc Đồng Minh Đường uống không ít, tửu lượng của Triệu Quốc Đống thì Đồng Minh Đường đương nhiên không phải đối thủ, hơn nữa còn có Cam Bình và lệnh Hồ Triều. Mặc dù Chu Lý Bình đứng ra uống giúp nhưng Triệu Quốc Đống mời thì y không thể từ chối. Mười mấy chén rượu vào bụng làm Đồng Minh Đường hơi say. Vì thế khi ăn xong y kéo Triệu Quốc Đống sang đây. Ồ, cậu còn định dò xét từ miệng tôi sao? Đồng Minh Đường lắc đầu nói. Đây không phải gì bí mật cả, ít nhất tôi cảm thấy có không ít người biết. Ai cũng nói Phó Thủ tướng Tiền rất coi trọng cậu, muốn cậu lên Bắc Kinh. Ồ, Bắc Kinh là thiên đường, tôi cũng muốn vào Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.
Hắc hắc, Bắc Kinh đương nhiên không phải khắp nơi đều là thiên đường nhưng có nhiều nơi khiến vô số người nhìn chằm chằm vào. Đồng Minh Đường cười nói. Cậu là được phó thủ tướng Tiền gọi vào còn có thể đến nơi kém sao? Vị trí ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có bao người nhìn chằm chằm vào nó, cậu nói đây có là thiên đường không? Triệu Quốc Đống hơi dùng mình, thời này đúng là không gì có thể giữ bí mật. Tiền Việt cùng Chư Hiền nói chuyện với nhau cũng đã bị truyền ra. Triệu Quốc Đống cho rằng đây nhất định là do ban tổ chức cán bộ trung ương tiết lộ. Mặc dù đây không phải gì bí mật nhưng cũng là một cuộc trao đổi mang tính mục đích, chỉ sợ chính là do Chư Hiền lộ ra trong hội nghị của ban tổ chức cán bộ trung ương. Tốc độ truyền tin quá nhanh cũng chứng minh vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có quá nhiều người nhòm ngó. Chuyện này nếu là thật sao tôi không nhận được bất cứ thông tin gì. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nói. Chẳng lẽ còn muốn đột nhiên tập kích? Đồng Minh Đường chỉ biết một không biết hai. Triệu Quốc Đống được Tiền Việt coi trọng thì không ít người cảm thấy, nhưng tại sao lâu như vậy mà không có phản ứng? Là ban tổ chức cán bộ còn vướng mắc hay đây chỉ là ý kiến cá nhân của Tiền Việt? Quốc Đống, cơ hội này rất hiếm có. Hai hôm trước tôi nhận được tin liền định gọi điện thoại hỏi cậu nhưng suy nghĩ mãi thấy chuyện này có lẽ vẫn đang trong trình tự nên đợi đến lúc nó sáng tỏ hẳn thì mới nói. Không ngờ trong thời gian này lại không có động tĩnh gì. Đồng Minh Đường dựa lưng vào ghế thản nhiên nói. Tôi không hiểu mấy về ban tổ chức cán bộ, nhưng tôi nghĩ Phó Thủ tướng Tiền Việt ra chiêu, ban tổ chức cán bộ trung ương không thể nào mặc kệ chứ. Chẳng lẽ nói xếp xó hoặc chuyện ta làm, có phải nên có câu trả lời với Phó Thủ tướng Tiền Việt không? Đồng Minh Đường nói đầy khinh thường, chức vị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước khổng lồ theo lý thuyết do ban tổ chức cán bộ trung ương nắm trong tay, vì thế y đương nhiên là kính sợ ban tổ chức cán bộ trung ương. Lão Đồng, chuyện này nếu ban tổ chức cán bộ trung ương chưa có văn bản thì vẫn còn mơ hồ. Anh đừng coi việc này là thật, như vậy chỉ có thể khiến tâm trạng mình kém đi. Chúng ta cố gắng làm mình bình tĩnh trước mọi việc, cho nên đơn giản là không nghe, không thấy, không hỏi. Chủ tịch Mao nói rất đúng, mặc kệ gió thổi sóng đánh, chúng ta cần phải duy trì tâm lý nhàn nhã đi tới. Triệu Quốc Đống nói, cậu thật sự có thể bình thản đối mặt mọi việc sao? Cậu còn trẻ nên còn thời gian để làm lại nếu mất cơ hội này, không như tôi. Bỏ đi, không nói chuyện này, nói đề tài dễ chịu hơn đi. Đồng Minh Đường cũng biết nói chuyện này nữa cũng không có bao tác dụng. Dù là Triệu Quốc Đống có tự tin thì bây giờ cũng không dám nói loạn. Loại chuyện này quyết định vận mệnh một người, nói nhiều nhất định mất, không ai muốn gặp vấn đề chỉ vì chi tiết nhỏ như thế này. Tập đoàn Quốc Điện 2 năm nay đang áp dụng chiến lược đi ra nước ngoài. Nhất là phối hợp chiến lược của quốc gia mà tập đoàn bắt đầu tiến mạnh sang châu Phi, giúp đỡ mấy quốc gia châu Phi xây dựng cơ sở vật chất điện lực. Ngân hàng phát triển quốc tế, ngân hàng phát triển quốc gia, ngân hàng xuất khẩu cũng dốc sức ủng hộ các công ty điện lực của Trung Quốc tiến vào châu Phi, Trung Á cùng khu vực Nam Á. Tập đoàn Quốc Điện là tập đoàn đi nhanh nhất, bây giờ đã có một vài hạng mục ở các quốc gia như Ai Cập, Tanzania, Angola, Zimbabwe. Tập đoàn Quốc Điện cùng chính quyền địa phương các nước này thành lập công ty liên doanh, cùng lúc khai thác tài nguyên thủy điện, đồng thời cũng xây dựng lưới điện, cũng làm cho cơ sở vật chất ngành điện của các nước này thay đổi lớn. Về phần khác, tập đoàn Quốc Điện cũng tiếp thu bài học của các công ty trong nước đã đi ra nước ngoài, đó là khó dung hòa được với xã hội địa phương. Tập đoàn Quốc Điện tích cực tuyển sinh người lao động địa phương, cũng tiến hành hình thức tập huấn để tăng thêm sự dung hòa của công ty Trung Quốc với xã hội địa phương, qua đó đạt hiệu quả khá tốt. Đây là thành tích Đồng Minh Đường vẫn lấy làm tự hào. Chính vì thành tích này làm tập đoàn Quốc Điện là tập đoàn thành công nhất của Bộ Năng lượng đi ra nước ngoài. Chẳng qua tất cả các tập đoàn năng lượng của Trung Quốc đều có một vấn đề tồn tại chung là cống hiến xã hội và sự tán thành của xã hội. Điểm này Triệu Quốc Đống phát hiện Đồng Minh Đường như đã thoát khỏi sự trói buộc giống như lãnh đạo các công ty nhà nước khác, Đồng Minh Đường có thể đứng ở góc độ càng cao nhìn nhận vấn đề. Đồng Minh Đường cũng nói công ty nhà nước làm như thế nào thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội của mình, làm như thế nào nâng cao sự hài lòng của xã hội, thực hiện tôn chỉ phục vụ xã hội. Triệu Quốc Đống cảm thấy lời nói, cử chỉ của Đồng Minh Đường đã có chút khác trước nhưng trong lúc nhất thời không thể hình dung thành lời. Mọi người đều có thay đổi, có lẽ là do mình quá mẫn cảm. Chư Hiền lúc vào văn phòng phó chủ tịch, thư ký đi ra đón mời Chư Hiền vào phòng khách chờ một chút. Một lát sau thư ký ra nói. Trưởng ban Chư, phó chủ tịch mời ngài vào. Chư Hiền vào văn phòng thấy một người tóc hoa râm đang chăm chú xem tài liệu. Lão Chư đến à, ngồi đi, tôi xong ngay. Chư Hiền kiên nhẫn ngồi trên ghế đợi,
Hai phút sau phó chủ tịch bỏ bút xuống, giãn lưng lắc đầu nói. Ra rồi, tuổi không buông tha người, sức khỏe không được như trước nữa. Làm việc lâu một chút là thấy mệt mỏi. Chư Hiền chỉ cười cười không tiếp lời, những đề tài như thế này không tiện trả lời, biện pháp tốt nhất là nghe. Ồ, nói đi, lại gặp vấn đề gì khó khăn sao? Phó chủ tịch, ban hiện nay đang muốn điều chỉnh các bộ trong phạm vi nhỏ, do số nhân viên liên quan không nhiều cho nên không có vấn đề gì mấy. Chỉ là có một ứng viên trong ban có tranh luận khá lớn, ngoài ra. Chư Hiền cẩn thận giới thiệu qua tình hình rồi đợi đối phương đánh giá. Ừ, Triệu Quốc Đống này tôi cũng nghe nói, xem ra ban tổ chức cán bộ các anh có tranh luận khác nhau rất lớn ở vấn đề này. Có tranh luận không nhất định là việc xấu, có thể là do tác phong làm việc của đồng chí này ở Điền Nam không giống mọi người. Từ bình thường hóa từ phương diện tốt chính là có ý bình ổn, nhưng cũng được coi là không sáng tạo, cái này phải được phân chia rõ ràng. Phó chủ tịch gõ gõ tay vào thành ghế, sau đó nói. Chính dự cùng Qua Tĩnh xem ra có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Lão Trư, làm trưởng ban anh có thái độ gì? Quyển 18, chương 21. Trư Hiền hít sâu một hơi, bình thường y rất khó nghe ra khuynh hướng trong lời nói của phó chủ tịch. Vị phó chủ tịch này có tác phong rất cẩn mật, có thể nói nghiêm khắc tuân theo phong cách của ban tổ chức cán bộ, nhưng lần này y lại nghe ra điểm khác trong câu nói của đối phương. Bình thường hóa, từ này rất đáng để nghiên cứu. Trư Hiền không tin phó chủ tịch dễ dàng dùng từ này để đánh giá, từ này cũng đại biểu cho một khuynh hướng. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ đương nhiên phải có quan điểm thái độ của mình. Mặc dù Trư Hiền cảm thấy một tia khác thường nhưng y không định thay đổi ý kiến của mình. Y có thể nói rõ quan điểm, đề nghị của bản thân với đối phương. Dù là có chút khác nhau nhưng Trư Hiền cảm thấy chỉ cần vì công việc thì việc này không có vấn đề gì. Phó chủ tịch, đối với đồng chí Triệu Quốc Đống thì ban cũng đã nghiêm túc khảo sát. Đồng chí này có tác phong làm việc rất đột xuất, cá tính rõ ràng, năng lực công tác mạnh, nhất là ở lĩnh vực công tác kinh tế càng có biểu hiện kinh người. Kỳ thích Ninh Lăng, Hồ Ninh Lăng thực tế đều do cậu ta tạo dựng khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Trư Hiền rất bình tĩnh nói. Tôi đã cẩn thận tìm hiểu đồng chí này. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù lúc đầu làm ở cơ quan công an nhưng thời gian không dài, cố biểu hiện xuất sắc khi làm ở ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu, An Nguyên. Sau đó điều tới Sở Giao thông An Nguyên công tác cũng đã xúc tiến thành công hai hạng mục xây dựng đường cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế theo hình thức BOT. Sau đó đồng chí này xuống huyện Hoa Lâm, thị xã Ninh Lăng An Nguyên làm việc. Đây vốn là huyện nghèo cấp quốc gia, chỉ trong 3 năm cậu ta đã khiến Hoa Lâm thoát nghèo, trở thành huyện mạnh về kinh tế chỉ đứng sau quận nội thành Ninh Lăng. Sau đó đồng chí này lại làm phó thị trưởng thường trực, thị trưởng thị xã Hoài Khánh An Nguyên. Trong thời gian làm việc cũng đưa vào tập đoàn quốc tế Hoa Tâm, công ty sản xuất hệ thống mạch điện lớn nhất nước ta. Đương nhiên sau đó căn cứ an bài chung của tỉnh An Nguyên nên công ty này đầu tư vào Ando. Sau đó Hoài Khánh cũng lục tục thu hút không ít công ty sản xuất hệ thống mạch điện khổng lồ, tạo trụ cột phát triển cho ngành điện tử Hoài Khánh. Trư Hiền giới thiệu khá khách quan, y không cầm giấu giếm hoặc chèn ép ai, cũng không thể che giấu thành tích của Triệu Quốc Đống trước mặt lãnh đạo. Khách quan. Công bằng đánh giá thành tích một người là yêu cầu tối thiểu với cán bộ làm ở ban tổ chức cán bộ. Phó chủ tịch nghe rất chăm chú, Trư Hiền có thể nhận ra đối phương khá hứng thú với những gì mình giới thiệu. Nhưng đồng chí Triệu Quốc Đống chính thức trưởng thành là trong mấy năm làm cục trưởng cục quy hoạch phát triển bộ năng lượng và làm bí thư thị ủy thị xã Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên, cũng chính là giai đoạn từ 2002 đến 2005. Trong 3 năm này kinh tế Ninh Lăng gần như mỗi năm tiến lên một bậc thang. Khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, GDP của Ninh Lăng đã đột phá 100 tỷ. Khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng công tác thì GDP Ninh Lăng còn chưa đến 30 tỷ. GDP không thể đại biểu tất cả nhưng tôi cho rằng nó cũng đủ nói rõ năng lực xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế của đồng chí này. Lão Trư, tôi thấy anh đánh giá rất cao đồng chí này. Đồng chí này tôi đã xem thì thấy chưa đầy 36 tuổi, có thể coi là cán bộ cao cấp trẻ nhất của đảng ta phải không? Phó Chủ tịch cười nói. Kỳ thích Ninh Lăng thì tôi cũng nghe nói, thị xã khu vực Trung Tây không dựa vào tài nguyên mà đạt thành tựu như vậy, gọi là kỳ thích cũng không quá đáng. Càng khó được chính là mấy ngành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng lại là ngành năng lượng mới, tài liệu mới và bảo vệ môi trường, điểm này không đơn giản. Trư Hiền run lên, y không ngờ Phó Chủ tịch lại hiểu rõ vấn đề này như vậy, đây lại là một ám chỉ. Năm 2004 đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên.
Tháng 3 năm 2005 điều sang làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam. Trong thời gian làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Điền Nam có cuộc điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn, nhiều lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền các thành phố, thị xã được tiến hành điều chỉnh, điều này cũng khiến từ Điền Nam có không ít phản ánh. Chủ yếu phản ánh đồng chí Triệu Quốc Đống có tác phong làm việc đơn giản thô bạo, độc đoán, hơn nữa còn dùng người thân. Phó Chủ tịch khẽ nhíu mày nói. Vậy ban tổ chức cán bộ các anh có tiến hành điều tra xác minh việc này không? Chư Hiền dừng một chút nói. Ban cũng tiến hành tìm hiểu. Vấn đề tác phong làm việc thô bạo, độc đoán của đồng chí Triệu Quốc Đống cũng không tiện nói, phải lấy việc nói việc. Ban tôi cảm thấy có thể đồng chí Triệu Quốc Đống khi đồng chí vài đồng chí không làm tốt công tác tư tưởng trước nên mới có phản ánh như vậy. Về phần dùng người thân chủ yếu là chỉ mấy cán bộ trao đổi giữa thị xã Ninh Lăng và thị xã Hồng Sơn. Trong đó có 3 cán bộ được Điền Nam giữ lại. Trong đó có một hiện làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thị xã Hồng Sơn. Một người làm phó chủ tịch huyện, một điều tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam làm phó chánh văn phòng. Ừ, về vấn đề tác phong làm việc thì cán bộ trẻ có khuyết điểm, việc này tôi tin. Chúng ta đều từng trẻ tuổi, việc này cũng cần không ngừng rèn luyện đề cao trong công việc. Về phần dùng người thân, 3 cán bộ An Nguyên điều tới Điền Nam. Anh nói bọn họ được đề bạt có theo trình tự bình thường không? Phó Chủ tịch hỏi. 3 cán bộ này vốn phân biệt là cấp huyện và cấp phòng, lúc sang Hồng Sơn rèn luyện được lên làm cấp phó giám đốc và phó huyện, bây giờ vẫn làm cán bộ cấp phó giám đốc và phó huyện. Chỉ là không ít người cho rằng từ sang kiêm nhiệm chuyển thành chính thức nhận chức là do Triệu Quốc Đống phát huy tác dụng. Chư Hiền cũng hiểu điều này không thể nói được gì. Phát huy tác dụng. Nếu chính thức là cán bộ xuất sắc thì dùng người tài không ngại thân có vấn đề gì. Phó Chủ tịch lắc đầu nói. Chủ yếu nằm ở chỗ có phù hợp trình tự không, có thể đảm nhiệm vị trí hiện giữ không. Chư Hiền rất kiên quyết nói. Ở điểm này chắc không vấn đề gì. Ừ, vậy là được rồi. Anh tiếp tục nói ý kiến của mình đi. Phó Chủ tịch nói. Đối với năng lực công tác và tác phong làm việc của đồng chí Triệu Quốc Đống, tôi không có ý kiến khác. Chủ yếu tôi thấy đồng chí này thiếu kinh nghiệm, Triệu Quốc Đống điều tới Điền Nam chỉ có 1 năm, thời gian làm cán bộ cấp phó bộ có 1 năm rưỡi, ý của tôi là nếu đồng chí này có thể tiếp tục rèn luyện ở vị trí hiện nay 2 năm thì sẽ thích hợp hơn là điều chỉnh. Chư Hiền rất tự nhiên đưa ra suy nghĩ của mình. Lão Chư, suy nghĩ của anh cũng có một chút đạo lý. Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, kinh nghiệm ở cấp phó bộ còn thiếu. Chẳng qua anh đã nghĩ xem ngay cả đồng chí Đông Lưu cũng có thể tin tưởng cậu ta như vậy. Năm 32 tuổi đã để cậu ta làm bí thư thị ủy. Tính cách của đồng chí Đông Lưu thì anh cũng biết rõ, đồng chí này không dễ dàng tán thành một người, bây giờ còn có dũng khí đưa ra ý kiến muốn Triệu Quốc Đống về làm bí thư thị ủy An Đô, đủ thấy tin tưởng Triệu Quốc Đống như thế nào. Bây giờ đồng chí Tiền Việt cũng đưa ra ý kiến của mình cũng là do coi trọng sở trường của đồng chí Triệu Quốc Đống. Nếu Triệu Quốc Đống đến làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển cũng không phải làm lãnh đạo chủ yếu. Bây giờ trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển có không ít lão đồng chí, một người còn trẻ như vậy đến có lẽ mang lại nguồn gió mới cho Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Chư Hiền trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu không nói gì. Như vậy đi lão Chư, tôi thấy đồng chí Tiền Việt có suy nghĩ như vậy nhất định có lý của mình. Ý của tôi là ban tổ chức cán bộ có thể cân nhắc một chút. Ngoài ra tôi đề nghị anh cũng nên báo cáo với đồng chí Quốc Cơ. Dù sao lần này đồng chí chủ yếu là ở các bộ. Nghe ý kiến của Thủ tướng coi như là giao tiếp trước. Phó Chủ tịch đề nghị. Chư Hiền định nói lại thôi, Phó Chủ tịch thấy thế liền nói. Về phần bên ngoài có một vài ý kiến, ban tổ chức cán bộ cũng có thể nghiêm túc lắng nghe nhưng cần cẩn thận phân tích. Có một số lão đồng chí có cái nhìn xen lẫn tình cảm, chúng ta cần kiên nhẫn giải thích. Chư Hiền hiểu rõ, thì ra Phó Chủ tịch sớm đã có quyết định. Mặc dù chỉ là 3 ngày nhưng Triệu Quốc Đống quay về Côn Châu cảm thấy mình như đi tới thế giới khác, tâm trạng cũng hoàn toàn thay đổi. Đây không phải vì mình có thể rời khỏi Điền Nam mà là cảm thấy mình có một tâm lý bình thản đối mặt với vấn đề. Đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì sao, đến An Đô thì sao, ở lại Điền Nam thì sao? Đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì không có gì để nói, có thể tham gia vào quy hoạch nền kinh tế quốc dân, có thể rèn luyện ở nơi được gọi là quốc vụ viện thu nhỏ. Dù chỉ là 1 năm thì cũng là cơ hội mà không vị trí nào khác có thể so sánh. Đến An Đô, mình sẽ nắm giữ vận mệnh thành phố với hơn 10 triệu dân, có thể nắm giữ tài nguyên nhân lực, xã hội khổng lồ. Làm như thế nào biến An Đô thành viên Minh Châu sáng chói của khu vực đất liền,
đây là hoạt động vĩ đại. Có thể tham dự tiến trình này thì sẽ không có gì để mình thấy nuối tiếc. Ở lại Điền Nam, Triệu Quốc Đống cũng hài lòng. Năm 2006, Điền Nam nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Quốc gia ủng hộ về cảnh sát, cơ cấu nhân sự của Điền Nam cũng đã ổn định, Điền Nam sẽ nghênh đón thời gian huy hoàng. Quyển 18, chương 22. Sự thay đổi này của Triệu Quốc Đống khiến ngay cả một ít người ở tỉnh ủy cũng nhận ra. Trưởng ban Quốc Đống, người còn trẻ đúng là tốt. Thời tiết Côn Châu bốn mùa như xuân nhưng anh ăn mặc thế này không quá ít chứ. Chỉ chiếc áo sơ mi, nhìn tôi cũng thấy lạnh. Hoàng Mộng Chân cầm theo cặp từ cửa tiến vào, Triệu Quốc Đống cũng vừa tới. Vị nữ trưởng ban tuyên giáo có tác phong cứng rắn này rất phù hợp hứng thú của Triệu Quốc Đống. Mà Hoàng Mộng Chân cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, đương nhiên đó cũng có một phần nguyên nhân do hai người có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương. Hắc hắc, trưởng ban Hoàng, tôi quen rồi. Lúc ở bên tỉnh An Nguyên trời lạnh nên phải mặc nhiều, nhưng thời tiết ở Côn Châu lại khác, tôi về cơ bản không cần mặc áo dày. Triệu Quốc Đống cười nói. Mấy hôm trước lên Bắc Kinh tham gia hôn lễ của nhân viên cũ, hắc hắc, Bắc Kinh đúng là đủ lạnh cho nên tôi không thể không mặc đủ ấm, tôi đúng là muốn chắp cánh bay về Côn Châu. Hôm nay hai người đến khá sớm, thậm chí còn đến trước cả Thương Vô Bệnh. Hai người nói chuyện vài câu, Thương Vô Bệnh mới cầm cặp đen đi vào. Thấy Triệu Quốc Đống và Hoàng Mộng Chân đang nói chuyện vui vẻ, Thương Vô Bệnh ngẩn ra nói. Ồ, hai vị sao đến sớm như vậy? Trưởng ban thư ký, không tính sớm mà. Hội nghị thường ủy đầu tiên của năm mới dù như thế nào cũng cần phải chăm chỉ mà. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Nhìn anh cầm cặp to đi tới, tôi thấy thời gian hội nghị thường ủy hôm nay sẽ không ngắn. Ồ, Quốc Đống, hội nghị thường vụ lần thứ nhất mà. Tuy bí thư Chánh Dương không thích họp lâu nhưng đây là hội nghị đầu năm mà, phải nói đủ các chuyện của năm, mọi người cũng cần nói vài câu về công việc của mình, sau đó chính là nhắn nhủ tinh thần của hai hội nghị. Theo ý của bí thư Chánh Dương thì sợ là mọi người cũng phải nói ra tinh thần của hai hội nghị, hình thành nghị quyết của hội nghị. Thương Vô Bệnh gật đầu nói. Tôi đoán hội nghị hôm nay phải tới trưa, hai vị trưởng ban nên chuẩn bị tâm lý một chút. Ồ, hội nghị đầu năm sẽ nhắn nhủ tinh thần hội nghị. Còn muốn thảo luận, nội dung gì vậy trưởng ban thư ký? Hoàng Mộng Chân tò mò hỏi. Đề tài do Bộ Chính trị Trung ương đưa ra, thế giới có xu thế điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cùng với lựa chọn chiến lược trong phát triển kinh tế của nước ta. Căn cứ theo văn kiện gửi xuống, Bí thư Chánh Dương cảm thấy học tập tinh thần này rất phù hợp với nhu cầu Điền Nam chúng ta. Bí thư vốn định sau hội nghị này sẽ yêu cầu đảng ủy, chính quyền các cấp tiến hành thảo luận, học tập nội dung này nhưng văn bản vừa đưa xuống. Bí thư Chánh Dương cảm thấy nên tiến hành trao đổi ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, làm mọi người có ấn tượng sơ bộ, sau đó các thường vụ cũng đưa ra ý kiến bản thân mình. Cuối cùng do văn phòng tỉnh ủy thống nhất đưa ra văn bản chứng thực đưa xuống các sở ban ngành, thành phố, thị xã. Thương Vô Bệnh ngồi xuống đặt cặp lên bàn. Đây là nội dung hội nghị Bộ Chính trị vừa học tập xong, rất có tính tiên tiến và thực tế. Bí thư Chánh Dương cảm thấy cần phải nhanh chóng chứng thực. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Thay đổi phương thức phát triển kinh tế. Đề tài này rất thú vị. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Trung ương bây giờ cũng bắt đầu coi trọng tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cùng phương pháp phát triển kinh tế, đây là điểm báo tốt. Chẳng qua khi tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng cần phải chú ý tính hợp lý, hợp pháp của các ngành, không thể áp đặt, cũng không thể hy vọng xa vời. Lời này của anh có phải quá hàm hồ không? Thương Vô Bệnh lắc đầu nói. Ý của Bí thư Chánh Dương sợ là mọi người cần phải kết hợp với công việc của mình mà đưa ra ý kiến. Vậy còn một nội dung khác? Hoàng Mộng Chân hỏi. Học tập ý kiến của Quốc vụ viện về việc xây dựng nông thôn mới, bây giờ truyền thông đang không ngừng đưa tin. Trung ương Đảng và Quốc vụ viện năm trước đã chuyên môn nghiên cứu đề tài này, bây giờ đã có văn bản chính thức cũng công khai đăng trên phương tiện truyền thông, yêu cầu các tỉnh chăm chú nghiên cứu ý kiến này, kết hợp tình hình thực tế của địa phương mà triển khai công việc. Tôi suy nghĩ một chút, lần này Trung ương có thái độ khác hẳn lúc trước về công tác tam nông. Trước đây đặt mục tiêu rất cao nhưng không có yêu cầu cụ thể. Nhưng lần này thì khác, đó đều là các chính sách rất cụ thể. Thương Vô Bệnh xem ra đã chăm chú nghiên cứu ý kiến xây dựng nông thôn mới của Trung ương. Trung ương đã đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với vấn đề tam nông, trước đây đều là lời nói chung chung, yêu cầu các nơi căn cứ tình hình thực tế mà triển khai công việc. Điều này thường dễ dẫn đến hình thành tư tưởng là mọi người cứ làm như trước đây, giải quyết các vấn đề tồn tại ở nông thôn đều không nhìn nhận ở độ cao chiến lược. Nhưng là vấn đề tam nông gồm nông thôn,
nông nghiệp, nông dân đã càng lúc càng trở thành một tiềm ẩn gây khó khăn đến sự phát triển của nước ta. Sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Dù từ góc độ bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta hay là đảm bảo sự ổn định xã hội mà nói thì đây là một điều không thể bỏ qua được. Nếu như không sớm có bố cục, không cứng rắn giải quyết mấy vấn đề này thì sự cải cách của chúng ta sẽ rơi vào khốn cảnh. Hoàng Mộng Chân nói làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới với đối phương. Trước hắn không tiếp xúc nhiều với đối phương nhưng hôm nay có thể thấy sức quan sát và lĩnh ngộ của đối phương. Có thể rõ ràng thấy được vấn đề tam nông ảnh hưởng đến bước tiến sau đây của xã hội, nói rõ Hoàng Mộng Chân cũng không chỉ dừng lại ở lĩnh vực mình quản lý, cũng không dừng lại ở mặt ngoài mà chính thức dành không ít tâm tư để quan sát điều tra. Trương Bảo Quốc hôm nay đến cũng khá sớm, y đứng ngoài cửa nghe ba người nói chuyện, y giả vờ đứng ngoài hút thuốc thực tế là nghe ba người bên trong thảo luận. Ngay cả chánh văn phòng tỉnh ủy mời y vào phòng, y cũng từ chối. Thương Vô Bệnh có trình độ lý luận rất cao, điểm này Trương Bảo Quốc biết từ mấy năm nay. Hoàng Mộng Chân thật ra là hơi mới. Người phụ nữ này có tính cách cứng rắn, có khí thế cứng rắn nhưng có nắm giữ chính xác cục diện và tình thế hay không thì Trương Bảo Quốc không xác định, lần này y đúng là khá bất ngờ. Trung ương truyền tin tới làm y là phó bí thư tỉnh ủy cũng cảm nhận được sự thay đổi. Giải quyết vấn đề tam nông đã chính thức được liệt vào vấn đề chủ chốt, chứ không phải như trước đây lên tiếng thì vang nhưng áp dụng vào thực tế lại không đáng nói. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng trình bày rất sâu sắc. Hắn đứng ở góc độ ban tổ chức cán bộ để nói việc làm như thế nào xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, điều này nói rõ hắn sớm nhận thức sâu sắc vấn đề này, hơn nữa cũng có dự tính trước nên thoáng cái đưa ra được ý của mình. Trương Bảo Quốc khẽ thở dài một tiếng. Thái Chánh Dương có thể nắm giữ được cục diện Điền Nam thì trong tay không có vài người có năng lực là không thể. Từ bây giờ có thể thấy Thái Chánh Dương vẫn một mực chờ đợi cơ hội giải quyết vấn đề này mãi cho tới khi Triệu Quốc Đống đến. Nói cách khác có lẽ trước đó một năm Thái Chánh Dương đã dự tính Triệu Quốc Đống sẽ tới hoặc là một nhân vật tương đương như Triệu Quốc Đống sẽ tới. Nghĩ vậy Trương Bảo Quốc không khỏi run lên, vậy sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của Thái Chánh Dương quá mạnh. Cái gọi là liên minh Đào Trương Tống càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nếu như mình còn cố gắng liên minh với Đào Hòa Khiêm có lẽ sẽ đi vào thế bế tắc không thể cứu vãn. Trương Bảo Quốc cười cười tự giễu rụi tàn thuốc, cục diện này có lẽ mình nên chủ động có thay đổi. Thái Chánh Dương gác máy, y mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi ngây ra đó khá lâu. Có đôi khi rất khó nói được cục diện sẽ thay đổi như thế nào. Triệu Quốc Đống mới đến Điền Nam được một năm, trong một năm này mình hoàn thành việc điều chỉnh nhân sự, tạo trụ cột tốt đẹp cho sự phát triển của Điền Nam trong 2-3 năm tới. Nếu Triệu Quốc Đống có thể ở lại thêm một năm thì tình huống này cùng được củng cố nhưng mà... Thái Chánh Dương không nhịn được thở dài một tiếng. Điều chỉnh quá thường xuyên chưa chắc là việc tốt, mà Thái Chánh Dương cũng hiểu được sự uy hiếp với Triệu Quốc Đống chính là thiếu kinh nghiệm bên tổ chức. Nhưng một năm qua đã đủ để chứng minh năng lực và thủ đoạn của hắn không thua kém gì người lão luyện. Nhưng Thái Chánh Dương vẫn cảm thấy thời gian một năm là quá ngắn, anh rất khó có thể lưu lại ấn tượng quá sâu chỉ trong thời gian như vậy. Nhưng đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia công tác thì có lẽ không ai từ chối được sức hấp dẫn này. Không đơn giản là quyền cao chức trọng mà là anh thoáng cái có thể đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói biết được tin này cũng khó có thể kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Vấn đề là mình lại phải mệt mỏi chọn ai làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Quyển 18, chương 23. Cuộc điện vừa rồi là Ninh Pháp gọi tới. Tin tức tuy còn không xác định nhưng nghe nói ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương đã có biến hóa vi diệu, nhất định là ý kiến của phó chủ tịch đã phát huy tác dụng. Hai lãnh đạo chủ yếu của ban tổ chức cán bộ trung ương gồm Chư Hiền cùng Lăng Chính Dược đều không đồng ý điều chỉnh Triệu Quốc Đống vào lúc này, nhưng bây giờ nghe nói Chư Hiền đã đi hỏi ý kiến thủ tướng. Đây là tín hiệu rất rõ ràng. Nếu như không phải tư tưởng Chư Hiền đã có chút thay đổi thì y tuyệt đối không đi ngược suy nghĩ của mình. Trưng cầu ý kiến của Thủ tướng bề ngoài tuy chỉ là trình tự đơn giản nhưng cũng đại biểu thái độ của Chư Hiền có biến hóa. Đương nhiên không phải chính thức cũng có nghĩa đây không phải là Chư Hiền lấy danh nghĩa trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương đi trưng cầu ý kiến. Có lẽ đây không tính là một cuộc trao đổi riêng nhưng hàm nghĩa trong đó có không ít. Mà Thủ tướng có vẻ cũng ủng hộ, điều này có nghĩa việc đồng chí Triệu Quốc Đống dược ba thường vụ Bộ Chính trị ủng hộ. Mặc dù là ban tổ chức cán bộ trung ương cũng không thể nào có ý kiến khác ở vấn đề này. Thái Chánh Dương thầm than tên Quốc Đống này quá may mắn, có thể được Thủ tướng Văn Quốc Cơ, Phó Thủ tướng Tiền Việt tán thành là điều y dự đoán trước, nhưng sao thái độ của Phó Chủ tịch lại trở nên rõ ràng như vậy?
Thái độ của Phó Chủ tịch là rất quan trọng, trong điện thoại Ninh Pháp cũng không giải thích nhiều về điểm này, Thái Chánh Dương không tiện hỏi nhiều. Nhiều thứ chỉ có thể hiểu chứ không thể nói. Chẳng qua Ninh Pháp cũng nhắc mình cần phải cân nhắc một lần nữa bố trí bộ máy Điền Nam nếu như Triệu Quốc Đống đi. Ai làm trưởng ban tổ chức cán bộ rất quan trọng, mà giọng điệu của Ninh Pháp cũng ám chỉ ngoài Triệu Quốc Đống ra, Điền Nam cũng sẽ có điều chỉnh khác. Ai còn có thể đi nữa? Đương nhiên không phải là mình, vậy là ai? Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua thứ trên bàn, Trung ương đồng ý Quan Kinh Sơn làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên. Tôn Liên Bình sắp đi, lúc này Quan Kinh Sơn làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên coi như là làm điểm tựa cho bước đi tiếp theo. Nếu Quan Kinh Sơn thật sự muốn tiếp nhận chức bí thư thị ủy An Đô, như vậy chức phó bí thư tỉnh ủy chưa chắc có thể rơi vào đầu y. Đây là trực giác của Triệu Quốc Đống. Căn cứ theo thông lệ không thể bổ nhiệm một người làm thường vụ tỉnh ủy vài tháng rồi lại bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy được. Trung Dược Quân vẫn một mực muốn tiến vào tỉnh ủy, nhưng bây giờ xem ra bí thư thị ủy Ninh Lăng vào thường vụ chỉ là trường hợp đặc biệt hoặc là một trận gió. Mình đi cũng mang theo danh hiệu thường vụ tỉnh ủy này. Bây giờ thường vụ tỉnh ủy An Nguyên một lần nữa có 13 người, vậy Trung Dược Quân chỉ có thể chờ đến lúc Tôn Liên Bình rời khỏi An Nguyên để mong có cơ hội. Nghe nói biểu hiện của Đàm Lập Phong cũng rất tốt, kinh tế Hoài Khánh bây giờ đã theo sát Ninh Lăng, vứt Nguyên Châu cùng Kiến Dương ở phía sau. Đương nhiên theo sát chỉ là về vị trí còn GDP thì chênh lệch giữa Hoài Khánh và Ninh Lăng càng lúc càng lớn. Đương nhiên nếu muốn làm thị trưởng thành phố An Đô thì không chỉ do tỉnh ủy An Nguyên có thể quyết định, điều này còn phải do Trung ương. Nhưng tỉnh ủy An Nguyên vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến vị trí này. Nhất là khi Quan Kinh Sơn là do Trung ương điều tới, từ góc độ cân bằng thì người làm thị trưởng, Trung ương sẽ tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên. Triệu Quốc Đống phát hiện mình vẫn vô thức chú ý tình hình biến hóa ở An Nguyên. Chẳng những là phát triển kinh tế và cục diện chính trị, thậm chí ngay cả biến hóa ở một ít thành phố, thị xã ở An Nguyên hắn cũng muốn tìm hiểu. Ví dụ xu thế phát triển kinh tế của Đường Giang, ví dụ như điều chỉnh kết cấu kinh tế của Vinh Sơn, lại ví dụ như điều chỉnh nhân sự ở An Nguyên, tất cả đều làm cho mình muốn có cảm giác tham dự, nhưng mình bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam mà không phải trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên. Cảm giác vi diệu này có lẽ xuất phát từ việc mình vẫn coi An Nguyên là nhà, cũng để lại mình nhiều ký ức tốt đẹp. Ở sâu trong lòng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy mình là cán bộ An Nguyên, Điền Nam mặc dù tốt nhưng không phải quê hương. Một năm ngắn ngủi thật là khó có thể làm cho mình thật sự coi mình là người Điền Nam. Quan Kinh Sơn làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên cũng có nghĩa khả năng mình về An Nguyên đã không còn. Vậy bên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, Triệu Quốc Đống lắc đầu, rối rắm. Mình luôn muốn vứt nó ra ngoài nhưng không thể. Chợt nhận được tin tức mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chấn động. Quốc Đống, không phải là không chuẩn bị tư tưởng gì đó chứ? Thái Chánh Dương cười nói. Y nâng chung trà nhấp một ngụm, ngẩng đùa lắc lắc cổ giống như cúi đầu quá lâu làm cổ y mỏi mệt vậy. Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết, một thời gian trước hắn đã lên Bắc Kinh một chuyến. Bên Qua Tĩnh nhất định đã tiết lộ một ít tin tức cho hắn. Chỉ là loại chuyện này không ai dám xác định. Dù là bây giờ cũng chỉ có thể nói tăng khả năng lên mà thôi nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn. Không ai dám nói một cách khẳng định. Thái ca, trưởng ban Qua đã nói với em, bí thư Đông Lưu muốn em về An Đô nhưng ban cảm thấy điều kiện không thành thục nên trực tiếp bác bỏ. Ngoài ra ủy ban kế hoạch phát triển cũng có một vị phó chủ nhiệm về hưu. Nhưng trưởng ban Qua cũng không nói rõ, chỉ nói có nhiều khả năng, mà ở lại Điền Nam công tác tiếp là khả năng cao nhất. Em cũng không hỏi thêm. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hắc hắc, Thái ca, không phải của em thì tranh cũng không được, là của em thì em nghĩ nó cũng không chạy thoát. Nói khó nghe một chút là nghe theo tổ chức an bài. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ừ, tâm trạng đoan chính, như vậy là tốt rồi. Bây giờ chú cũng đừng nghĩ nhiều, sau hai hội sẽ dần rong sáng. Anh nghĩ khi đó chú cân nhắc công việc sau này của mình cũng không muộn. Chẳng qua anh bây giờ thật ra cũng muốn hỏi ý của chú. Anh nói nếu như chú rời khỏi vị trí bây giờ thì chú cảm thấy ai thích hợp thay mình nhất. Anh chỉ là càng thích hợp với công việc của tỉnh ta. Thái Chánh Dương mặc dù rất tùy ý tung vấn đề nhưng cũng có trọng lượng không nhẹ,